dùng tu vi của ngươi có thể coi như là cường giả trẻ tuổi đỉnh phong, cũng là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi mà ta từng gặp. Chỉ tiếc muốn ngăn cản ta, bằng vào thông linh bảo khí còn chưa đủ. Nhìn bồ đề thụ khổng lồ giống như che khuất bầu trời trước mắt, Lục Lâm Thiên nói xong, trong mi tâm có một đạo lưu quang lướt đi, mang theo linh hồn chấn động mênh mông lan tràn ra. Siêu! Lưu quang lập tức bị Lục Lâm Thiên nắm trong lòng bàn tay, lưu quang thu liếm, đây chính là một cây búa nhỏ màu trắng, dài nửa thước, toàn thân tràn ngập bí văn quanh quẩn. Chiếc búa nhỏ này xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, cả không trung trong thoáng chốc run lên. Không gian chung quanh thân hình Lục Lâm Thiên thậm chí còn xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Trong phiến thiên địa này trong lúc mơ hồ có cuồng phong rít gào ở phía xa, khí tức giống như hủy diệt phô thiên cái địa lan tràn ra. Khiến cho linh hồn người ta không tự giác được mà rung động. Cây búa này xuất hiện trong tay, trong hai mắt đen láy của Lục Lâm Thiên có tinh mang bắn ra. Tay nắm chặt, đây chính là thông linh bảo khí hồn diệt phách chùy mà Lục Lâm Thiên nhận được trong mật địa thiên giới. Cùng lúc, Lục Lâm Thiên đột nhiên đạp không nhảy lên, áo nghĩa thời gian, không gian chấn động, thân hình xẹt qua không gian giống như sấm sét đánh về phía trước. Vô số bồ đề linh căn ven đường lập tức nứt vỡ, căn bản không thể nào ngăn cản khí thế đột nhiên bộc phát của Lục Lâm Thiên. Thông linh bảo khí, không chỉ có mình ngươi có. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức phất tay đánh ra một búa về phía bồ đề linh căn khổng lồ kia. Trong sát na này mọi người có thể cảm giác được đột nhiên cả không gian đình trệ. Giống như không gian đột nhiên run lên, lập tức có năng lượng hủy diệt từ trong hư không thẩm thấu ra. Xoẹt! Phía trên hồn diệt phách chùy có một đạo quang trụ giống như sấm sét đánh ra. Mang theo lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh, trong giây lát ngắn ngủi lập tức hình thành một vòng xoáy khủng bố trong hư không. Giống như một cái lỗ đen vũ trụ đánh vào trên bồ đề linh căn. Khí tức khủng bố lan tràn, khiến cho linh hồn người ta rung động. Sau khi một búa này hung hăng nện vào phía trên bồ đề linh căn, quang mang chói mắt lập tức từ phía trên bồ đề linh ca khổng lồ kia bắn ra. Một mảng lớn khe nứt đen kịt lan tràn, ngay sau đó một âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm hung hăng vang vọng trên không trung chiến đài. Ầm ầm, cơn lốc năng lượng linh hồn khủng bố lập tức cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía, vô số bồ đề linh căn đang phá không phóng về phía trước lập tức bị vỡ nát. Tầng tầng lớp lớp lá cây trên bồ đề thụ khổng lồ khô héo. Năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận ở trong hư không thẩm thấu ra. Rầm rầm rầm. Cơn lốc linh hồn khủng bố từ trên hai kiện thông linh bảo khí trên chiến đài khuếch tán. Cả phiến không gian lớn đều vặn vẹo, vô số chiến đài phía dưới cũng bắt đầu lay động, run run, thủy vực bao la phía dưới lúc này giống như đột nhiên có vô số quả bom dưới nước không ngừng nổ tung, sóng nước ngập trời bắn lên trên trời cao. A hát, linh hồn không chịu nổi. Dưới cơn lốc năng lượng linh hồn khủng bố này, đám người bốn phía chiến đài, người có thực lực thấp một chút lập tức kêu thảm thiết, linh hồn dò xét vừa mới chạm tới cơn lốc linh hồn kia lập tức bị ảnh hưởng cực lớn, linh hồn không thể chạm tới, khiến cho đám người vây xem chung quanh bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh mẽ! Công kích bực này coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh thực thụ cũng không dám đỡ upsilon.ng vào. Hoàng giật của Hoàng gia và Lục Lâm Thiên chân lý Niết Bàn không ngờ lại kinh khủng như vậy. Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt xa xa tràn ngập vẻ kinh hãi, loại lực lượng này quá mức khủng bố, căn bản không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh bình thường có thể thúc dục ra. Loại năng lượng này cho dù người có tu vi hóa hồng cảnh bình thường cũng không dám đỡ upsilon.ng vào. Bồ đề thụ khổng lồ giống như che khuất bầu trời dưới công kích linh hồn mang tính hủy diệt này lập tức héo rũ. Hóa thành bộ dáng vốn có của bồ đề linh căn, sau đó trở về trong mi tâm của Hoàng Giật. Hoàng Giật đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên phía xa, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ kinh hãi. Ngay sau đó thân hình bỗng nhiên run lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Phụt! Một ngụm máu tươi được phun ra, sắc mặt Hoàng Giật cũng trở nên trắng bệch, hắn thật không ngờ hắn lại dùng phương thức này thua trong tay Lục Lâm Thiên. Hoàng gia dùng áo nghĩa linh hồn mà lừng danh cả thượng thanh đại thiên thế giới, hắn thân là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Hoàng gia, thế nhưng lại thua dưới công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên. Ta nói rồi, ngươi không cản được ta đâu, ngươi thua rồi. Nắm hồn diệt phách chùy trong tay, Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, khí thế bá đạo trên người lan tràn ra. Không ngờ thực lực ngươi lại tới tình trạng như vậy, chân lý Niết Bàn quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Giật hiện lên vẻ bất đắc dĩ và rung động, nói.
Ta đã dùng hết toàn lực mà vẫn không thể ngăn cản được ngươi. Ngươi thắng. Đa tạ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồn diệt phách chùy trong tay lại. Hoàng Dật không hổ là người đứng thứ hai trên thiên bảng, người đạt vô thượng niết bàn. Thực lực khủng bố của người này tăng thêm thông linh bảo khí linh hồn, đủ để cho người có tu vi nhị nguyên hóa hồng bình thường cũng phải kiêng kỵ. Chỉ tiếc thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại có thể chống lại tam nguyên hóa hồng bình thường. Tăng thêm thông linh bảo khí, còn có kim đao màu vàng, công kích linh hồn hắn không sợ, muốn đối phó với hoàng giật này cũng không có chút khó khăn nào. Có hối cũng muộn, ta thấy có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chiến với nàng một trận. Hoàng giật nói xong, thân hình lập tức xoay người rời đi. Hoàng giật thua, lại thua trong công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên. Trên người Lục Lâm Thiên cũng có thông linh bảo khí linh hồn. Hai người này đều biến thái, so với Lục Lâm Thiên, Hoàng Dật vẫn kém hơn một chút. Mãi một lúc lâu sau, ở hư không bốn phía chiến đài, vô số ngây ngốc như gà gỗ, ánh mắt lúc này mới bắt đầu chấn động. Lục Lâm Thiên và Hoàng Dật chiến một trận, dùng thông linh bảo khí ngạnh kháng, Hoàng Dật lập tức tan tác, chuyện này khiến cho mọi người hoảng sợ và khiếp sợ ngoài ý muốn. Hai biến thái A. Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Nhâm Tiêu Diêu, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương và những người khác nhìn nhau, mắt nhìn hai người kia vừa chiến một trận, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã bị đả kích không nhỏ. Đến thời điểm này bọn họ mới biết được, trong lúc bất chi bất giác, chênh lệch giữa bọn họ và hai người này lại lớn tới tình trạng như vậy. Hai biến thái, Lục Lâm Thiên càng thêm cường hãn. Thực lực của hai người này đều có thể vượt qua cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh, đều là người nghịch thiên. Không ngờ áo nghĩa linh hồn của Lục Lâm Thiên lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trên ngọn núi, đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Đường Ám, Lôi Quang, Mộc Nguyên cùng chúng cường giả không khỏi cảm thán, đám người trẻ tuổi đồng lứa bày ra thực lực như vậy cũng khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Mà nếu Hoàng Dật chỉ bị thua đơn thuần, có lẽ mọi người còn có thể tiếp nhận dễ dàng hơn một chút, Hoàng Dật lúc này không những thua, mà còn thua trong áo nghĩa linh hồn của Lục Lâm Thiên. Chuyện này khiến cho mọi người không khỏi rung động, đồng thời còn khó có thể tiếp nhận. Ta dùng toàn lực cũng không có cách nào ngăn cản hắn. So với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, không hổ là người chân lý niết bàn. Hoàng Dật trở lại ngọn núi, nhìn Phong Bá Nam nói. Sắc mặt đám đệ tử Hoàng gia sau lưng lập tức khó coi. Ánh mắt Phong Bá Nam thu hồi từ trên người Hoàng Dật, nhìn vào Phong Du Du, nhíu mày nói. Du Du, Lục Lâm Thiên kia hôm nay có lẽ đã tiêu hao không ít, bằng không muội hôm khác lại chiến với hắn một trận cũng được. Đại ca, Lục Lâm Thiên có lẽ không tiêu hao bao nhiêu, hắn còn chưa dùng toàn lực. Phong Du Du nói, trong đôi mắt thanh tịnh, sáng ngờ có chút rung động, lại nói tiếp. Muội thấy hôm nay muội không ra tay hắn cũng sẽ không bỏ qua, huống chi muội cũng đã đồng ý, tự nhiên không thể nuốt lời. Thế nhưng mà, Phong Bá Nam dường như còn muốn nói điều gì, nhìn đôi mắt thanh tịnh, sáng ngời của Phong Du Du, hai mắt biến ảo bất định, nói. Vậy muội cẩn thận một chút, cũng chỉ có thể dựa vào muội đối phó với hắn. Muội cũng không có nắm chắc, nếu như hắn dùng toàn lực, có lẽ muội cũng khó có thể chống lại hắn. Phong Du Du cười nhạt một tiếng, y phục màu trắng trên người khẽ tung bay, khi âm thanh vừa dứt. Thân hình xinh đẹp màu trắng mang theo đường cong động lòng người, duyên dáng nhảy về phía chiến đài. Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt đang còn rung động vì cảnh tượng vừa rồi. Nhìn thấy trên không trung đã có một đạo thân ảnh xinh đẹp mang theo đường cong động lòng người đi tới, dáng người uyển chuyển, từ từ đáp xuống chiến đài, y phục màu trắng khẽ bay. Đạo thân ảnh này đáp xuống, không gian chung quanh có chút rung động như ẩn như hiện. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, một khuôn mặt thoát tục, cao quý, thánh khiết không mang theo khói lửa nhân gian. Giống như đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này, thế nhưng lại cao quý đến mức người ta không dám khinh nhờn. Đẹp quá! Nhìn thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại trên chiến đài, trong mắt vô số người bốn phía nổi lên sự chấn động. Mà ngay cả ánh mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng cũng chấn động. Rốt cuộc nàng ta cũng xuất hiện. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lý Tương tập trung vào trên chiến đài. Nhìn đạo thân ảnh nhỏ nhắn, mềm mại, nhìn như yếu đuối kia, thế nhưng lại khiến cho bọn họ kiêng kỵ thật sâu. Thứ nhất thiên bảng. Là tồn tại phía trên Phong Bá Nam và Hoàng Dật. Các lão nhân trong tộc bọn họ đã từng nói qua, đây là một tồn tại yêu nghiệt. Tại sao lại giống như vậy được?
Mạc Kình Thiên nhìn qua chiến đài, lập tức có cảm giác giống như gặp quỷ, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thái A. Thái A lắc đầu với Mạc Kình Thiên, nói. Kình Thiên sư bá, sư phụ nói không phải, thế nhưng người này rất giống. Không đúng, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì đó, chẳng lẽ. Mạc Kình Thiên lắc đầu một chút, sau đó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chấn động không thôi. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mắt, trong đầu có cảm giác giống như ảo giác. Nữ tử này cùng yêu nữ kia quả thực là hai người sao? Ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên cũng hoài nghi. Không ngờ thực lực của ngươi lại tới một bước này. Chân lý Niết Bàn quả nhiên danh bất hư truyền. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động. Bàn tay trắng nõn nắm góc áo, nhất cử nhất động, dù một cái nhăn mày hay nụ cười đều cao quý tự nhiên, khiến cho người ta không khỏi động dung, khí chất cao quý thánh khiết vô cùng. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nói. May mắn mà thôi, hy vọng ngươi có thể dùng toàn lực. Ta có thể cảm giác, ngươi so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Trước mặt đại ca ta và Hoàng Giật, dựa vào may mắn không có cách nào chiến thắng. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong sáng, thanh thịnh giống như sao trên trời, âm thanh như âm thanh của thiên nhiên, nàng nói tiếp. Không thể không nói, ngươi muốn liên tiếp khiêu chiến ba người chúng ta quả thực có chút cuồng ngạo. Bài danh trên thiên bảng đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Bài danh trên thiên bảng sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du rồi lắc đầu, nhìn nữ tử có chút giống người kia trước mắt, ánh mắt lại lần nữa hoảng hốt, hắn nói. Đã từng có một người con gái nói với ta muốn trở thành nam nhân của nàng thì phải đứng trong vạn thế đối quyết, đứng trong thương khung chiến trường. Khi đó ta mới có tư cách trở thành nam nhân của nàng. Từ khi ta tiến vào vạn thế đối quyết cho tới ngày hôm nay, trừ lý do muốn bảo vệ tất cả người bên cạnh mình ra cũng là bởi vì nàng. Ta hy vọng có một ngày ta có thể đứng trước mặt nàng, nói với nàng hãy làm nữ nhân của ta. Phong Du Du nghe vậy, chẳng biết tại sao những lời này khiến cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như lúc trước nàng đã từng nghe nói qua ở đâu đó, thậm chí trong đầu nàng, mơ hồ từ sâu trong linh hồn còn hiện lên cảnh tượng đó. Thân hình mềm mại run lên, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ rung động nhìn qua Lục Lâm Thiên, một lát sau môi son khẽ mở rồi nói. Người ngươi nói chẳng lẽ chính là người rất giống ta hay sao? Đúng vậy, cơ hồ giống như đúc. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, lập tức nói. Hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Tên này, lại hái hoa ngắt cỏ. Giữa không trung, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh nghe vậy sắc mặt lập tức biến hóa không ít. Ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía Thái A. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, tam nữ nhìn qua không có quá nhiều chấn động. Thái A bị ba sư mẫu nhìn qua, lập tức cúi đầu không dám nói gì. Lặng lẽ đi ra sau lưng Mạc Kình Thiên. Một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được nàng. Đến lúc đó ta cũng muốn nhìn một chút, người giống ta như đúc dưới gầm trời này rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Trên chiến đài, Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh hiện lên một chút tò mò, bờ môi son khẽ mở, nói. Hiện tại ngươi ra tay đi, hy vọng ngươi có thể thắng ta. Thắng ta, trong thương khung chiến trường. Đến lúc đó ngươi sẽ có một chỗ cắm rùi. Ta thấy nữ nhân kia của ngươi trước đó dường như có gì đó cố kỵ. Nếu như cuối cùng ngươi có thể ở trong thương khung chiến trường, đến lúc đó nàng cũng sẽ không cần phải cố kỵ nữa. Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du, khóe miệng giật giật, nói. Thật không ngờ, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cũng có chút tự tin. Phong Du Du thản nhiên cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết kia. Âm thanh như thiên nhiên vang vọng. Kỳ thật ta rất thích người tự tin và cuồng ngạo, hy vọng tới lúc đó sau khi tới thương khung chiến trường, người còn có thể tiếp tục cuồng ngạo như vậy. Thương khung chiến trường sao? Ta đã đi qua. Lục Lâm Thiên nói. Phong Du Du lắc đầu nói. Ta biết rõ người đã đi vào thương khung chiến trường rồi, nhưng lần này không giống. Đến lúc đó người sẽ biết rõ, thời gian cũng không quá lâu nữa đâu. Lục Lâm Thiên nghe vậy. Đang muốn nói tiếp thì Phong Du Du lại nói, đông mắt thanh tịnh giống như sau chấn động. Được rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vừa dứt, y phục màu trắng bỗng nhiên run lên. Khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Du Du lan tràn ra. Khí tức này nương theo khí tức phổ xưa. Oanh,
Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, chung quanh chiến đài lập tức có từng cơn gió đập vào mặt, tóc trên đầu tung bay. Siêu! Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, đồng thời quanh thân có khí tức chấn động vô hình lan tràn ra. Toàn thân có khí tức cổ xưa chấn động. Giờ phút này, quanh thân Lục Lâm Thiên và Phong Du Du trên chiến đài đều có hai cỗ khí tức vô hình lấy bản thân làm trung tâm lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, khí tức bực này lan tràn, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được dấu vết của trạng thái chân không. Xoẹt! Hai cỗ khí tức vô hình va chạm, tại nơi hai cỗ khí tức vô hình va chạm với nhau, quang mang hình cung lập tức bắn ra. Quang mang giống như gợn sóng bắn ngược ra. Cơ hồ cùng lúc, ngay khi quang mang bắn ngược ra, hai đạo quang cháo trong suốt giống như vô hình lập tức bao phủ thân hình hai người. Siêu siêu! Trong sát na này, cũng không biết vì sao, sau khi được hai đạo quang cháo trong suốt giống như vô hình bao phủ, hai người lại đồng thời khép hờ hai mắt, được quang cháo nhấc lên, lập tức lơ lửng trên không trung. Rầm rầm! Khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hai người tuôn ra, từ từ lan tràn, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua thiên địa, trong lúc mơ hồ có thể thấy được từng đạo năng lượng vô hình chấn động tạo thành một vòng tròn lan tràn ra chung quanh. Hai đạo năng lượng hình cung mỗi một lần va chạm với nhau đều có tia sáng chói mắt bắn ra. Oanh! Không trung run rẩy, thủy vực bao la phía dưới, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn, nhộn nhạo không ngớt. Trong sát na này, trong phiến thiên địa đột nhiên có năng lượng quỷ dị không thôi thẩm thấu vào trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi run lên. Linh hồn chấn động không thôi, lực lượng áp bách tràn ngập thiên địa, người thực lực thấp một ít, nguyên lực lặng lẽ đình trệ, sắc mặt trắng bệch. Trong hư không bao la khôn cùng khắp nơi trắng xám, mây mù lượn lờ, tựa như hỗn độn. Siêu siêu, thân hình Lục Lâm Thiên và Phong Du Du xuất hiện ở trong không gian giống như hỗn độn, hai mắt khép hờ lập tức mở ra. Tinh mang trong mắt cùng với khí tức cổ xưa lúc này vẫn còn như cơn lốc khuếch tán. Siêu siêu, ngay khi mắt hai người mở ra, thân hình giống như một tia chớp màu xanh cùng với điện mang màu trắng trong giây lát va chạm vào nhau. Ầm ầm, hai người va chạm, không gian giống như hỗn độn này lập tức run rẩy không ngớt, nhất cử nhất động, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc. Xoẹt, hai đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm rồi phân ra, quanh thân đều được năng lượng thiên địa hội tụ rồi tạo thành một cơn lốc năng lượng cực lớn bao phủ. Vừa chạm vào lập tức phân ra, hai người đứng ở phía xa nhìn nhau, ánh mắt bình thản, không có một chút chấn động nào. Bỗng dưng, thân hình hai người lần nữa giống như mũi tên lướt đi, công kích trong tay giống như mũi tên bắn ra, xuyên thủng không gian mang theo khí tức cổ xưa. Xoẹt! Trong sát na, hai người nhanh như thiểm điện giao thủ mấy chiêu. Phong Du Du ra tay quỷ dị, phóng khoáng. Lục Lâm Thiên ra tay cường hãn, bá đạo. Giao thủ giống như sấm sét khiến cho cả phiến không gian to lớn bị phá hủy thành hư không. Siêu! Thân hình mềm mại xinh đẹp, quanh thân được áo nghĩa thuộc tính phong bao phủ, trong bàn tay ngọc có một đạo năng lượng tinh luyện nhanh như thiểm điện xuyên thấu không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Gợn sóng áo nghĩa không gian nhộn nhạo khuếch tán, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, đạo năng lượng tinh luyện của Phong Du Du xuyên thủng không gian bắn tới, chỉ kém hơn đúng một hơi mà thôi. Ngao! Tiếp đó trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã xuất hiện sau lưng Phong Du Du, trong tay có quang mang tuôn ra, một hư ảnh cự long bằng quang mang cực lớn rít gào một tiếng, xẹt qua không gian bắn về phía trước. Siêu! Phong Du Du dường như đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lùi lại, môi son khẽ mở, một đạo lưu quang bằng năng lượng mang theo tiếng xé gió xuất hiện. Âm thanh chi chi vang lên, lưu quang hóa thành một hư ảnh phượng hoàng màu trắng khổng lồ, mỗi cái vỗ cánh đều khiến cho không gian vặn vẹo, mạnh mẽ dây dưa cùng với cự long màu vàng kia. Ngao ngao, chi chi, tiếng long ngâm rung trời, tiếng phượng hoàng kêu vang vọng, cả hai đều giống như vật còn sống không ngừng dây dưa, va chạm trong không gian giống như hỗn độn. Trong chốc lát khiến cho cả phiến hư không cuồn cuộn. Xoẹt, lúc này thân hình Lục Lâm Thiên lần nữa tiếp cận Phong Du Du. Hóa trưởng thành chảo, cả phiến không gian lớn vặn vẹo, hung hăng chộp về phía Phong Du Du đang đứng ở phía trước. Siêu! Thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du bỗng nhiên xoay tròn 180 độ, váy dài bồng bềnh, thân hình nhẹ như lông ngỗng, một đạo cước ấn mang theo một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng giống như sấm sét đánh về phía trước. Phanh! Cước ấn,
chảo ấn hung hăng va chạm. Lực lượng mạnh mẽ, cuồng bạo ẩn chứa bên trên lập tức nổ tung, khiến cho thân hình Lục Lâm Thiên cũng bị đẩy lui. Chi! Trong nháy mắt ngắn ngủi này, thủ ấn trong tay Phong Du Du lần nữa được ngưng kết, trong lòng bàn tay lần nữa có một đạo lưu quang lướt đi mang theo xu thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Lại là một đầu phượng hoàng khổng lồ màu trắng vỗ cánh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thế như trẻ tre, vỗ cánh tạo thành một cơn lốc ngập trời. Giống! Tiếng hổ gầm vang vọng, trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên, một đầu cự hổ màu trắng lập tức xuất hiện trên trời cao, làm bộ vồ mồi, nhìn chằm chằm về phía trước, hung mãnh dị thường. Ầm ầm, đầu phượng hoàng màu trắng khổng lồ vỗ cánh, cự hổ rít gào, cũng như vật còn sống, cả hai lại lần nữa dây dưa. Xoẹt, áo nghĩa thuộc tính phong trên người Phong Du Du và trong thiên địa bắt đầu cuồn cuộn mang theo khí tức cổ xưa lan tràn, năng lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong bắt đầu ngày càng cuồng bạo, tạo thành một cơn lốc bằng năng lượng xé nát không gian ven đường chung quanh, phóng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du, khóe miệng giật giật, nói. Thật không ngờ, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cũng có chút tự tin. Phong Du Du thản nhiên cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết kia, âm thanh như thiên nhiên vang vọng. Kỳ thật ta rất thích ngươi tự tin và cuồng ngạo, hy vọng tới lúc đó sau khi tới thương khung chiến trường, ngươi còn có thể tiếp tục cuồng ngạo như vậy. Thương khung chiến trường sao? Ta đã đi qua. Lục Lâm Thiên nói. Phong Du Du lắc đầu nói. Ta biết rõ ngươi đã đi vào thương khung chiến trường rồi, nhưng lần này không giống. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ, thời gian cũng không quá lâu nữa đâu. Lục Lâm Thiên nghe vậy, đang muốn nói tiếp thì Phong Du Du lại nói, đôi mắt thanh tịnh giống như sau chấn động. Được rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vừa dứt, y phục màu trắng bỗng nhiên run lên. Khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Du Du lan tràn ra. Khí tức này nương theo khí tức phổ xưa. Oanh! Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, chung quanh chiến đài lập tức có từng cơn gió đập vào mặt, tóc trên đầu tung bay. Xu! Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, đồng thời quanh thân có khí tức chấn động vô hình lan tràn ra. Toàn thân có khí tức cổ xưa chấn động. Giờ phút này, quanh thân Lục Lâm Thiên và Phong Du Du trên chiến đài đều có hai cỗ khí tức vô hình lấy bản thân làm trung tâm lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, khí tức bực này lan tràn, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được dấu vết của trạng thái chân không. Xoẹt! Hai cỗ khí tức vô hình va chạm, tại nơi hai cỗ khí tức vô hình va chạm với nhau, quang mang hình cung lập tức bắn ra. Quang mang giống như gợn sóng bắn ngược ra. Cơ hồ cùng lúc, ngay khi quang mang bắn ngược ra, hai đạo quang cháo trong suốt giống như vô hình lập tức bao phủ thân hình hai người. Siêu siêu! Trong sát na này, cũng không biết vì sao, sau khi được hai đạo quang cháo trong suốt giống như vô hình bao phủ, hai người lại đồng thời khép hờ hai mắt, được quang cháo nhấc lên, lập tức lơ lửng trên không trung. Rầm rầm, khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hai người tuôn ra, từ từ lan tràn, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua thiên địa, trong lúc mơ hồ có thể thấy được từng đạo năng lượng vô hình chấn động tạo thành một vòng tròn lan tràn ra chung quanh. Hai đạo năng lượng hình cung mỗi một lần va chạm với nhau đều có tia sáng chói mắt bắn ra. Oanh! Không trung run rẩy, thủy vực bao la phía dưới, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn, nhộn nhạo không ngớt. Trong sát na này, trong phiến thiên địa đột nhiên có năng lượng quỷ dị không thôi thẩm thấu vào trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi run lên. Linh hồn chấn động không thôi, lực lượng áp bách tràn ngập thiên địa, người thực lực thấp một ít, nguyên lực lặng lẽ đình trệ. Sắc mặt trắng bệch. Trong hư không bao la khôn cùng khắp nơi trắng xám, mây mù lượn lờ, tựa như hỗn độn. Siêu siêu. Thân hình Lục Lâm Thiên và Phong Du Du xuất hiện ở trong không gian giống như hỗn độn, hai mắt khép hờ lập tức mở ra. Tinh mang trong mắt cùng với khí tức cổ xưa lúc này vẫn còn như cơn lốc khuếch tán. Siêu siêu. Ngay khi mắt hai người mở ra, thân hình giống như một tia chớp màu xanh cùng với điện mang màu trắng trong giây lát va chạm vào nhau. Ầm ầm, hai người va chạm, không gian giống như hỗn độn này lập tức run rẩy không ngớt, nhất cử nhất động, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc. Xoẹt, hai đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm rồi phân ra, quanh thân đều được năng lượng thiên địa hội tụ rồi tạo thành một cơn lốc năng lượng cực lớn bao phủ. Vừa chạm vào lập tức phân ra, hai người đứng ở phía xa nhìn nhau, ánh mắt bình thản,
không có một chút chấn động nào. Bỗng dưng, thân hình hai người lần nữa giống như mũi tên lướt đi, công kích trong tay giống như mũi tên bắn ra, xuyên thủng không gian mang theo khí tức cổ xưa. Xoẹt! Trong sát na, hai người nhanh như thiểm điện giao thủ mấy chiêu. Phong Du Du ra tay quỷ dị, phóng khoáng. Lục Lâm Thiên ra tay cường hãn, bá đạo, giao thủ giống như sấm sét khiến cho cả phiến không gian to lớn bị phá hủy thành hư không. Su! Thân hình mềm mại xinh đẹp, quanh thân được áo nghĩa thuộc tỉnh phong bao phủ, trong bàn tay ngọc có một đạo năng lượng tinh luyện nhanh như thiểm điện xuyên thấu không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Gợn sóng áo nghĩa không gian nhộn nhạo khuếch tán, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, đạo năng lượng tinh luyện của Phong Du Du xuyên thủng không gian bắn tới, chỉ kém hơn đúng một hơi mà thôi. Ngao! Tiếp đó trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã xuất hiện sau lưng Phong Du Du, trong tay có quang mang tuôn ra, một hư ảnh cự long bằng quang mang cực lớn rít gào một tiếng, xẹt qua không gian bắn về phía trước. Su! Phong Du Du dường như đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lùi lại, môi son khẽ mở, một đạo lưu quang bằng năng lượng mang theo tiếng xé gió xuất hiện. Âm thanh chi chi vang lên, lưu quang hóa thành một hư ảnh phượng hoàng màu trắng khổng lồ. Mỗi cái vỗ cánh đều khiến cho không gian vặn vẹo, mạnh mẽ dây dưa cùng với cự long màu vàng kia. Ngao ngao, chi chi, tiếng long ngâm rung trời, tiếng phượng hoàng kêu vang vọng, cả hai đều giống như vật còn sống không ngừng dây dưa, va chạm trong không gian giống như hỗn độn. Trong chốc lát khiến cho cả phiến hư không cuồn cuộn. Xoẹt, lúc này thân hình Lục Lâm Thiên lần nữa tiếp cận Phong Du Du, hóa trưởng thành chảo, cả phiến không gian lớn vặn vẹo. Hung hãng chộp về phía Phong Du Du đang đứng ở phía trước. Su! Trong kình khí khủng bố mà rung động, thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du lướt đi, trên khuôn mặt thánh khiết mà tuyệt mỹ không có bất kỳ tình cảm nào chấn động. Hai ngón tay khiến cho không gian thay đổi, hóa thành hai đạo lưu quang màu trắng xé rách không khí, xuyên thủng không gian, dùng một loại quỹ tích quỷ dị nhanh như thiểm điện đánh vào trên ngực Lục Lâm Thiên. Trên khuôn mặt cương nghị của Lục Lâm Thiên lúc này cũng không có bất kỳ tình cảm nào. Hai tay chấn động. Hai đạo quyền ấn giống như sấm sét ngăn cản hai đạo lưu quang màu trắng của Phong Du Du. Cùng lúc cánh tay xoay tròn, liên tiếp bấm tay đánh ra mấy đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, giống như mũi tên lập tức phóng tới trước người Phong Du Du. Su su. Quanh thân Phong Du Du hình thành một cơn lốc khủng bố, thôn phệ mấy đạo chỉ ấn của Lục Lâm Thiên vào trong cơn lốc. Âm ầm. Trong không gian giống như hỗn độn này, cự long, cự hổ rít gào. Hư ảnh phượng hoàng vỗ cánh. Rầm rầm rầm. Hai đạo thân ảnh trong sát na va chạm, giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Lực lượng cơ hồ giống như hủy diệt va chạm, bên trong không gian lập tức có lực lượng cuồng bạo lan tràn, khiến cho một phiến không gian lớn sụp đổ, bị phá hủy, lại khôi phục rồi lại bị phá hủy. Giờ phút trong không gian này chỉ có hai người giao thủ, thế nhưng lại vận dụng các loại áo nghĩa cùng với lực lượng linh hồn. Nguyên lực và tất cả thủ đoạn dường như cũng không có cách nào vận dụng. Mỗi một lần giao thủ, va chạm, đều là các loại áo nghĩa thuộc tính va chạm. Su su. Trên chiến đài, trong hai vòng quang mang chói mắt mà giống như vô hình kia, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy ở trong quang mang chói mắt, quanh thân hai người không ngừng có rung động kinh người lan tràn ra. Giống như không khí tạo thành đường vòng cung lan tràn ra trên không trung vậy. Ầm ầm. Bốn phía thủy vực bao la dưới chiến đài, gợn sóng ngày càng chấn động kịch liệt, giống như là nổi lên sóng to gió lớn. Uy áp thật mạnh, ta chịu không? Ta cũng chịu không nổi. Trên không trung chiến đài, vô số người vây xem chung quanh có thực lực không đủ bắt đầu quỳ sát ở giữa không trung. Trong không gian, thiên địa chung quanh chiến đài có hai cỗ năng lượng mênh mông, quý dị thẩm thấu vào trong thiên địa, nương theo uy áp tới từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Người có thực lực không đủ. Căn bản không có cách nào chống cự. Bọn họ đang làm gì? Uy áp cuồn cuộn lan tràn ra, vô số người bốn phía chiến đài nhìn qua hai đạo thân ảnh được quang mang chói mắt bao phủ, kinh ngạc không thôi. Hít! Đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương, Hỏa Vũ không nhịn được mà hít sâu một hơi, hai mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu. Một yêu nghiệt, một biến thái. Chúng ta đã theo không kịp. Mộc Tử Kỳ đứng trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động kịch liệt, thật lâu không có cách nào bình tĩnh được. Vậy,
sư phụ cùng với Phong Du Du kia đang làm gì? Thái A lúc này cũng nghi hoặc không thôi. Ánh mắt Lục Linh run rẩy, khí tức sắc bén trên người nổi lên chấn động, nói với Thái A. Ta thấy hai người bọn họ hiện tại đã tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Cái gì là trạng thái huyền diệu? Thái A vẫn nghi hoặc không thôi. Trạng thái hồn áo, cuộc chiến hồn áo. Lục Linh nhìn qua Thái A, trong lòng khó nén nổi chấn động, nói. Đồn rằng chỉ khi hai người đạt tới trạng thái ăn ý nào đó thì mới có thể tiến vào trong trạng thái hồn áo. Trong trạng thái hồn áo này, hai người giao thủ áo nghĩa và linh hồn. Loại trạng thái này so độ mạnh yếu của áo nghĩa. Thế nhưng phàm là người có thể tiến vào trong trạng thái hồn áo này đến lúc đó đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Loại trạng thái hồn áo này không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Rầm rầm. Trong không gian giống như hỗn độn, hai người Lục Lâm Thiên và Phong Du Du đều không có bất kỳ cảm giác nào, trong mắt không có một chút cảm tình, không hề bận tâm, không ngừng giao thủ với tốc độ giống như ánh sáng. Mỗi một đạo công kích đều mang theo áo nghĩa linh hồn cuồn cuộn. Phanh phanh. Bỗng nhiên thân ảnh hai người đều.ng thẳng vào nhau, năng lượng khủng bố va chạm, tiếng trầm đụ, xê giống như tiếng sấm vang vọng. Hư không giống như hỗn độn chung quanh ầm ầm run lên. Không gian mấy ngàn trượng khổng lồ chung quanh lúc này trong chốc lát tựa như sụp đổ, năng lượng thiên địa khủng bố. Bỗng nhiên khuếch tán, hiện ra khe nứt đen kịt khiến cho tim đập nhanh. Từng đạo vết nứt không gian lan tràn ra bốn phía. Ngao ngao. Giống giống. Su. Ngay lúc đó, trong không trung, đầu cự hổ cùng với đầu phượng hoàng của Lục Lâm Thiên và Phong Du Du va chạm, nơi hai hư ảnh va chạm hiện lên một cái động sâu đen kịt. Vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra chung quanh. Kinh khí rung động giống như biển gầm bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng trên không trung. Trong chốc lát, hư ảnh nhị thú tiêu tán, thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên và Phong Du Du bỗng nhiên biến mất, không gian giống như hỗn độn này cũng lập tức nứt vỡ từng khúc. Bộc phát ra quang mang chói mắt, quang mang giống như pháo hoa rơi vãi xuống phía dưới. Ken két. Trên chiến đại, vòng quang cháo trong suốt giống như vô hình quanh thân hai người Lục Lâm Thiên và Phong Du Du bỗng nhiên rạn nứt, lập tức bị nghiền nát. Siêu siêu. Đồng thời, hai con mắt nhắm chặt của hai người bỗng nhiên mở ra, trong mắt đều có tinh mang và khí tức cổ xưa bắn ra, khiến cho cả phiến thiên địa run rẩy không ngớt. Oanh. Trong chớp mắt khi đôi mắt sáng của Phong Du Du mở ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng quanh thân nàng không chút giữ lại mà phóng thích ra, y phục tung bay, uy thế kinh thiên khuếch tán, lan tràn giữa không trung. Su. Đồng thời, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, khí tức trên người trong chớp mắt này đột nhiên kéo tới đỉnh phong. Chi. Y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, lưu quang trong lòng bàn tay lóe lên. Một đạo âm thanh giống như tiếng phượng hoàng kêu vang vọng trên không trung, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh linh khí kỳ lạ, giống kiếm mà không phải là kiếm, giống quạt mà không phải là quạt, giống cánh mà không phải là cánh. Toàn thân nó trắng như tuyết, có đường cong hoàng mỹ khiến cho linh hồn rung động, tựa như do vô số chuỗi linh kiếm cùng với một đầu phượng hoàng màu trắng dung hợp hoàn mỹ với nhau tạo thành vậy. Oanh! Thanh linh khí kỳ lạ này xuất hiện trong tay. Linh khí ở trong tay Phong Du Du lập tức giống như một đầu phượng hoàng tung cánh, khí tức kinh người lập tức khuếch tán. Cả không trung lập tức có cuồng phong rít gào, thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, năng lượng thiên địa ngập trời bị dẫn dắt. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm, đó là Lưu Vân Phượng Xí Kiếm của Phong gia, là tồn tại cường hãn trong đám thông linh bảo khí. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm là thông linh bảo khí do Lưu Vân Kiếm kết hợp với một cánh của cường giả hóa hồng cảnh viên mãn đã vẫn lạc của Bạch Phượng Hoàng nhất tộc dung hợp luyện chế mà thành, uy năng kinh thiên. Thanh linh khí tựa kiếm mà không phải là kiếm, tựa cánh mà không phải cánh xuất hiện trong tay Phong Du Du, trên ngọn núi xa xa, vô số khí tức mịt mờ lúc này đều chấn động không ngớt, run rẩy không thôi. Siêu siêu. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm xuất hiện trong tay. Khí thế toàn thân Phong Du Du đã tăng lên tới mức tận cùng. Dáng người yểu điệu cùng với khuôn mặt ung dung, thánh khiết, tuyệt mỹ, đôi mắt sáng của nàng lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm trong tay nhanh chóng run rẩy, mỗi khi Lưu Vân Phượng Xí Kiếm di chuyển là trên không trung trước mặt nàng lập tức còn lưu lại mấy đạo tàn ảnh kiếm quang giống như thực chất. Mỗi một đạo tàn ảnh kiếm quang hiển hiện giữa không trung, khí thế mạnh mẽ trên người nàng lần nữa lại kéo lên. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh trên người tung bay, hai mắt nhìn Phong Du Du đang huy động linh khí,
trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, thế nhưng vẫn sừng sững đứng đó, bá đạo vô cùng. Ầm ầm. Cùng một lúc, trong thiên địa này ngoại trừ tiếng phượng hoàng hót kia còn có tiếng sấm nổ mạng vang vọng, năng lượng thiên địa ở trong phiến thiên địa này lập tức bạo động, cả không gian bắt đầu rung chuyển không ngớt. Dưới khí tức khủng bố như vậy, một mảng lớn người chung quanh lúc này lập tức bị thu hút, lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Mau nhìn, trong tay Lục Lâm Thiên có vật gì vậy? Thông linh bảo khí, trong tay Lục Lâm Thiên cũng có thông linh bảo khí, còn không phải là thông linh bảo khí bình thường a. Trên người Lục Lâm Thiên làm sao lại có được nhiều thông linh bảo khí như vậy? Vô số ánh mắt tập trung nhìn vào người Lục Lâm Thiên, lúc này chẳng biết từ khi nào trong tay Lục Lâm Thiên đã nắm một thanh trường cung này toàn thân màu trắng, sáng long lanh, giống như phượng lại giống như long, bí văn quanh quẩn, đường cong rung động lòng người. Giống như là lông phượng, long trảo, khí tức bên trên đủ để khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong lúc thiên địa rung chuyển không ngớt, Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, giống như bàn thạch không thể rung chuyển, thanh trường cung giống phượng hoàng lại giống cự long nằm trong lòng bàn tay, bí văn quanh quẩn, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Chỉ một thoáng có quang mang chói mắt lan tràn ra thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng trên trời cao. Ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên đạp mạnh một cước về phía trước, thân trên khẽ nghiêng về phía sau. Tay trái nắm cung, trong lòng bàn tay phải có nguyên lực tuôn ra, bắt đầu kéo cung. Một mũi tên bằng năng lượng chói mắt nhanh chóng được ngưng tụ trên cây cung đã được dương lên, mũi tên bằng năng lượng chói mắt giống như sao trời. Trong sát na này, dây cung căng cứng, Lục Lâm Thiên căn cung rồi đứng đó, nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng rót vào trong truy phong chiến thiên cung, trên không trung lập tức có cuồng phong rít gào, rung động không thôi. Cả phiến không gian lớn bị nứt vỡ, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng gió ngập trời. Lưu Vân Phượng Xí, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tất cả chỉ trong sát na ngắn ngủi, Phong Du Du rốt cuộc cũng hành động, một tiếng quát trong cái miệng nhỏ nhắn kia vang lên, kiếm ảnh ngập trời trước người lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, thân hình mềm mại, yểu điệu đặt chân lên trên người đầu phượng hoàng bằng kiếm khổng lồ, giống như tiên giáng trần. Chi! Đầu phượng hoàng này giống như vật còn sống. Miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, âm thanh vang vọng trời cao, uy năng khủng bố, kinh thiên động địa, khí tức cổ xưa bao phủ trời xanh. Phượng Hoàng bằng kiếm vỗ cánh, phóng về phía Lục Lâm Thiên. Dưới hai cánh của đầu kiếm phượng này tràn ngập hư ảnh trường kiếm giống như mũi tên dẫn đầu phóng về phía trước. Từng đạo hư ảnh trường kiếm giống như mưa to phô thiên cái địa bắn về phía Lục Lâm Thiên, mỗi một đạo hư ảnh kiếm quang đều mang theo vết nứt không gian đen kịt. Chỉ một thoáng, trên không trung lập tức tràn ngập vết nứt không gian đen kịt giống như giải lụa. Truy phong chiến thiên cung, đi. Lục Lâm Thiên cũng có động tác, cây cung được kéo hết cỡ rốt cuộc cũng buông lỏng. Mũi tên bằng ánh sáng bỗng dưng hóa thành một đạo lưu quang, phá không phóng tới đầu kiếm phượng khổng lồ kia. Ầm ầm. Mũi tên này được bắn ra, lập tức kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, cuồng phong xuất hiện trên không trung. Năng lượng thiên địa tuôn ra. Những nơi mà mũi tên bằng năng lượng này đi qua, không gian run rẩy kịch liệt, một vết nứt không gian đen kịt mang theo quang mang đen kịt mà thâm thúy xuất hiện rồi lan tràn ra trên trời cao. Xẹt! Mũi tên bằng năng lượng giống như ánh sáng lướt đi, nhanh chóng khiến cho những hư ảnh kiếm quang dẫn đầu dễ dàng nứt vỡ, hóa thành hư vô trên không trung. Chỉ một thoáng, vô số khe nứt đen kịt lơ lửng trên không trung, cuồng phong rít gào, chấn động ngập trời, khiến cho người ta nổi hết gai ốc. Ông! Trong chớp mắt ngắn ngủi, mũi tên bằng năng lượng mang theo vô số vết nứt không gian đen kịt xuyên thủng không gian, chỉ một thoáng đã bắn tới trước đầu kiếm phượng khổng lồ. Mũi tên bằng năng lượng mang theo lực trùng kích cực lớn giống như thiên thạch bắn tới. Siêu! Phía trên kiếm phượng, Lưu Vân Phượng Xí kiếm trong tay Phong Du Du lần nữa vung lên. Chi! Lúc này, kiếm phượng mở miệng bắn ra một đạo kiếm quang. Chung quanh kiếm quang nổi lên sóng to gió lớn. Vết nứt không gian đen kịt giống như thực chất lan tràn về phía chân trời xa xa, năng lượng khủng bố bắn thẳng về phía trước, lập tức va chạm vào mũi tên bằng năng lượng kia. Cả hai va chạm, kiếm quang và mũi tên bằng năng lượng cơ hồ cùng lúc rạn nứt rồi nghiền nát, hai cỗ khí tức cổ xưa lúc này triệt để lan tràn tới mức tận cùng. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển không thôi, chiến đài khổng lồ không thể lay động chẳng biết tại sao lại đột nhiên lay động. Quang mang hiển hiện. Bỗng nhiên có vô số khe nứt giống như mạng nhện lan tràn.
Trong bốn phía thủy vực dưới chiến đài, sóng to gió lớn, vô số cột nước giống như cự long bắn thẳng lên trời. Tiếng nổ không ngừng vang vọng trên không trung, trên ngọn núi xa xa bốn phía, những ngọn núi này lúc này cũng ầm ầm lay động rồi rạn nứt, vô số thân ảnh mang theo sự kinh hãi, hoảng sợ từ trên ngọn núi nhảy lên trên không trung. Trên không trung, tiếng sấm minh vang vọng, chấn động toàn bộ thiên địa, vang vọng trời xanh. Uy áp thật mạnh, ta chịu không nổi rồi. Tại sao uy áp lại có thể mạnh như vậy? Hư không bốn phía chiến đài, vô số người vây xem lần nữa lui lại, thế nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi uy áp kinh khủng kia. Trong thiên địa này, sau khi Lục Lâm Thiên và Phong Du Du giao thủ, lúc này có hai cỗ uy áp kỳ lạ hàng lâm. Dưới uy áp này lập tức xuất hiện một màn khiến cho đám người đứng xem bên ngoài giật mình. Trừ đệ tử cổ tộc trong thượng thanh thế giới ra, cơ hồ tất cả những người vây xem lúc này đều quỳ sát trên không trung. Dưới uy áp như vậy, bọn họ không có cách nào loại trừ, không thể phản kháng. Trừ tám đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới ra, mà người của linh vũ thế giới cũng có thể đứng bình thường như đệ tử cổ tộc, tuy rằng sắc mặt trắng bệch không thôi. Thế nhưng vẫn đạp không đứng lơ lửng, dưới hai cỗ uy áp này vẫn sừng sững đứng đó. Truy phong chiến thiên cung, phá. Trong lúc phiến thiên địa này rung chuyển, trên không trung, Lục Lâm Thiên xoay người lần nữa nghiêng người, cánh tay kéo cung. Trên cây cung có một mũi tên bằng năng lượng chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ ngưng tụ ra. Ông! Mũi tên bằng năng lượng khủng bố lại một lần nữa hóa thành lưu quang phá không bắn ra. Lại tới! Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong đan điền khí hải bàng bạc, nguyên lực điên cuồng rót vào bên trong cây cung ở tay hắn. Mũi tên thứ hai bắn ra, ngay sau đó mũi tên thứ ba kéo căng cung bắn ra. Ngay lập tức, sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt. Gân xanh trên mặt hiện lên. Phóng ra ba mũi tên của truy phong chiến thiên cung, loại tiêu hao này cho dù là Lục Lâm Thiên hiện tại cũng khó có thể chịu nổi. Ông ông! Liên tiếp phóng ra hai mũi tên, năng lượng thiên địa cuồn cuộn bạo động, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Hai mũi tên mang theo hai vết nứt không gian đen kịt giống như giải lụa màu đen, lại giống như đạn pháo hung hăng phá không bắn về phía trước. Hung hăng đánh vào trên thân kiếm phượng đã tiếp cận tới gần Lục Lâm Thiên lúc này. Chi. Đầu kiếm phượng kêu lên một tiếng, Phong Du Du chém ra một kiếm, mở miệng bắn ra một đạo hư ảnh kiếm quang, ngăn cản mũi tên bằng năng lượng thứ hai. Ông! Mũi tên bằng năng lượng thứ ba lúc này dưới vô số ánh mắt kinh hãi bắn vào trong đầu kiếm phượng khổng lồ, ngay sau đó, phía trên kiếm phượng khổng lồ lập tức xuất hiện từng khe nứt. Ầm ầm! Cùng lúc, kiếm quang và mũi tên bằng năng lượng thứ hai cùng lúc bị nghiền nát, ngay sau đó đầu kiếm phượng triệt để bị phá vỡ. Hóa thành hư ảnh kiếm quang ngập trời, bắn ra bốn phương tám hướng. Quang mang giống như pháo hoa nổ tung, năng lượng khủng bố ẩn chứa lực lượng hủy diệt lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm, chiến đài khổng lồ không thể lay động rốt cuộc triệt để nổ tung. Trong thủy vực bao la phía dưới giống như đột nhiên có vô số quả bom nổ tung dưới nước. Vô số ngọn núi bốn phía vỡ nát, sụp đổ. Trên không trung, tiếng nổ vang liên hoàn, cuồn cuộn không ngừng vang vọng trong không gian này. Xoẹt. Lấy thân hình Lục Lâm Thiên và Phong Du Du làm trung tâm, năng lượng khủng bố giống như pháo hoa rực rỡ bắn ra bốn phía. Năng lượng khủng bố bắn tứ tung, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cả phiến không gian lớn nứt vỡ từng khúc hóa thành hư không đen kịt lan tràn ra chung quanh. Vô số người vây xem chung quanh bốn phía có chút kinh ngạc. Năng lượng hủy diệt này lan tràn tới, thế nhưng bọn họ lại không bị ảnh hưởng tới. Một khi bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ thần hồn câu diệt. Ai? Trên trời cao truyền ra một tiếng thở dài già nua. Độ không tuyệt đối. Lập tức có một đạo âm thanh khác vang lên, mảnh không trung phía trên chiến đài lập tức có hàn khí hàng lâm. Một trung niên có khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng lặng lẽ xuất hiện trên không trung tràn ngập năng lượng hủy diệt. Lấy thân hình hắn làm trung tâm, hàn khí lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra, trong giây lát cả thiên địa này giống như bất động. Cơ hồ tất cả năng lượng hủy diệt ngừng lan tràn, sau đó lập tức biến mất không còn gì nữa. Phụt! Trong cơn lốc bằng năng lượng khủng bố, thân hình xinh đẹp của Phong Du Du liên tiếp thối lui, trong đôi môi đỏ chót có một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt thánh khiết lập tức tái nhợt như cho tàn, khí tức khủng bố trong nháy mắt va chạm với thân hình nàng. Xoẹt! Thân hình Lục Lâm Thiên chẳng biết từ khi nào lặng lẽ được thanh linh khải giáp bao phủ, quang mang lập lòe. Thân hình ở trong cơn lốc bằng năng lượng khủng bố liên tiếp bị đẩy lui. Cuối cùng bàn chân đạp mạnh hư không mới có thể đứng vững thân hình.
Truy Phong Chiến Thiên Cung biến mất trong tay, sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Nàng không sao chứ? Thanh Linh Khải Giáp được thu liếm, thân ảnh Lục Lâm Thiên xẹt qua không trung xuất hiện bên người Phong Du Du, nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ nghi hoặc, khó có thể tin được trên đời này lại có hai người tương tự như vậy. Phong Du Du khẽ ngẩng đầu, nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh bên người. Trong mắt hiện lên chút mê ly bất định, trong lúc mơ hồ trước mắt nàng dường như xuất hiện vô số hình ảnh, nam tử mặc áo bào xanh bên cạnh nàng đột nhiên lại trở nên quen thuộc như vậy. Từng bức họa kia rõ mồn một hiện lên trong đầu nàng. Một nam tử mặc áo bào xanh đang nói với một nữ tử giống nàng. Bởi vì ta thích nàng, thế nhưng ta biết nàng là một cường giả, ta là một tiểu tử phá giới cảnh, ta căn bản không xứng với nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thích nàng, cho dù là nàng đâm ta một đao, đặt vô ảnh phệ tùy độc trùng vào trong người ta. Ta cũng không có trách nàng, ta nguyện ý vì nàng mà làm bất luận chuyện gì. Ta cố ý không trả lại cho nàng vô ảnh phệ tủy độc trùng và tử linh thánh dịch là bởi vì ta thích nàng. Ngươi quá to gan lớn mật, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Dám đùa giỡn ta sao? Ta sẽ giết ngươi. Nàng giết ta, ta vẫn sẽ thích nàng. Người ta thích phải có phong độ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thiên phú, thực lực đều là người trẻ tuổi đứng đầu trong 3000 đại thiên thế giới này. Không phải là kẻ miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết lừa gạt người khác. Thực lực thì thấp tới mức đáng thương như ngươi. Tóm lại ngươi không thể thích ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Từng bức họa xuất hiện trong đầu Phong Du Du, trong đầu lập tức xuất hiện cảm giác đau đớn, nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh trước mắt, Phong Du Du mở miệng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thực sự yêu ta sao? Du Du cô nương, nàng sao vậy? Lục Lâm Thiên nghe vậy khuôn mặt đang tái nhợt lập tức sững sờ. Du Du! Hai đạo thân ảnh lập tức phá không xuất hiện bên cạnh hai người, một đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo, một nam tử mặc cẩm bào khí vũ hiên ngang. Đại ca, Hoàng Dật. Phong Du Du ngẩng đầu nhìn hai nam tử vừa tới, ánh mắt nhìn vào trên người nam tử mặc cẩm bào lập tức sững sờ, trong đầu lại hiện lên một màn giống như nàng đã từng biết. Ta hy vọng người ta thích có phong độ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực mạnh mẽ. A hát. Sự đau đớn trong đầu nàng không có cách nào chống lại, linh hồn đau đớn kịch liệt, giống như trong đầu nàng đang có người không ngừng gõ búa tạ vào, Phong Du Du kêu thảm một tiếng, lập tức mở miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Tiếng thở dài già nua vang vọng, một lão giả già nua xuất hiện bên người Phong Du Du, mấy đạo trưởng ấn đánh xuống, hai mắt Phong Du Du lập tức khép hờ, toàn thân vô lực rơi vào trên cánh tay của đạo thân ảnh già nua này. Trên khuôn mặt của thân ảnh già nua lúc này hai hàng lông mày nhíu lại, trên khuôn mặt có không ít nếp nhăn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên vài phần bất đắc dĩ, miệng nói. Được rồi, tản đi đi. Dứt lời, thân ảnh già nua này đã mang theo Phong Du Du đột nhiên biến mất. Phong Bá Nam và Hoàng Dật quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên chút than thở, lập tức thả người rời đi. Cửu sư đệ, đệ không sao chứ? Một đạo thân ảnh cao ngất phá không mà tới. Thân ảnh Hoàng Phủ Minh Long đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Sư Huynh. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, bản thân hắn tiêu hao quá nhiều, có một chút thương thế, không có trở ngại, hắn nói. Đệ không sao. Dứt lời, nhìn qua phương hướng mà Phong Du Du và Phong Hành Thiên Chủ biến mất, câu nói sau cùng của Phong Du Du khiến cho Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hai người nghịch thiên A, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hàn khí chung quanh đại hán trung niên có khuôn mặt trắng nõn kia được thu lại, chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên và Hoàng Phủ Minh Long, lập tức nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Xem ra lần này thượng thanh thế giới ta có hy vọng rồi. Hoàng Phủ Minh Long đảo mắt nhìn qua không gian bốn phía đã sớm trở thành một mảnh bừa bộn lúc này, chiến đài bao la đã hóa thành mảnh vỡ. Sơn mạch bốn phía xa xa nứt vỡ. Giống như vừa mới trải qua một hồi địa chấn mạnh mẽ. Vô số ngọn núi sụp đổ, trong lúc mơ hồ còn lưu lại khí tức uy áp trên không trung còn chưa tán đi. Nghe đại hán trung niên này nói vậy, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt rồi nói. Hy vọng là như thế đi. Trong bốn phía thiên địa, uy áp khủng bố tiêu tán, đám người đứng xem bên ngoài vừa rồi quỳ rạp lúc này mới có thể đứng dậy, cả đám còn đang mơ hồ run rẩy. Nhìn qua chiến đài đã sớm hóa thành mảnh vỡ cùng với sơn mạch bừa bộn phía dưới, vô số ánh mắt kinh hãi, ngây ngốc, mãi một lúc lâu không thể nói thành lời.
Lục Lâm Thiên thắng, Phong Du Du thứ nhất thiên bảng vẫn kém hơn hắn một chút. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu mãi một lúc lâu khó có thể hồi phục lại tinh thần, cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Hít. Ba ngày sau đó, trong tầng thứ bảy thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong bụng, ánh mắt tràn ngập tinh quang lập lòe cùng với khí tức cổ xưa mang hoang lan tràn, sau đó lập tức biến mất không thấy. Lúc này khuôn mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên lúc trước đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt khẽ đảo. Ngày đó chiến một trận với Phong Du Du cũng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu một chút về cổ tộc có thực lực đỉnh phong trong tám đại cổ tộc. Thực lực của Phong Du Du đã đạt tới tình trạng khủng bố, không hổ là đại biểu đỉnh phong trong cổ tộc. Lục Lâm Thiên không khó nhận ra, nếu như hắn chỉ vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn mà còn chưa tới đỉnh phong, sợ rằng cũng khó có thể chống lại Phong Du Du. Thượng Thanh Thế Giới một trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông mà thôi, trong thiên địa mênh mông còn có 2.999 đại thế giới giống như Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới như đúc. Trong mỗi một đại thế giới, trong cổ tộc sợ rằng đều có một hai người có thiên phú khủng bố như Hoàng Giật, Phong Bá Nam, cũng khó tránh khỏi sẽ có tồn tại yêu nghiệt giống như Phong Du Du. Lục Lâm Thiên cũng không khó tưởng tượng ra, có lẽ thực lực của Phong Du Du trong đám người trẻ tuổi của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới là tồn tại đỉnh phong, thế nhưng cũng không dám nói là tồn tại đỉnh phong nhất trong 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Còn có bí cảnh Hoàng Gia và Phong Gia A. Lục Lâm Thiên thì thào nói, hy vọng sau khi tiến vào bí cảnh Hoàng Gia và Phong Gia, đến lúc đó hắn có thể tìm thấy được cơ hội đột phá, đến lúc đó chính thức đặt chân vào Hóa Hồng Cảnh. Mà khi cùng với Phong Du Du tiến vào trong trạng thái huyền ảo rồi chiến một trận kia, dường như hắn đạt được không ít chỗ tốt. Chỗ tốt kia cụ thể như thế nào hắn khó có thể giải thích được, huyền diệu khó có thể nói thành lời. Chỉ có thể hiểu, loại trạng thái này cho dù hiện tại Lục Lâm Thiên có cố ý đi vào cũng không có cách nào làm được. Sau khi không có cách nào làm được, Lục Lâm Thiên cũng đành buông tha cho việc thử tiến vào trong trạng thái huyền diệu kia, lúc này hắn mới rời khỏi thiên trụ giới. Sau khi Lục Lâm Thiên chiến thắng Phong Du Du, người đứng đầu trong thiên bảng trên chiến đài, trong 3 ngày, cả mật địa thiên giới cơ hồ tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong rung động. Thậm chí không ít người sau khi rời khỏi chiến đài bị san bằng thành bình địa cùng với sơn mạch rạn nứt, hỗn độn lại một lần nữa quay trở lại. Lục Lâm Thiên và Phong Du Du chiến một trận, khiến cho không ít thanh niên nam nữ dường như cũng hiểu được, không ít thanh niên nam nữ thậm chí còn vây quanh hồ nước bao la phía dưới chiến đài bắt đầu khoanh chân ngồi. Một màn thần kỳ như vậy là thứ mà từ trước tới nay trong mật địa thiên giới khó có thể thấy được. Chiến thắng người đứng đầu thiên bảng, chiến thắng người trẻ tuổi đỉnh phong trong 8 đại cổ tộc trong Thượng Thanh Thế Giới, đây chính là điều mà chưa từng có ai làm được. Ba chữ Lục Lâm Thiên này cũng trở thành truyền kỳ trong mật địa thiên giới, nhất thời các đệ tử cổ tộc ảm đạm, ngạo khí trên người trong lúc vô hình phai nhạt hơn không ít. Trong đình viện ở trên một ngọn núi, trong sảnh, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh đều ngồi đó. Nói như vậy Mộc Tử Kỳ kia không có quan hệ gì với chàng, mà người có quan hệ chính là ma linh yêu nữ gì đó đúng không? Lữ Tiểu Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt rõ ràng còn có chút hoài nghi. Có thể nói như vậy. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Vừa ra khỏi thiên trụ giới, đối mặt với việc ba người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh hỏi thăm, hắn cũng không thể không mang chuyện ma linh yêu nữ ra nói rõ cho chúng nữ qua một lần, không có một chút giấu giếm nào. Lữ Tiểu Linh nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lúc trước trong Linh Vũ Thế Giới, trên Quỷ Vũ Tông, chàng nói chàng thích thiếp, những lời kia cũng giống lời chàng nói với ma linh yêu nữ như đúc. Có phải chàng nên giải thích với thiếp một chút hay không? Tiểu Linh, việc này không truy cứu chàng nữa. Ngày đó một mình chàng hành tẩu bên ngoài, hiểm cảnh vô số, có một chút chuyện đừng so đo với chàng. Lăng Thanh Tuyền đập tay Lữ Tiểu Linh, khẽ lườm Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, trên đời này thực sự có người giống như vậy sao? Trừ tỉ muội song sinh ra, sợ rằng cũng không có cách nào giải thích chuyện giữa Phong Du Du của Phong gia và ma linh yêu nữ kia. Độc Cô Cảnh Văn dường như có chút hứng thú với chuyện này. Ta cũng không biết, bất quá ta sẽ cố gắng điều tra cho rõ. Lục Lâm Thiên nói. Bắc Cung Vô Song nhìn qua Lục Lâm Thiên, miệng khẽ mỉm cười, sau đó lại thở dài một chút rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, theo chàng nói, chàng và ma linh yêu nữ kia đã có tình cảm,
nếu như còn có thể gặp lại nàng ta, chàng nhất định phải trả khoản nợ tình này. Lục Lâm Thiên nhìn qua Bắc Cung Vô Song mà không nói gì, nhưng trong mắt lại nổi lên không ít rung động. Hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, ta đi bế quan, nhắm mắt làm ngơ vậy. Vân Hồng Lăng đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Chúng ta cũng đi bế quan, tránh khỏi nhìn thấy hắn lại thấy phiền. Nhị nữ Vân Hồng Lăng và Lam Linh lập tức đứng dậy, có chút ghen tuông, miệng thở phì phò rời khỏi sảnh. Độc Cô Cảnh Văn nhìn tam nữ Vân Hồng Lăng thở phì phò rời đi, nàng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, nhanh đi an ủi ba người đi. Lục Lâm Thiên cười khổ gật gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo tam nữ. Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh đã là mẫu thân mà còn không lớn, có đôi khi muội thực sự hâm mộ ba người này. Nhìn Lục Lâm Thiên đuổi theo tam nữ, Lăng Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn nhu tình và bình yên. Nghe vậy Bắc Cung Vô Song khẽ nâng bàn tay trắng nõn nà lên, trên cổ tay trắng ngần có một vòng phỉ thúy phản lại một chút ánh sáng lên trên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Trong mắt có một chút quang mang, ngay lập tức ánh mắt nổi lên rung động, miệng nói với Lăng Thanh Tuyền. Không phải là ba người muội ấy không lớn, mà do Lâm Thiên thân là phụ thân mà còn lưu tình khắp nơi như vậy. Đa tình chung quy so với vô tình còn tốt hơn, bản tính của chàng chính là đa tình, lại hay báo đáp ân tình, chúng ta đã quản không được vậy thì dứt khoát không cần quản. Như vậy chàng sẽ thu liễm một chút, sẽ không làm chuyện khiến cho chúng ta không thoải mái. Độc Cô Cảnh Văn cười cười, thế nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày sau, bên ngoài bí cảnh hoàng gia trong mật địa thiên giới, Lục Lâm Thiên cũng không có nhìn thấy Hoàng Giật mà do một trưởng lão hoàng gia gọi là Hoàng Hiên trưởng lão dẫn hắn đi xuống. Tiến vào trong bí cảnh hoàng gia, đệ tử hoàng gia ven đường cúi đầu không nói gì, ngạo khí tiêu tán. Trong bí cảnh hoàng gia, áo nghĩa linh hồn mênh mông tràn ngập. Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác như trở lại linh vũ ảo cảnh của Vân Dương Tông khi trước. Hoàng hôn, chiều tà, những ngọn núi đứng sừng sững. Áo choàng màu đen trên người Mạc Kình Thiên khẽ tung bay, nhìn qua có vẻ phóng khoáng, hắn nhìn một nam tử to lớn cao ngạo trước người, ngẩng đầu nói. Đại đương gia của Phong Vân Sơn, không ngờ bản thân lại tới từ Phong gia, đường đường là cổ tộc đứng đầu trong bát đại cổ tộc. Có lẽ ngươi đã sớm biết ta ở trong mật địa thiên giới a. Thân ảnh to lớn vạm vỡ mặc trường bào màu lam kia khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười vui vẻ, người này nói. Sao nào, lâu như vậy ta không tới thăm đệ, đệ giận ta sao? Không dám, ngươi là lão dại, ai dám giận ngươi? Mạc Kình Thiên liếc nhìn Phong Bá Nam, rõ ràng có chút giận dữ mà lại nén ở trong lòng. Ha ha, Phong Bá Nam mỉm cười, vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, ánh mắt trầm xuống một chút rồi nghiêm túc nói. Tam đệ, việc này ngu huynh tạ lỗi với đệ, thật sự là bất đắc dĩ, trên người có việc trọng đại cho nên không thể không làm như vậy. Nói như vậy tam muội chính là Phong Du Du chính là tam muội sao? Mạc Kình Thiên nhìn qua Phong Bá Na, dường như trong lòng hoang mang, những nghi vấn trong lòng hắn lúc này đột nhiên được cởi bỏ, hắn nói. Tam muội cởi bỏ tất cả tình cảm trong cơ thể cho nên mới biến thành như vậy sao? Phong Bá Nam gật đầu, xem như trả lời. Hắn nhìn qua Mạc Kình Thiên rồi nói. Nhị đệ, tình huống của tam muội đệ cũng biết rõ một ít. Trong lúc nhất thời ta cũng khó mà nói rõ được, tìm một nơi ta sẽ nói rõ cho muội. Bên Lục Lâm Thiên kia, đệ tạm thời không nên nói cho hắn thì tốt hơn. Đây cũng là vì tốt cho tam muội. Tu luyện không 5 tháng, thời gian đảo mắt trôi qua. 5 năm lẻ 8 tháng, sau khi Lục Lâm Thiên bước ra khỏi bí cảnh hoàng gia, hai mắt càng thêm thâm thúy. Toàn thân có chấn động vô hình khiến cho linh hồn người ta nhộn nhạo. Uy áp linh hồn thật mạnh. So với Hoàng Giật đại ca còn mạnh hơn không ít. Hoàng Giật đại ca vì thua Lục Lâm Thiên này lần trước mà đã lần nữa bế quan. Đám thanh niên nam nữ hoàng gia ngẩng đầu nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh kia, linh hồn uy áp trong lúc vô hình khiến cho ánh mắt bọn họ rung động ngạo khí không còn lấy một chút nào. Thiếu chủ! Lâm Thiên! Lâm Thiên đại ca! Lục Lâm Thiên trở lại đình viện trên ngọn núi, hơn 5 năm ở trong mật địa thiên giới này cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đám người Vô Tướng, Bắc Cung Vô Song, cùng với đám người Lục Đào, Lục Lộ ở trong đình viện trên núi nhìn thấy Lục Lâm Thiên đều mừng rỡ không thôi. Lục Soái, người đi ra vừa đúng lúc, ta đang không biết nên làm thế nào, may mà người đi ra. Lục Linh đến bên người Lục Lâm Thiên rồi nói,
hắn hít sâu một hơi, dường như trong lòng chút được gánh nặng. Đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên nhìn thấy bộ dáng Lục Linh ngưng trọng như vậy, hắn hỏi Lục Linh. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lục Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Bên trong có nói rõ, về Tuyên Cổ Điện. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên, gật đầu với Lục Linh. Một lát sau, trong sảnh, chỉ có đám người Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Vô Tướng, Lục Linh và những người cực kỳ thân cận ngồi bên trong. Tin tức từ Tuyên Cổ Điện cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút sốt ruột, hắn lập tức hỏi Lục Linh. Lục Linh, Tuyên Cổ Điện xảy ra chuyện gì sao? Một đại sự. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Linh mới ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng mới từ trong miệng của Lôi Sư Huynh mà biết được. Không lâu trước Lôi Sư Huynh nhận được tin tức, nghe nói trong hàng đệ tử của Tuyên Cổ Điện xuất hiện một bất diệt thiên thể, tăng thêm lần này Thân Vương Đại Hội đã sắp tới gần. Cho nên Tuyên Cổ Điện quyết định lần này trên Thân Vương Đại Hội chuẩn bị thử nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó năm đại Thân Vương, còn có cơ hồ tất cả tinh anh trong Tuyên Cổ Điện đều tham gia. Nếu như có thể nhận chủ được thánh vật, đến lúc đó sẽ trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện. Thân Vương Đại Hội sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, đối với Tuyên Cổ Điện này Lục Lâm Thiên lập tức có hứng thú, sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại ngọc bài Tuyên Cổ Điện cho hắn, tăng thêm lai lịch của Tử Lôi Huyền Đỉnh lúc này cho nên trong lúc vô hình hắn đã dây dưa với Tuyên Cổ Điện một chút. Lục soái, ta thấy có lẽ người sẽ không bỏ lỡ Thân Vương Đại Hội, đúng không? Bất diệt thiên thể, người mang Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Linh biết rõ Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tuyên Cổ Điện là một đầu quái vật khổng lồ. Lục Linh thân là đệ tử Tuyên Cổ Điện, cũng có thể không cúi đầu trước mặt cổ tộc, có ngạo khí đối mặt với cổ tộc. Đương nhiên, Thân Vương Đại Hội này ta cũng muốn đi để biết một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, coi như lúc này không có Thân Vương Đại Hội, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã có ý định từ trước. Nếu như có thời gian sẽ tới Tuyên Cổ Điện, Thân Vương Đại Hội sắp tới gần, thánh vật có quan hệ với Tử Lôi Huyền Đỉnh, tự nhiên hắn không đi không được. Nghe vậy Lục Linh không có một chút bất ngờ nào, hắn nói với Lục Lâm Thiên. Nhận chủ thánh vật, nghe nói trừ việc tám Tử Lôi Huyền Đỉnh hội tụ ra, cửu đỉnh quy nhất ra, cơ duyên cũng rất quan trọng. Tuy nhiên nói người có cơ hội nhất là chủ nhân của các Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng cũng không phải nói những người không có Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lôi Sư Huynh và ta lúc này cũng cùng nhau tới để thử vận khí. Trong mật địa thiên giới, trong một hạp gốc ở Quần Sơn, năng lượng thiên địa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Trong quần phong, cảnh sắc tuyệt luân, một màu xanh cung điện liên miên, đây chính là nơi ở của minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long. Xem ra ở trong bí cảnh Hoàng gia lấy được chỗ tốt không nhỏ nha, áo nghĩa linh hồn còn tiến bộ không thấp. Trong một mật thất ở cung điện khổng lồ, Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Lâm Thiên dò xét một vòng, dường như có thể nhìn thấu được Lục Lâm Thiên vậy, khiến cho Lục Lâm Thiên không che giấu được bao nhiêu. Hắn lập tức nói. Lúc này đệ tới tìm ta gấp như vậy, ta tin rằng chuyện Tuyên Cổ Điện đệ cũng đã biết rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long. Đệ tới tìm Lục sư huynh là vì chuyện của Tuyên Cổ Điện. Vốn ta còn định cho đệ tiến vào bí cảnh phong ra một chuyến, thế nhưng xem ra bây giờ đệ nên tới Tuyên Cổ Điện thì hơn. Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Trên người đệ có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thế nhưng đối với Tử Lôi Huyền Đỉnh và Tuyên Cổ Điện đệ biết được bao nhiêu? Đại khái có lẽ cũng biết được một ít. Lục Lâm Thiên trả lời Hoàng Phủ Minh Long, lập tức đem những gì mà mình biết ra nói một lần. Từ trong miệng Lục Linh khi trước, đối với chuyện của Tử Lôi Huyền Đỉnh và Tuyên Cổ Điện Lục Lâm Thiên cũng biết không sai biệt lắm. Trong Tuyên Cổ Điện cũng có Tử Lôi Huyền Đỉnh, chính là thánh vật của cả Tuyên Cổ Điện. Bên ngoài tổng cộng còn 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác. Tăng thêm một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện là 9 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà tổ chức thần bí như Tuyên Cổ Điện chính là một đầu quái vật khổng lồ, chiếm giữ trong cả 3.000 đại thiên thế giới. Mà nội điện cũng chính là tồn tại chính thức của Tuyên Cổ Điện. Chính thức có thể đại biểu cho Tuyên Cổ Điện, bên trong cường giả như mây, mạnh mẽ tới mức cổ tộc cũng không muốn trêu vào Tuyên Cổ Điện này. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long khẽ đảo, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Xem ra đệ cũng biết không ít, nhưng đệ có biết Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện có địa vị như thế nào không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, địa vị của Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện Lục Linh cũng không biết.
Tám tử lôi huyền đỉnh khác làm sao lại xuất hiện, nghe nói chỉ những cường giả thế hệ trước trong Tuyên Cổ Điện mới biết rõ được nguyên nhân, chỉ có thể xác định một việc đó là, tử lôi huyền đỉnh trên người hắn cùng tử lôi huyền đỉnh trong Tuyên Cổ Điện có quan hệ cực lớn. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Cái này cũng khó trách, cũng không có ai biết rõ việc này, trong thiên địa người biết rõ việc này sợ rằng cũng không có bao nhiêu người. Mà ta chính là một người trong số đó. Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi hỏi. Lục Sư Huynh biết rõ lai lịch của tử lôi huyền đỉnh sao? Đúng vậy. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu rồi mới lại nói tiếp. Chín cái tử lôi huyền đỉnh, cái tử lôi huyền đỉnh trong Tuyên Cổ Điện mới là cái mạnh nhất. Uy năng của tử kim huyền lôi so với trong 8 cái tử lôi huyền đỉnh khác còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì 9 cái tử lôi huyền đỉnh vốn là một thể, hội tụ 9 cái tử lôi huyền đỉnh, khi đó tử lôi huyền đỉnh có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên chỉ có chút ngạc nhiên, còn đâu vẫn nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Từ trong miệng Lục Linh khi trước Lục Lâm Thiên cũng đã có hoài nghi như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn tiếp tục hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, tử lôi huyền đỉnh khi trước tại sao lại chia ra thành 9? Bởi vì chuyện này vốn là do điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cố ý tạo ra. Dùng đủ loại biện pháp cho nên lúc này mới mạnh mẽ chia tử lôi huyền đỉnh ra làm 9. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên một hồi. Cố ý làm ra chuyện này. Tại sao vậy? Lục Lâm Thiên nghe vậy kinh ngạc không thôi. Hoàng Phủ Minh Long dường như cũng không cảm thấy kỳ quái khi Lục Lâm Thiên kinh ngạc, hắn nói. Bởi vì tử lôi huyền đỉnh chính là thứ đứng đầu thập đại bán thánh khí, không ai có thể thu phục, luyện hóa được nó. Thập đại bán thánh khí. Lục Lâm Thiên nghe Hoàng Phủ Minh Long nói vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Thập đại bán thánh khí, nếu như dính vào chữ bán thánh khí, Lục Lâm Thiên cũng không cần nghĩ cũng biết nó khủng bố ra sao. Linh khí tổng cộng phân thành linh khí hậu thiên, linh khí tiên thiên, linh khí áo nghĩa, thông linh bảo khí cùng hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh khí truyền thuyết ở trong 3.000 đại thiên thế giới mà thôi. Về phần có hay không cũng không có ai dám nói chắc chắn, dù sao chưa từng có ai nhìn thấy qua. Như vậy hỗn độn thánh khí cơ hồ là thứ không xuất hiện, thông linh bảo khí chính là cấp độ đỉnh phong của linh khí trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà lúc này cái gọi là thập đại bán thánh khí xuất hiện khiến cho Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, dưới truyền thuyết hư vô mờ mịt về hỗn độn thánh khí. Thập đại bán thánh khí này mới thực sự là linh khí đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới. Tử lôi huyền đỉnh lại đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, đây chính là thứ khiến cho Lục Lâm Thiên không thể không khiếp sợ. Nói tới thập đại bán thánh khí rất dài dòng, dù tử lôi huyền đỉnh tuy rằng là đứng đầu thập đại bán thánh khí, thế nhưng cũng không phải là uy năng của nó mạnh hơn 9 kiện bán thánh khí khác. Chỉ là bởi vì tử lôi huyền đỉnh bá đạo nhất. 9 kiện bán thánh khí còn lại đều đã từng được người ta nhận chủ qua, duy chỉ có tử lôi huyền đỉnh này không ai có thể nhận chủ, cho nên tử lôi huyền đỉnh này mới có thể xếp làm thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long giải thích với Lục Lâm Thiên. Thì ra là thế, tử lôi huyền đỉnh quả thật là bá đạo. Lục Lâm Thiên cũng hiểu được một chút, linh khí tới cấp độ bán thánh khí, uy năng ai cao ai thấp sợ rằng khó có thể dễ dàng phán đoán ra. Giống như thực lực mạnh rơi vào trong tay người thích hợp, thì uy năng có thể phát huy ra càng mạnh. Thế nhưng trong 10 kiện bán thánh khí chỉ có một mình tử lôi huyền đỉnh là chưa từng bị ai nhận chủ qua. Như vậy cũng chứng minh chỗ bất phàm của tử lôi huyền đỉnh, đủ để đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Bởi vì tử lôi huyền đỉnh không ai có thể nhận chủ nó, cho nên vị điện chủ đầu tiên của tử lôi huyền đỉnh mới mạnh mẽ chia tử lôi huyền đỉnh này ra làm 9. Bộ phận mạnh nhất trấn thủ tại Tuyên Cổ Điện, phong ấn chặt linh trí của nó, để cho nó ngủ say. Hy vọng ở trong thời gian vô tận có thể khiến cho nó bớt bá đạo đi, đến lúc đó hy vọng có người nào đó sẽ triệt để khống chế nó, khiến cho nó nhận chủ. Lục Lâm Thiên có chút rung động, tử lôi huyền đỉnh từ trước tới nay không ai có thể nhận chủ nó, mà muốn chia nó ra làm 9 không biết phải cần thực lực như thế nào a. Hắn gật đầu một cái, tiếp tục hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, không biết vị điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện chia tử lôi huyền đỉnh ra làm 9 mạnh mẽ tới bực nào a? Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười trả lời Lục Lâm Thiên. Điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cũng chính là người luyện chế ra tử lôi huyền đỉnh, chỉ có hắn mới có thể sau khi luyện chế ra tử lôi huyền đỉnh lại có thể chia nó ra làm 9.
đồn rằng chính hắn không muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh cho nên mới chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm chín, đem linh trí của nó phong ấn trong dòng sông thời gian vô tận. Người này nhất định là có thực lực thông thiên a. Lục Lâm Thiên cảm thán, điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện nhất định là người có thực lực thông thiên trong 3000 đại thiên thế giới, là người phong hoa tuyệt đại. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, ánh mắt có chút chấn động, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Theo ta được biết, đệ đã có bất diệt thiên thể từ Tuyên Cổ Điện, còn có một Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện cũng không khó. Lúc này Tuyên Cổ Điện tổ chức đại hội thân vương, có lẽ đệ cũng có thể trở thành một trong các thân vương. Thế nhưng muốn triệt để dung hợp với Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng, trong đó có hai cửa rất nguy hiểm. Dùng tính cách của Lục Lâm Thiên, hắn sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Cho dù hung hiểm thế nào, chỉ cần có một đường cơ hội hắn sẽ tranh thủ thử một lần. Hắn mỉm cười nói, đệ sẽ nỗ lực hết sức, không đi thử một chút thì mãi mãi không biết kết quả. Có can đảm, không hổ là người sư phụ chọn ra từ tầng tầng lớp lớp người. Hoàng Phủ Minh Long vỗ vỗ vai Lục Lâm Thiên, cười nói. Cửu sư đệ biết lần này nếu như đệ đi tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện sẽ gặp bao nhiêu đối thủ cường hãn hay không? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên chút do dự, theo miệng Lục Linh khi trước hắn đã biết. Đệ tử trong điện nội và điện ngoại của Tuyên Cổ Điện nghe nói đều không ít. Đồn rằng trong điện nội của Tuyên Cổ Điện còn có đệ tử cổ tộc siêu phàm, Lôi Tiểu Thiên cũng là một người trong số đó. Mà không chỉ có đệ tử cổ tộc, cũng không thiếu cường giả, ví dụ như Lục Linh là một trong những số đó, nội tình của Tuyên Cổ Điện không cần nói cũng biết. Cho nên lúc này muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện, sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ cường hãn trong lòng Lục Lâm Thiên cũng biết rõ. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long một lát, Lục Lâm Thiên cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt có chút chiến ý bắn ra, miệng nói. Đối thủ đệ gặp phải đương nhiên không phải ít, bất quá đệ cũng cam đoan. Đệ sẽ là đối thủ mà bọn chúng khó dây vào nhất. Ngạo khí không nhỏ, đệ tử truyền thừa duy nhất của sư phụ, có ngạo khí như vậy cũng phải. Hoàng Phủ Minh Long cười cười với Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Trong Tuyên Cổ Điện hiện tại còn có 5 đại thân vương, 5 đại thân vương này có lẽ xem như là đối thủ cường hãn nhất của đệ trong việc nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nghiêm khắc mà nói 5 người này cũng không còn trẻ tuổi. Trên người đều có một trong 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài. Cũng đều tu luyện tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, thực lực đã sớm trở thành cường giả thanh danh hiển hách trong 3000 đại thiên thế giới, là cự phách danh chấn một phương. Nghe vậy Lục Lâm Thiên không khỏi liếm liếm môi, 5 thân vương của Tuyên Cổ Điện, mà ngay cả Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Phi Long của hắn cũng nói là cự phách danh chấn một phương, đủ để thấy được thực lực cường hãn tới mức nào. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên như vậy lại tiếp tục cười nói. Mặt khác, ta còn nhận được tin tức, trong 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngài chỉ có 5 chủ nhân của 5 kiện xuất hiện, còn chưa có tin tức của 3 người nắm 3 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại trừ 1 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người đệ ra, 2 cái còn lại còn chưa có hiện thân. Nếu như một khi hiện thân, lần này có lẽ 9 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ hợp lại thành một thể, lần nữa hội tụ. Lục Lâm Thiên động dung. 9 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh quy vào về một thể đến lúc đó Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ triệt để khôi phục tới tình trạng bán thánh khí. Bán thánh khí, đó là tồn tại mạnh nhất dưới hỗn độn thánh khí. 9 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lần này hẳn sẽ một lần nữa hội tụ, tin tức khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh nhận chủ từ lâu đã từ trong Tuyên Cổ Điện truyền ra. Một ít thế lực lớn cùng với các đại gia tộc có quan hệ với Tuyên Cổ Điện đều nhận được tin tức. Đến lúc đó chỉ cần là đệ tử của Tuyên Cổ Điện đều có cơ hội tham gia. Tranh thủ tranh đoạt danh ngạch nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đây xem như là một việc trọng đại trong Tuyên Cổ Điện, cũng may muốn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh thì phải có áo nghĩa thuộc tính lôi giống như đệ tử nội điện. Tuyên Cổ Điện trước nay cũng có quy định, cường giả tới cấp bậc trưởng lão trong nội điện không thể tham gia tranh đoạt, cho nên cũng bớt được không ít đối thủ. Bằng không mà nói, đây quả thực là trận chiến tranh đoạt trong cả 3000 đại thiên thế giới. Cơ hội của đệ sẽ càng nhiều hơn. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Nghe Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, khuôn mặt Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên vẻ rung động, chuyện quan hệ tới việc Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí nhận chủ, sợ rằng bất kể là ai sẽ đều có hứng thú lớn. Mà thân là đệ tử Tuyên Cổ Điện, còn phải tu luyện áo nghĩa thuộc tính lạ như thuộc tính lôi, sợ rằng thực lực quá thấp cũng tự biết khó mà lui.
Điều này cũng gián tiếp làm giảm bớt không ít người, bằng không mà nói, Tuyên Cổ Điện lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà mặc dù như vậy, Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, lần này đại hội thân vương của Tuyên Cổ Điện, tất cả các thế lực lớn, các đại gia tộc đều sẽ nhìn chằm chằm vào. Cửu sư đệ, bây giờ đệ còn mấy phần tự tin với bản thân? Hoàng Phủ Minh Long cười nói với Lục Lâm Thiên. Không có nắm chắc cũng sẽ đi, cho dù miệng hổ cũng có thể nhổ răng, sợ cái gì. Đến lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể vỗ ngực tự xưng là hảo hán, đến lúc đó một khi đi tới cuối cùng sợ rằng cũng không có ai là kẻ yếu. Năm thân vương kia đã là người tiếng tăm lừng lẫy trong 3.000 đại thiên thế giới, cũng khó tránh khỏi khi đó sẽ có hắc mã xuất hiện. Cho nên đại hội thân vương lần này là một hồi long tranh hổ đấu. Vậy đi, ha ha. Hoàng Phủ Minh Long vỗ bả vai Lục Lâm Thiên rồi cười ha hả, dường như lập tức nhớ tới điều gì mà nghiêm túc nói. Cửu sư đệ, lần này đi đệ nên cẩn thận một chút. Từ Thượng Thanh thế giới đến Tuyên Cổ Điện bằng đường hầm thế giới an toàn. Hơn nữa từ lần trước Thiên La Minh đánh lén đệ tổn thất thảm trọng, lần này sợ rằng cũng không dám tùy tiện dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà lần này đi tới đại hội thân vương, có không ít người là người của Thiên La Minh. Sợ rằng đến lúc đó nhìn thấy đệ Thiên La Minh này sẽ làm một ít việc mở ám. Mà trong Tuyên Cổ Điện ta cũng không tiện đi vào, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân đệ mà thôi. Hừ, nghe vậy trong cổ họng Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng hừ lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra. Tuyên Cổ Điện lần này thu hút cả 3.000 đại thiên thế giới, Thiên La Minh, Thương Khung Minh đều có trong đó. Mà lần trước Thiên La Minh đánh lén hắn, Lục Lâm Thiên luôn nhớ ở trong lòng. Một tia hàn ý nhàn nhạt từ trong kẽ răng Lục Lâm Thiên lan tràn ra. Muốn đối phó với đệ, sợ rằng Thiên La Minh sẽ phải trả một cái giá lớn mà ngay cả bản thân bọn chúng cũng không trả nổi. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Lần trước bọn chúng đối phó với đệ, đệ không chết, vậy thì bây giờ cũng nên tới lúc biết kẻ nào sẽ không gặp may rồi. Dứt lời, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện có thể tranh đoạt nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh của Thiên La Minh nhất định cũng là người có thiên phú cường hãn. Nếu như có cơ hội Lục Lâm Thiên sẽ không ngại giết thêm mấy người. Coi như là đòi chút tiền lãi từ Thiên La Minh. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả giá gấp bội. Hoàng Phủ Minh Long khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, Lục Sư Huynh, đây là vật gì, Huynh có biết hay không? Lục Lâm Thiên móc ra một thứ trong nhẫn chữ vật, đây chính là ngọc bài của Tuyên Cổ Điện mà sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên ném trong nhẫn chữ vật. Thân vương lệnh, trong tay đệ làm sao lại có thân vương lệnh? Hoàng Phủ Minh Long tiếp nhận ngọc bài trong tay Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không để ý quá nhiều, nói. Đây là thứ ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Có thân vương lệnh cũng bình thường. Lúc trước chủ nhân của 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài đều có thân phận thân vương của Tuyên Cổ Điện. Nếu như thân vương vẫn lạc, người kế tiếp trở thành chủ nhân của Tử Lôi Huyền Đỉnh tự nhiên sau đó cũng coi như được kế vị thân vương. Có cơ hội tiến vào trong Tuyên Cổ Điện, sau khi trải qua khiêu chiến, sẽ được chính thức phong làm thân vương. Lục Lâm Thiên nghe vậy đại khái cũng có thể suy đoán ra một ít, một kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới. Một khối lệnh bài thân vương cũng xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới cũng là bình thường, chỉ là không biết tại sao khối lệnh bài thân vương này lại ở trong tay sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, hắn lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long. Sư huynh, lệnh bài thân vương này là do sư phụ lưu lại, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia cũng có quan hệ với Tuyên Cổ Điện hay sao? Là sư phụ lưu lại sao? Hoàng Phủ Minh Long nghe Lục Lâm Thiên nói vậy lần nữa kinh ngạc. Tay nắm thân vương lệnh, một lát sau mới mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng luôn cảm thấy kỳ quái tại sao Tử Lôi Huyền Đỉnh lại xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới, hiện tại xem ra ta đã biết rõ được một ít. Ngừng một lát, Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà việc này ta còn chưa có xác định, đợi sau khi ta làm rõ sẽ nói cho đệ cũng không muộn. Tóm lại có thân vương lệnh trong tay, lần này đệ muốn tiến vào trong Tuyên Cổ Điện. Muốn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện cũng đơn giản hơn không ít. Tuy rằng có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Bất Diệt Thiên Thể muốn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện sẽ dễ dàng. Thế nhưng vạn nhất lại bị đám người Thiên La Minh cố ý lừa gạt, gây khó dễ, có thân vương lệnh này trong tay cũng đảm bảo hơn không ít. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, tiến nhận thân vương lệnh trong tay Hoàng Phủ Minh Long. Cửu sư đệ,
thân vương của Tuyên Cổ Điện không phải là chuyện đùa, mỗi một thân vương của Tuyên Cổ Điện không nhất định đều là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện, thế nhưng bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là vật có quan hệ với thánh vật của Tuyên Cổ Điện, thân vương có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão trong nội điện, thậm chí còn cao hơn. Trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện có không ít chỗ tốt, về sau đệ sẽ biết. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Đại hội thân vương cũng sắp bắt đầu, tính toán thời gian, đệ và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh có lẽ nên xuất phát ngay từ ngày mai đi. Lục Sư Huynh, không biết Tuyên Cổ Điện ở nơi nào? Lục Lâm Thiên hỏi, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết Tuyên Cổ Điện ở nơi nào, nhưng mà vốn người trong thiên địa này biết rõ vị trí của Tuyên Cổ Điện sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Từ chỗ chúng ta tới Tuyên Cổ Điện cũng rất xa. Hoàng Phủ Minh Long nói. Tuyên Cổ Điện ở trong Cổ Hạo thế giới, trong Cổ Hạo Đại Thiên thế giới, chính là một thế giới hỗn độn. Cổ Hạo thế giới tuy rằng thuộc thiên khung minh của chúng ta, nhưng mà từ trước tới nay lại không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì trong Tuyên Cổ Điện. Cho nên lúc này chuyện Tuyên Cổ Điện, trên nguyên tắc không phải là Thương Khung Minh và Thiên La Minh tranh giành, cho nên người của song phương cũng không sai người nhúng tay vào chuyện Tuyên Cổ Điện. Cổ Hạo thế giới. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long. Người không liên quan tới Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Thương Khung Minh cùng với Thiên La Minh sẽ không nhúng tay vào chuyện Tuyên Cổ Điện. Sợ rằng người có liên quan tới Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ động thủ. Khi đó bất kể là Tuyên Cổ Điện hay Thương Khung Minh, Thiên La Minh đều sẽ không xen vào, đúng không? Cái này, trong mắt Hoàng Phủ Minh Long hiện lên chút vui vẻ, nói. Đệ cũng có thể hiểu như vậy. Vậy là tốt rồi. Lục Lâm Thiên như cười như không, trong mắt có hàn ý nhàn nhạt xuất hiện, Hoàng Phủ Minh Long lập tức nói. Lục Sư Huynh, lần trước đệ ở trong Thương Khung chiến trường còn hai công huân thượng đẳng, liệu bây giờ có thể đổi được hai kiện thông linh bảo khí hay không? Thông linh bảo khí. Hoàng Phủ Minh Long nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Theo ta được biết, trên người của đệ hiện tại tổng cộng có 3 kiện thông linh bảo khí, đệ còn muốn thông linh bảo khí làm gì? Đệ muốn đổi lấy 2 kiện thông linh bảo khí cho người khác. Tất nhiên Lục Lâm Thiên không cần thông linh bảo khí nữa, trong đầu có tồn tại thần bí như kim đao màu vàng, còn thôi hồn diệt phách trùy, có 2 kiện bảo vật linh hồn như vậy, lại còn có thanh trụ hư không dực cùng truy phong chiến thiên cung trên người. Thông linh bảo khí trên người hắn đã đủ dùng. Đổi cho người khác đương nhiên là có thể, đây là quyết định của đệ, bây giờ đệ muốn thứ gì? Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Sư Huynh, đệ muốn đổi thông linh bảo khí cho nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam và nhi tử Lục Kinh Vân của đệ, bọn họ hiện tại có lẽ đều đang ở trong Thương Khung chiến trường, không biết Lục Sư Huynh có thể. Ta biết rõ ý tứ của đệ, muốn ta đem thông linh bảo khí tới Thương Khung chiến trường đưa cho bọn họ đúng không? Độc Cô Ngạo Nam, Lục Kinh Vân, Chí Thánh, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên, mấy người này mật địa thiên giới hiện tại luôn chú ý tới, đặc biệt là tiểu tử Lục Kinh Vân, thiên phú vô cùng kinh người. Mấy ngày nay ta sẽ sắp xếp, để cho bọn họ tới mật địa thiên giới chọn lựa, thuận tiện lại lĩnh ngộ một đoạn thời gian ngắn trong mật địa thiên giới. Để thấy thế nào? Lục Lâm Thiên còn chưa nói hết đã bị Hoàng Phủ Minh Long ngắt lời. Như thế đương nhiên là tốt nhất, đa tạ Lục Sư Huynh. Nghe vậy Lục Lâm Thiên đại hỉ, có thể sắp xếp nghĩa phụ cùng Lục Kinh Vân, sư phụ Chí Thánh Đại Đế còn có sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ một đoạn thời gian ngắn, chuyện này đối với bọn họ mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt âm thầm biến đổi, lại nói. Lục Sư Huynh, đám người Thái Công gia tộc, Độc Cô gia, Bắc Cung gia mà đệ mang tới, tình huống có lẽ Huynh cũng biết. Nếu như bọn họ có thể tiến vào trong bí cảnh băng gia, hoàng gia, mộc gia, các loại, tiến bộ nhất định sẽ không ít a. Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thái Công gia tộc cùng với những người khác đều là cổ tộc trong linh vũ thế giới. Trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn nghĩ nếu như có thể để cho bọn họ vào trong bí cảnh của các cổ tộc trên thượng thanh thế giới lĩnh ngộ, chỗ tốt tự nhiên sẽ càng lớn. Dã tâm của đệ không nhỏ. Hoàng Phủ Minh Long trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tất cả các đại cổ tộc đều có quy củ của riêng mình, mặt khác ở trong mật địa thiên giới cũng có quy củ. Muốn tiến vào trong bí cảnh cổ tộc khác phải tiến vào top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại người mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó. Đệ cho rằng nói tiến vào là có thể tiến vào sao? Coi như là ta cũng không có cách nào thay đổi tất cả. Dù sao đây cũng là thượng thanh thế giới. Không sao,
vậy thì chỉ có thể dựa vào bọn họ tự tìm lấy cơ duyên của bản thân mình vậy. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng không quá đặt ở trong lòng, chuyện cơ duyên này phải dựa vào tự bản thân của bọn họ tìm kiếm. Hai mắt Hoàng Phủ Minh Long đột nhiên khẽ đảo, nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà việc này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, ta thấy lúc này nếu như đệ có thể thành công nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh, trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, đến lúc đó một khi đệ mở miệng, tất cả các đại cổ tộc tự nhiên sẽ cho đệ một chút mặt mũi. Có cơ hội là tốt rồi. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, bảo vật như Tử Lôi Huyền Đỉnh kia trong lòng hắn đã sớm nhận định không thể buông tha. Sau khi hai huynh đệ trò chuyện một lát, Lục Lâm Thiên mới rời đi. Sáng sớm ngày mai hắn phải cùng với ba người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh tiến về Tuyên Cổ Điện. Có hai đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện như Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng việc mình có tìm thấy Tuyên Cổ Điện hay không. Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể một mình đi về phía trước, người không có quan hệ với Tuyên Cổ Điện không thể tiến vào trong cổ hạo thế giới. Đại hội thân vương này đã khiến cho cả 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Đối với cổ hạo thế giới mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không cho người có liên quan đi vào. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên rời đi, Hoàng Phủ Minh Long đứng chắp tay, không có di chuyển, mãi một lúc lâu sau mới khẽ ngẩng đầu, miệng thì thào nói. Ván cờ này không ngờ sư phụ lại đánh lớn như vậy, lần này không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện thì đã là buổi chiều. Sau đó hắn cùng với chúng nữ đi du ngoạn một phen, lần này đi cổ hạo thế giới cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Vào đêm, Lục Lâm Thiên nói với Lục Linh một chút chuyện về việc sáng mai đi Tuyên Cổ Điện, sau đó mới trở lại phòng, chỉ là Lục Lâm Thiên ngay lập tức sững sờ. Chỉ thấy lúc này Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh đều ở trong phòng. Lục Lâm Thiên nhìn qua lục nữ, trên khuôn mặt chúng nữ lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng. Sắc lang, nhìn gì vậy? Không phải chàng luôn muốn chúng thiếp ở cùng một chỗ với chàng sao? Nể mặt chàng sắp đi tới cổ hạo thế giới, đêm nay tiện nghi cho chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ, vô cùng mê người. Hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp giống như có xuân ý vô cùng vô tận, nồng đậm từ bên trong tràn ngập ra. Cùng một chỗ. Nghe vậy trong mắt Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên vẻ nóng bỏng, lúc trước đãi ngộ bực này chỉ có lúc đại hôn trong linh vũ thế giới hắn mới được hưởng. Chỉ tiếc là khi đại hôn ngoài lục nữ ra còn có Bạch Linh, mà lúc này Bạch Linh vẫn ở trong thái hoàng thế giới, nhưng giờ lại nhiều thêm Lăng Thanh Tuyền. Nhìn qua lục nữ, Lục Lâm Thiên không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, xoa xoa tay, khóe miệng nở nụ cười tà. Sau đêm tân hôn, Lục Lâm Thiên vẫn muốn nếm thử tư vị này một lần. Thế nhưng chúng nữ đều thẹn thùng không đáp ứng, Lục Lâm Thiên cũng không thể mạnh mẽ cưỡng chế, mà lúc này lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, Lục Lâm Thiên đâu còn có thể nhẫn nại được. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Thanh Tuyền lườm Lục Lâm Thiên, khí chất cao ngạo mà vũ mị, mị hoặc không thể chống đỡ, mê hoặc chúng sinh. Chuyện lần sau sẽ bàn. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức giống như sói đói chụp mồi. Nhào vào người sáu vị kiều thê. Sắc lang, chàng nhẹ một chút. Tay chàng làm gì đó? Cứu mạng a hát, buồn. Chỉ một thoáng, trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu liên tục. Một lát sau, sáu thân hình linh lung, mềm mại hiện lên trước mắt Lục Lâm Thiên, những đôi ngọc thỏ giống như dãy núi phập phồng. Ngọc thỏ ngạo nghễ đứng thẳng, bên trên có trái bồ đào đỏ mọng, kiều diễm, rung động lòng người, thấm đẫm ruột gan, khiến cho xuân ý tràn ngập tâm hồn. Phu quân như ta còn đòi hỏi gì được nữa? Sáu vị lão bà, vi phu tới. Lục Lâm Thiên cảm thán nói một tiếp, sau đó xách thương ra trận. Trên giường, từng đạo thân hình trắng nõn, mềm mại, tiếng kêu rung động tâm hồn vang vọng, xuân ý tràn ngập, ôn nhu kiểu diễm không thôi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, ngoài mật địa thiên giới, ba đạo thân ảnh cao ngất tiến vào trong đường hầm thế giới rồi biến mất không thấy gì nữa. Cổ hạo thế giới là một trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà gần đây trong thiên địa, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn vào cổ hạo thế giới. Tuyên Cổ Điện, thế lực thần bí trong 3.000 đại thiên thế giới bất quá đối với các thế lực đỉnh cấp cùng các gia tộc đỉnh cấp mà nói, vẻ thần bí chung quanh Tuyên Cổ Điện đã bớt đi không ít. Nhưng càng hiểu thì bọn họ càng kiêng kỵ với Tuyên Cổ Điện, cơ hồ tất cả các thế lực lớn và đại gia tộc cũng biết,
trong Tuyên Cổ Điện cường giả như mây, sự cường hãn khiến cho ngay cả cổ tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám đơn giản đỡ upsilon.ng vào. Nhất cử nhất động của Tuyên Cổ Điện từ trước tới nay đều khiến cho cơ hồ tất cả các thế lực chú ý. Còn lần này Tuyên Cổ Điện tổ chức Đại hội Thân Vương, quan hệ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí nhận chủ, càng khiến cho cơ hồ tất cả mọi người trong thiên địa đều đổ dồn mắt vào cổ hạo thế giới. Siêu siêu! Trên một quảng trường cực lớn, không gian đột nhiên nổi lên chấn động, lập tức có ba đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện ở trên không trung. Ba nam tử ao ngất, dẫn đầu là một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nở nụ cười tà. Sau lưng nam tử mặc áo bào xanh là một thanh niên mặc áo tím tóc đen, khí chất phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời khiến cho người ta nhìn một cái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần, linh hồn rung động. Cuối cùng là một nam tử phong nhã, phong lưu, thế nhưng khí tức toàn thân lại lạnh lẽo tới cực điểm, khí tức này giống như tới từ cửu u địa ngục, khiến cho trong lòng người ta không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong lòng. Ba người chính là đám người Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên, còn có Lục Linh từ Thượng Thanh thế giới tới Cổ Hạo thế giới. Đây là Cổ Hạo thế giới sao? Lục Lâm Thiên ở giữa không trung, linh hồn lực nhạy cảm dò xét chung quanh, năng lượng thiên địa ở nơi này nồng đậm không dưới Thượng Thanh thế giới, phía xa xa là sơn mạch Liên Miên, một mảng lớn kiết trúc lan tràn về phía xa, không ít khí tức mịt mờ ở phía xa lúc này cũng đang dò xét ba người. Lục Soái, vị trí chúng ta đang đứng hiện tại chính là thành Tây Thiên trong Cổ Hạo thế giới. Xem như là địa bàn của Tuyên Cổ Điện, đây là con đường phải đi qua khi tới Tuyên Cổ Điện phía trước. Bây giờ chúng ta phải chờ ở thành Tây Thiên một đoạn thời gian, đến lúc Tuyên Cổ Điện mở ra sẽ cùng nhau đi vào. Lục Linh nói với Lục Lâm Thiên bên người, nơi này đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Xem ra người tới đây không ít a. Lôi Thiên đảo qua bốn phía quảng trường, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này số người tới cũng đã khá nhiều. Từ huy chương trên vai mọi người là hắn có thể nhận ra đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện. Siêu siêu. Ba người lập tức đáp xuống quảng trường, hai người Lục Linh và Lôi Tiểu Tiêu lúc này đều móc ra một cái huy chương, toàn thân tràn ngập bí văn, có năng lượng ở bên trên tràn ra. Sau đó cả hai dán huy chương lên vai mình. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi hai người, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều có huy chương tràn ngập bí văn. Bí văn này có chút tương tự với khối ngọc bài thân vương mà sư bá Tam Kỳ lão nhân khi trước đã giao cho hắn. Lôi Tiểu Thiên trả lời Lục Lâm Thiên. Đây là tiêu chí của đệ tử Tuyên Cổ Điện, thân là đệ tử nội điện, tất cả trong này nên xử lý một chút. Bái kiến hai vị sư huynh. Lôi Tiểu Thiên nói xong lập tức có mấy thanh niên đi tới, nhìn thấy huy chương trên vai hai người Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh lập tức cung kính hành lễ. Thiên phú đều rất mạnh a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua thiếu niên này, người này có thiên phú không tệ, thậm chí trên người mỗi một người đều mang một loại áo nghĩa kỳ lạ. Lục Soái, những người này đều là nhân vật mới trong nội điện, yêu cầu trong nội điện và ngoại điện lại có chút bất đồng. Người bên ngoài tiến vào trong ngoại điện cần thực lực ít nhất phải tới niết bàn cảnh, đồng thời trên người còn phải mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ hoặc là áo nghĩa lạ. Cả hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mà nội điện dù sao cũng là thứ chính thức chèo chống Tuyên Cổ Điện, thiên phú tuy rằng không có chênh lệch quá lớn, nhưng mà độ trung thành lại cực kỳ cao. Mỗi 10 năm hoặc là trăm năm Tuyên Cổ Điện đều tuyển một lượng lớn thiếu niên để bồi dưỡng, đệ tử của Tuyên Cổ Điện đều do trưởng lão, chấp pháp của Tuyên Cổ Điện tự mình đi ra ngoài chọn lựa một ít hậu bối thiên phú mạnh mẽ tiến vào bên trong điện. Cũng chọn một ít người ngoại điện cùng với hậu bối có thiên phú mạnh mẽ trong các thế lực và gia tộc tiến vào bên trong điện. Lúc trước một vị cường giả trong tộc của Lôi sư huynh quen biết với sư phụ ta, cho nên mới bái làm môn hạ của sư phụ rồi tiến vào đệ tử nội điện. Mà ta thì bị sư phụ nhìn thấy bên ngoài rồi cưỡng ép thu làm môn hạ đưa tới Tuyên Cổ Điện. Lục Linh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, sau đó lại nói tiếp. Trong hàng đệ tử của Tuyên Cổ Điện, không tính thời gian nhập môn mà chỉ dùng thực lực mạnh yếu phân cao thấp. Mỗi một lần đại hội thân vương, đệ tử thân truyền trong nội điện đều tiến hành thi đấu một lần. Cường giả vi tôn, nếu như lúc đó ta thắng Lôi sư huynh, về sau hắn sẽ phải gọi ta là sư huynh. Lục Lâm Thiên nghe Lục Linh truyền âm giới thiệu, cùng lúc đó Lôi Tiểu Thiên liếc nhìn mấy thanh niên này hỏi. Còn bao lâu nữa nội điện mới mở ra? Bẩm sư huynh, vừa rồi có một nhóm người mới vào nội điện chưa được bao lâu. Lúc này người tới tham dự đại hội thân vương đã khá đủ rồi.
sáng sớm ngày mai sẽ có một nhóm người cuối cùng tiến vào trong nội điện. Một thiếu niên đại đạo cảnh cao giai cung kính trả lời với Lôi Tiểu Thiên, ánh mắt lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, do dự một chút rồi lên tiếng. Vị sư huynh này, tiến vào thành Tây Thiên mong sư huynh mang huy chương của nội điện. Lục Lâm Thiên lúc này đang truyền âm trò chuyện với Lục Linh, nghe vậy hắn lập tức nói với thiếu niên này. Ta còn chưa có huy chương, kỳ thật còn chưa tính là người nội điện. Cái này, thiếu niên này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt lập tức cảnh giác, thiếu niên đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong vừa mới hỏi thăm kia lập tức nói. Không phải đệ tử nội điện nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta sẽ thông báo hộ pháp tới đây xử lý. Việc này không cần các ngươi lo, cứ giao cho ta là được rồi. Lôi Tiểu Thiên phất phất tay nói với mấy thanh niên này, Lục Lâm Thiên có Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn có Bất Diệt Thiên Thể đã tương đương với thân phận thân vương. Hiện tại còn chưa phải là đệ tử Tuyên Cổ Điện, thế nhưng đến lúc đó chỉ cần đi vào trong nội điện là có thể trở thành thân vương, cho nên hiện tại Lôi Tiểu Thiên cũng không lo lắng một ít quy củ kia. Thế nhưng mà, mấy thiếu niên này dường như cảm thấy chuyện này không hợp quy củ, sợ phải gánh trách nhiệm cho nên có chút do dự. Các ngươi lui ra đi, việc này không có quan hệ với các ngươi. Chuyện sẽ do chúng ta chịu trách nhiệm. Lục Linh thấy vậy. Khí tức âm hàn tựa như tới từ cửu u địa âm ục chấn động, ý bảo đám thiếu niên này bỏ ý định cùng với lui ra ngoài. Vâng, sư huynh. Mắt thấy khí tức âm hàn trên người Lục Linh lan tràn, toàn thân không khỏi run lên, sắc mặt tái nhợt đi không ít, cho nên lập tức gật đầu muốn lui ra ngoài. Ha ha, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, các ngươi bắt nạt mấy tiểu sư đệ thì có bổn sự gì? Còn dám can đảm mang theo người ngoài vào trong thành Tây Thiên? Lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn a. Tiếng cười lạnh cùng với âm thanh lạnh lùng vang lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống trước mặt ba người Lục Lâm Thiên, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không xa, hơn 10 cỗ khí tức bất phàm bắt đầu lan tràn. Đám người đến tổng cộng có 13 người, có một nữ tử mặc váy dài cùng với hai nữ tử mặc cung trang, còn lại đều là 10 nam tử khí chất bất phàm. Đặc biệt là mấy người dẫn đầu khí tức đều tới tuyên cổ cảnh. Người dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm bào cao ngất, khí tức trên người kẻ này không ngờ lại tới tuyên cổ cảnh cao giai. Người cổ tộc, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, từ khí tức trên người nam tử mặc cẩm bào đứng đầu, xem ra cũng là đệ tử cổ tộc. Bái kiến mấy vị sư huynh sư tỷ. Mấy thiếu niên kia nhìn thấy những người này, đang muốn rời đi cũng phải lập tức hành lễ. Thấy tình thế dường như có chút không ổn cho nên lập tức thức thời đứng lui sang một bên. Dường như loại chuyện như thế này đối với bọn họ mà nói cũng không hiếm thấy, dù sao loại chuyện này bọn họ còn không có thực lực nhúng tay vào. Sán Ngọc, ngươi nên gọi ta là sư huynh, đừng nên không hiểu quy củ. Lôi Tiểu Thiên nhìn nam tử mặc cẩm bào vừa lên tiếng rồi nói, trong đôi mắt khiến cho người ta có chút rung động hiện lên chấn động. Thật sao, sợ rằng lần này sau đại hội thân vương, ngươi sẽ phải gọi ta là sư huynh. Nam tử mặc cẩm bào được Lôi Tiểu Thiên gọi là Sán Ngọc kia nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trong mắt mơ hồ hiện lên hàn ý. Lập tức cười lạnh với Lôi Tiểu Thiên, sau đó lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chậm rãi tiến lên, Sán Ngọc này không ngờ đi tới trước người Lục Lâm Thiên, dò xét một chút, nheo mắt, dường như hắn đang kỳ quái vì không có cách nào dò xét ra khí tức tu vi của Lục Lâm Thiên, nhưng mà hắn cũng không có đặt trong lòng mà nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám xông vào trong thành Tây Thiên, tội danh này không nhỏ, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi là ngươi có thể tiến vào thành Tây Thiên. Người che chở cho ngươi còn chưa đủ tư cách, không phải đệ tử Tuyên Cổ Điện thì nên cút sớm cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Sán Ngọc này không ngờ lại tới tìm Lục Lâm Thiên gây phiền phức, Lôi Tiểu Thiên không những không ngăn cản mà còn nở nụ cười châm chọc. Sán Ngọc, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như hiện tại ngươi không lăn thì tự mình gánh lấy hậu quả. Lục Linh cất bước đi ra đứng ở bên cạnh Lục Lâm Thiên, thân hình cao ngất lẳng lặng đứng đó, thế nhưng tự dưng lại có khí tức lạnh lẽo tới cực điểm quay chung quanh, loại khí tức này khiến cho linh hồn bỡ ngỡ, khiến cho ánh mắt của Sán Ngọc kia cũng âm thầm biến đổi. Cùng lúc Lục Linh cũng truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên, nói. Lục soái, trong Tuyên Cổ Điện thực lực phi tôn, tăng thêm Thiên La Minh và Thương Khung Minh ta cũng có không thiếu cổ tộc trong này, cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Đã tạo thành không ít phe phái trong nội điện. Sán Ngọc này không phải người cùng phái với chúng ta. Ban đầu ở trong nội điện tu luyện, hắn ta và Lôi Sư Huynh có chút mâu thuẫn.
lúc này sợ rằng biết rõ không có cách nào làm gì được ta và Lôi sư huynh, cho nên vừa gặp mặt đã cố ý làm khó dễ người, mượn cơ hội trả thù ta và Lôi sư huynh. Lục Lâm Thiên nghe vậy khẽ mỉm cười, tình huống bên trong hắn cũng đã hiểu đại khái, Sán Ngọc này hẳn là biết rõ không có cách nào làm gì được Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, nhưng mà lại muốn gây ra chút phiền toái cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, thật vất vả mới tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy, sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Trong Tuyên Cổ Điện thực lực phi tôn, cạnh tranh tự nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt, mà trong Nội Điện thực lực phi tôn, sợ rằng cũng chỉ có tôn trọng cường giả mà thôi. Lục Linh, người có ý gì? Dám can đảm mang người ngoài tự tiện xông vào trong Tuyên Cổ Điện. Lúc này lại tiến vào trong thành Tây Thiên, chẳng lẽ muốn trà trộn vào trong nội điện sao? Nếu như chuyện này bị các trưởng lão biết rõ, sư phụ ngươi cũng không bảo vệ được các ngươi. Sán Ngọc nhìn Lục Linh đối chọi gay gắt, miệng cười lạnh nói. Sắc mặt Lục Linh phát lạnh, đang muốn mở miệng nói tiếp, Lục Lâm Thiên phất tay với Lục Linh, đứng chắp tay, sau đó lạnh nhạt nhìn Sán Ngọc trước mắt, nói. Nể mặt ngươi là nhân tộc, ta có thể tha cho ngươi lần này. Nếu không mặc kệ ngươi là đệ tử nội điện hay là đệ tử cổ tộc, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách kêu gào. Nghe vậy ánh mắt Sán Ngọc run lên, kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, khuôn mặt lập tức âm trầm, dần dần chuyển thành lạnh lẽo, hắn cười lạnh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, ta không nghe nhầm chứ? Nói mạnh miệng phải chú ý một chút, gió lớn quá sẽ làm đứt đầu lưỡi đó. Lục Lâm Thiên nhìn qua Sán Ngọc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ là khuôn mặt bắt đầu âm trầm hơn một chút, hắn trầm giọng nói. Sự nhẫn nại của ta có hạn, nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Hừ, tự tiện xông vào trong Tuyên Cổ Điện còn dám hung hăng càn quấy, tiểu tử ngươi muốn chết. Sán Ngọc quát lạnh, hàn mang trong mắt bắn ra, thân là đệ tử cổ tộc, là đệ tử trong Nội Điện Tuyên Cổ Điện, chưa từng có người nào dám hung hăng càn quấy như vậy trước mặt hắn. Không có một chút dấu hiệu nào báo trước, sau khi tiếng quát vừa dứt, không gian trước người hắn bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Oanh! Cẩm bào trên người run lên, trong chớp mắt ngắn ngủi này Sán Ngọc đánh ra một đạo quyền ấn nương theo nguyên lực khủng bố, giống như thiểm điện gần trong gang tấc đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tranh chấp bên này lập tức thu hút vô số ánh mắt chung quanh nhìn vào. Mà trong lúc mọi người nhìn vào, lại xuất hiện một màn khiến cho mọi người khiếp sợ. Ngay khi quyền ấn của Sán Ngọc vừa mới ngưng tụ ra còn chưa rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, trong sát na này Lục Lâm Thiên vung tay lên, áo bào xanh trên người rung động, một đạo quyền ấn màu vàng bỗng nhiên được ngưng tụ. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, đạo quyền ấn màu vàng này đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh vào bụng Sán Ngọc. Phanh! Một quyền này đánh xuống, quang mang trên bụng Sán Ngọc bắn ra, khiến cho không gian chung quanh hung hăng run rẩy. Mọi người lập tức nhìn thấy thân hình Sán Ngọc giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Phụt! Trong lúc thân hình bay ngược về phía sau, đồng thời Sán Ngọc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng đập vào phía xa trên quảng trường. Xoẹt! Nơi thân hình hắn đập vào, khe nứt trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, kinh khí năng lượng khủng bố chấn động lập tức hóa thành cơn lốc vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Phụt! Đáng thương cho Sán Ngọc rơi xuống phía ra. Lúc này trong miệng lại tiếp tục phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như cho tàn, mà ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, hoảng sợ không thôi. Hít! Cả quảng trường sau khi yên lặng một lát lập tức vô số người chấn động, không ít người hít sâu một hơi, từng ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện lập tức đi tới trước mặt Sán Ngọc đang nằm trên mặt đất rạn nứt, cánh tay vung lên, năm ngón tay tạo thành chảo, không gian vặn vẹo. Một đạo chảo ấn đặt lên cổ Sán Ngọc, mạnh mẽ kéo hắn tới trước mặt. Lúc này khuôn mặt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh như băng. Tất cả mọi người thấy vậy lập tức ngây ngốc như gà gỗ, hơn 10 người theo Sán Ngọc tới đây lúc này căn bản không dám nhúc nhích. Một chiêu trà đạp tuyên cổ cảnh cao giai, Sán Ngọc lúc này chỉ giống như một con chó trong tay người này, cho nên cũng không ai dám tiến lên ý kiến nữa. Những người này vốn cho rằng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh là người không nên trêu vào nhất, đến lúc này, những người này mới biết được bọn họ trêu phải người này, so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn khủng bố hơn nhiều. Khó trách vừa rồi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều không có ý tứ ngăn cản. Mấy thiếu niên ban đầu hỏi thăm ba người lúc này khuôn mặt đã sớm trắng bệch, toàn thân âm thầm run rẩy, trong lòng đều cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không tiến lên gây phiền phức. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cách đó không xa đều khẽ mỉm cười,
hai người nhìn nhau, cũng rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ Lục Lâm Thiên lại ra tay nhanh như vậy, sợ rằng Sán Ngọc kia không có vài chục năm điều dưỡng thì đừng mong khôi phục. Đại hội thân vương lần này sợ rằng hắn ta cũng sẽ không tham gia được rồi. Lúc này bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ nắm trong tay, ánh mắt Sán Ngọc bỗng nhiên hoảng sợ tới cực điểm, trong lòng tuôn ra sự sợ hãi, một thân ngạo khí trong nháy mắt hoàn toàn bị chà đạp, phá hủy. Trước khi hắn ra tay, hắn chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Thân là cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi trong tộc, thế nhưng trước mặt nam tử này, dưới một chiêu hắn đã bị chà đạp giống như con sâu cái kiến. Thân là cổ tộc, lại thêm thân phận đệ tử trong Tuyên Cổ Điện, thế nhưng lại bị chà đạp triệt để không còn lại chút gì. Nhìn qua Sán Ngọc trong tay, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ cho ta, bằng vào thân phận cổ tộc và đệ tử nội điện của ngươi ở trước mặt ta ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lần sau tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có mang cái ngạo khí vô tri đó tới Upsilon tính nhẫn nại của ta. Phanh! Lục Lâm Thiên nói xong, cánh tay vung lên, lập tức ném Sán Ngọc sắc mặt trắng bệch như cho ra phía xa. Trong miệng hắn lại có máu tươi phun ra, dãy dụa một lúc lâu cũng không thể bò người lên được. Cử động của Lục Lâm Thiên lúc này cũng muốn giết gà dọa khỉ, trong Tuyên Cổ Điện thực lực phi tôn, có lẽ hắn nên biểu hiện một chút thực lực, phiền toái sau này gặp phải cũng ít hơn một chút. Sán Ngọc sư huynh, hơn 10 nam nữ đi theo lúc này mới tới bên người Sán Ngọc, một đám nhìn Lục Lâm Thiên, một đám lại dìu Sán Ngọc lên. Rất hay, không ngờ vừa mới thành Tây Thiên lại có thể gặp một màn đặc sắc như vậy. Nhân loại vẫn luôn thích tự giết lẫn nhau nha. Ha ha. Âm thanh âm hàn vang lên, khi âm thanh vừa dứt, khí tức âm hàn mênh mông hàng lâm, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh bay bổng lập tức đáp xuống mặt đất. Dẫu đầu là một nam tử, bộ dáng chừng 35-36 tuổi, khí tức âm hàn, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Người vừa mới nói chuyện dường như cũng là người này. Mấy người khác bên cạnh hắn khí tức đều âm hàn, tuổi tác không đồng đều. Minh Linh, Nhất Nguyên Hóa Hồng. Lục Lâm Thiên nhìn nam tử có khí tức âm hàn dẫn đầu, cỗ khí tức âm hàn kia khiến cho trong mắt Lục Lâm Thiên nổi lên chấn động. Khí tức âm hàn này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, khí tức này đã chứng minh mấy người này là Minh Linh. Bái kiếm lôi lang sử. Trên quảng trước lúc này có không ít người nhìn thấy người này xuất hiện lập tức hành lễ. Một ít nhân tộc tuy rằng ánh mắt có chút không muốn, khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu. Lục Soái, người tới là Lôi Lang trong sáu tử kim huyền lôi, là người Minh Linh chủng tộc. Lục Linh nhìn thấy nam tử âm hàn kia xuất hiện, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên. Lục đại tử kim huyền lôi sử sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lai lịch của cái này hắn đã nghe Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên nhắc qua một chút. Người có tư cách tham gia đại hội thân vương, đồng thời còn là người có được danh ngạch tranh đoạt tử lôi huyền đỉnh. Trừ năm đại thân vương hắn đã biết ra, bên ngoài còn có 10 đại đệ tử, mặt khác chính là lục đại tử kim huyền lôi sử này, những người này khó đối phó. Lục đại tử kim huyền lôi sử, nghe nói chính là người thân cận nhất với thánh vật tử lôi huyền đỉnh, mỗi người đều có thể mượn lực lượng tử kim huyền lôi, cùng với hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không khác là bao. Lục Lâm Thiên đối với lục đại tử kim huyền lôi sử này cũng không phải quá hiếu kỳ, nhưng mà lúc này Lôi Lang kia thân lại là Minh Linh chủng tộc, đây cũng là thứ khiến cho Lục Lâm Thiên không thể không động dung. Ngẩng đầu nhìn Lôi Lang, trong đôi mắt thâm thúy của Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, nói. Ta còn thấy Minh Linh chó cắn chó a, chuyện này còn đặc sắc hơn nhiều. Nghe vậy Lôi Lang lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo hơn một ít. Khí tức âm hàn trong lúc mơ hồ bắt đầu chấn động rồi lan tràn, nói. Tiểu tử, càn rỡ phải trả giá rất nhiều. Ta cũng không phải là phế vật tự cho mình là đúng giống như Sán Ngọc kia. Trong mắt ta ngươi còn chưa bằng hắn ta. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, những lời này của hắn lại khiến cho Sán Ngọc đang uể oải ở phía xa kinh ngạc, sững sờ. Người phương nào dám can đảm làm càn ở thành Tây Thiên ta? Một tiếng hét lớn vang lên. Trong những kiến trúc liên miên ở phía xa có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng tới, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức bất phàm nhanh chóng hàng lâm. Bái kiến chư vị hộ pháp, chấp sự. Bốn phía có không ít thiếu niên cùng với thanh niên nam nữ khi nhìn thấy 10 đạo thân ảnh này tới lập tức cung kính hành lễ. Mà ngay cả ánh mắt của hai người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng chấn động một chút. Bái kiến Lôi Lang Sử. Hơn 10 đạo thân ảnh này đáp xuống quảng trường. Lão giả có ánh mắt âm hàn quét qua bốn phía một vòng,
sau khi nhìn thấy Lôi Lang lập tức kinh ngạc, không ngờ lại xoay người hành lễ với Lôi Lang. Lục Lâm Thiên nhìn thấy vậy, ánh mắt khẽ đổi, xem ra trong Tuyên Cổ Điện, địa vị của Tử Kim Huyền Lôi Sử còn trên hộ pháp, dựa theo lời của Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên dọc đường đi có nói, Tử Kim Huyền Lôi Sử này có địa vị chỉ dưới 5 đại thân vương, nhưng mà lại cao hơn nếu so với 10 đại đệ tử. Trong Tuyên Cổ Điện, địa vị của 10 đại đệ tử không khác hộ pháp là bao, xem như có địa vị cực cao trong Tuyên Cổ Điện. Mà thân vương và trưởng lão lại có địa vị không kém nhau là bao, cho nên địa vị của Tử Kim Huyền Lôi Sử này ở trong Tuyên Cổ Điện có lẽ ở giữa trưởng lão và hộ pháp, xem như địa vị cũng cực cao. Nhíu mày, ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm đảo qua hơn 10 người vừa mới tới này. Dẫn đầu là một lão giả hộ pháp có khí tức âm hàn, rõ ràng cũng là người Minh Linh chủng tộc. Khí tức của kẻ này cũng tới Tuyên Cổ Cảnh cao giai, thậm chí còn tới Tuyên Cổ Cảnh cao giai hậu kỳ gần đỉnh phong. Một hộ pháp chính là Tuyên Cổ Cảnh cao giai hậu kỳ, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm rung động, Tuyên Cổ Điện không hổ là quái vật khổng lồ trải dài 3000 đại thiên thế giới. Sau lưng lão giả hộ pháp kia cũng còn không ít người có tu vi Tuyên Cổ Cảnh, thực lực thấp nhất cũng là Niết Bàn Cảnh. Minh Chí hộ pháp, người tới vừa vặn, nơi này dường như có người trà trộn vào trong thành Tây Thiên, người tới xử lý một chút đi. Nhìn thấy lão giả này tới, Lôi Lang nhìn qua Lục Lâm Thiên cười cười, khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong mắt có chút lạnh lẽo, thế nhưng lại ra vẻ phong độ lùi về phía sau. Đám người Sán Ngọc kia lúc này dường như bị thực lực của Lục Lâm Thiên làm cho rung động triệt để, cho nên lúc này hộ pháp tới cũng không dám nói nhiều lời, nhưng mà ánh mắt không ngừng nhìn vào động tĩnh ở giữa sân. Nghe Lôi Lang nói vậy, Minh Chí hộ pháp và đám người sau lưng lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Minh Chí hộ pháp, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên thấy vậy ôm quyền gật đầu với lão giả hộ pháp kia, cũng không có hành lễ. Cũng đủ thấy được địa vị của Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên trong đám đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện cũng có địa vị không thấp. Minh Chí hộ pháp nhíu mày, dường như cũng cảm thấy phiền toái vì sự có mặt của Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, thậm chí còn cảm nhận được khí tức trên người Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh lúc này, ánh mắt âm thầm chấn động, lập tức hỏi hai người. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người này các ngươi mang tới sao? Đúng vậy, người là do chúng ta mang tới. Lôi Tiểu Thiên gật đầu. Cũng không có bất kỳ lo lắng nào, vốn hắn cũng không có một chút lo lắng. Minh Chí hộ pháp nghe vậy nhìn qua Lục Lâm Thiên dò xét một phen, nhìn trên người Lục Lâm Thiên cũng không có huy chương, hai hàng lông mày nhíu lại, sau đó nhìn Lôi Tiểu Thiên là Lục Linh nói. Mang người ngoài tiến vào thành Tây Thiên, hai người các ngươi thân là đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện, cũng nên biết quy củ chứ. Minh Chí hộ pháp, chúng ta tự nhiên biết rõ quy củ, bất quá người chúng ta mang tới cũng không phải người ngoài. Trong âm thanh của Lục Linh vẫn mang theo hàn khí nhàn nhạt, cho dù chỉ lẳng lặng đứng đấy cũng khiến cho người ta cảm thấy không khỏi có áp lực. Nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hiểu ý, lưu quang trên nhẫn chữ vật lóe lên, thân vương lệnh xuất hiện trong tay, sau đó ném cho Minh Chí hộ pháp kia. Đối với Minh Linh chủng tộc, gần đây Lục Lâm Thiên không có một chút hảo cảm nào, thậm chí là không có một hảo cảm nào đáng nói. Âm thanh lạnh nhạt, nói. Nhìn rõ xem đây là thứ gì, không biết ta có tính là người ngoài hay không. Siêu, khuôn mặt già nua của Minh Chí hộ pháp có chút nghi hoặc, trường bào vung lên, trong lòng bàn tay lập tức có hấp lực trào ra, lập tức thu thân vương lệnh do Lục Lâm Thiên ném ra vào trong tay. Mà sau khi nhìn rõ lệnh bài trong tay, ánh mắt trên khuôn mặt già nua của Minh Chí hộ pháp lập tức nổi lên sóng to gió lớn, toàn thân không nhịn được run lên. Thân vương lệnh, đây là thân vương lệnh. Minh Chí hộ pháp khiếp sợ, khi lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt đã mang theo vẻ rung động. Thân vương lệnh, nghe lời nói mang theo vẻ khiếp sợ của Minh Chí hộ pháp, vô số người chung quanh lập tức kinh ngạc nhìn qua thân vương lệnh trong tay Minh Chí hộ pháp. Đám người Lôi Lang cùng với Sán Ngọc vừa mới bị Lục Lâm Thiên giáo huấn lập tức biến sắc. Minh Chí hộ pháp nhìn qua Lục Lâm Thiên, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt, thái độ lập tức cung kính hơn không ít, miệng hỏi. Không biết các hạ có thân vương lệnh trên người, có lẽ cũng có Tử Lôi Huyền Đỉnh chứ? Là vật này sao? Lục Lâm Thiên nói xong, đồng thời cơ nơ thân có một mảnh quang mang màu tím nhàn nhạt lặng lẽ tuôn ra, một đạo lưu quang màu tím lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay phải của hắn. Siêu! Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, cả không trung lan tràn khí tức quỷ dị, khiến cho không gian lúc này bỗng nhiên run lên.
cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn ra trên không trung. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung, thậm chí còn đột nhiên có một mảnh lôi vân màu tím nhạt cuồn cuộn kéo tới. Tử lôi huyền đỉnh, đây là một trong 8 kiện tử lôi huyền đỉnh lưu lạc ở bên ngoài. Mắt nhìn đạo lưu quang trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên đang thu liếm, một tiểu đỉnh nhỏ màu tím nương theo điện mang màu tím đang lóe lên rồi xoay tròn, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên run lên, loại khí tức này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không nhầm lẫn. Tử lôi huyền đỉnh, vẻ mặt lôi lang lúc này cũng thất kinh không nhỏ, khí tức âm hàn chấn động trên người thoáng cái kịch liệt, mắt nhìn tử lôi huyền đỉnh trong tay Lục Lâm Thiên lúc này, khóe mắt âm thầm co giật, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Thân là một trong lục đại tử kim huyền lôi sư, lôi lang hiểu rõ tử lôi huyền đỉnh này đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là lúc này sắp diễn ra đại hội thân vương, người có được tử kim huyền đỉnh, đồng nghĩa với việc thân phận sẽ không giống bình thường. Tử lôi huyền đỉnh, đây là tử lôi huyền đỉnh, kiện tử lôi huyền đỉnh thứ 8 đã xuất hiện. Đám người sau lưng Minh Chí lúc này run rẩy, khiếp sợ, mãi một lúc sau mới thì thào nói. Bái kiến chuẩn thân vương, vừa rồi không biết thân phận chuẩn thân vương, cho nên có chỗ nào đắc tội mong chuẩn thân vương thông cảm. Minh Chí hộ pháp đi tới bên người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt cung kính đưa thân vương lệnh trong tay giao cho Lục Lâm Thiên, ánh mắt so với khi trước đã biến đổi, một trời một vực. Không sao. Lục Lâm Thiên thu hồi thân vương lệnh và tử lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn đối với người của Minh Linh chủng tộc không có bất kỳ hảo cảm nào. Thế nhưng lúc này Minh Chí hộ pháp này lại cực kỳ cung kính, tuyên cổ điện này cũng có không ít người của Minh Linh chủng tộc, Lục Lâm Thiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể lấy cớ nào khác, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm gì quá mức với đám người Minh Linh chủng tộc này, dù sao đây cũng là tuyên cổ điện, mà không phải là thượng thanh thế giới. Minh Chí hộ pháp bình tĩnh lại, lần nữa nói với Lục Lâm Thiên. Chuẩn thân vương, sáng sớm ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo tiến vào trong nội điện. Hôm nay mời người nghỉ trong thành Tây Thiên, 5 đại thân vương, 10 đại đệ tử, lục đại tử kim huyền lôi sử đã xuất hiện 5 người, còn có 3 vị chuẩn thân vương thì một trong 3 người đã tới nội điện. Mời chuẩn thân vương ở trong nội thành thành Tây Thiên tới sáng sớm ngày mai, sau đó sẽ cùng với một vị chuẩn thân vương khác và lôi lang sử cùng nhau tiến vào trong nội điện tham dự đại hội thân vương A. Có 3 chuẩn thân vương sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, cũng không phải là hắn không biết cách xưng hô chuẩn thân vương này, từ trong miệng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hắn đã biết được, người có được tử lôi huyền đỉnh và thân vương lệnh tuy rằng có thể trở thành thân vương trong tuyên cổ điện. Nhưng mà muốn tuyên cổ điện thừa nhận vậy cũng chỉ có thể trải qua khiêu chiến mới được. Trải qua sự khiêu chiến trong tuyên cổ điện, mới có thể được tuyên cổ điện thừa nhận. Đến lúc đó sẽ trở thành thân vương của tuyên cổ điện, địa vị không dưới trưởng lão. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc khi nghe lời Minh Chí hộ pháp này nói, có tới 3 chuẩn thân vương, hiện tại dường như tăng thêm hắn tới, sư huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng đã nói qua, trừ tử lôi huyền đỉnh trên người hắn ra 2 cái còn lại cũng đã hiện thân. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Minh Chí hộ pháp lập tức cung kính nói. Bẩm chuẩn thân vương, tăng thêm tử lôi huyền đỉnh trên người ngài, hiện tại 8 kiện tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài đã trở về. Ngày mai trên đại hội thân vương, 3 vị chuẩn thân vương nếu như có thể vượt qua khiêu chiến, đến lúc đó là có thể trở thành thân vương của tuyên cổ điện. Cần phải nghe kỹ, hiện tại chỉ là chuẩn thân vương mà thôi, nếu như đến lúc đó mà thua, thì tử lôi huyền đỉnh cũng không còn là của ngươi nữa. Âm thanh có chút lạnh lẽo từ trong miệng lôi lang truyền ra, hắn ở cách đó không xa lạnh nhạt nhìn qua Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của lôi lang khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn qua trong lòng rất khó chịu, nhìn lôi lang. Khóe miệng hắn hiện lên hàn ý, nói. Yên tâm đi, tử lôi huyền đỉnh là của ai thì sẽ là của người đó. Nếu như ngươi muốn, có thể tới thử xem. Nghe Lục Lâm Thiên và Lôi Lang nói vậy, Minh Chí hộ pháp lén lút liếc qua 2 người, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ chớp lên rồi đứng ở một bên mà không nói gì. Minh Chí hộ pháp không nói gì, những người khác càng không dám nói gì. Một chuẩn thân vương và một tử kim huyền lôi sử tranh chấp. Người có mặt ở đây không ai dám tùy tiện xen vào. Lôi lang nghe lời nói của Lục Lâm Thiên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt không có bất kỳ chấn động nào. Trong lúc vô tình bầu không khí trong không gian chung quanh bắt đầu căng cứng. Ha ha, hiện tại ta còn không có hứng thú. Chuẩn thân vương, khặc khặc, ngày mai có thể trở thành được thân vương rồi nói sau.
nói với Lục Lâm Thiên xong, Lôi Lang khẽ phất tay, nói với chúng nhân sau lưng. Chúng ta đi trước, nghỉ chân ở thành Tây Thiên. Siêu siêu. Dứt lời, từng đạo thân ảnh lập tức thả người lao về phía những kiến trúc liên miên phía trước. Chuẩn Thân Vương, thời gian còn sớm a, cũng nên nghỉ chân ở thành Tây Thiên. Nhìn thấy Lôi Lang rời đi, Minh Chí Hộ Pháp lúc này mới nói với Lục Lâm Thiên. Lục Linh biết rõ Lục Lâm Thiên đối với Minh Linh chủng tộc không có bao nhiêu hảo cảm, thế nhưng hết lần này tới lần khác trong Tuyên Cổ Điện lại gặp. Thế lực của Minh Linh chủng tộc trong này cũng không dưới nhân tộc và thú tộc. Nguyên nhân ở trong đó, hắn thân là đệ tử thân truyền cũng không rõ. Lúc này ánh mắt biến ảo một hồi, sau đó thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Lục soái, ngày mai chính là đại hội thân vương, núi không chuyển nước chuyển, có chuyện gì sau này hãy nói. Được. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, dù sao hiện tại cũng không có cách nào đối phó với Lôi Lang kia, người Minh Linh chủng tộc trong Tuyên Cổ Điện cũng không phải chỉ có một mình Lôi Lang. Siêu siêu. Một lát sau, Lục Lâm Thiên theo Minh Chí Hộ Pháp và hai người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cùng những người khác rời khỏi quảng trường, nghỉ chân trong thành Tây Thiên, chờ sáng sớm ngày mai tiến vào trong Tuyên Cổ Điện tham gia Đại hội Thân Vương. Nhìn ba người Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh rời đi. Sán Ngọc được mọi người nâng dậy, chỉ là lúc này khuôn mặt xám như cho tàn. Sán Ngọc này vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội làm khó dễ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh một chút, ai ngờ lại chọc vào một chuẩn thân vương, lại là một chuẩn thân vương có thực lực khủng bố. Sán Ngọc cảm nhận thương thế trên người, nếu như ngày mai đối phương có thể thuận lợi trải qua khiêu chiến trở thành thân vương mà nói, về sau nếu người ta cố ý đối phó với hắn, khi đó quả thực vô cùng dễ dàng. Lúc này Sán Ngọc đã hối hận tới mức ngay cả ruột gan cũng đứt, thế nhưng có hối hận cũng không kịp. Lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt ngược máu tươi vào trong bụng, sợ rằng cho dù bằng vào thân phận cổ tộc của hắn cũng khó mà báo thù được. Trên những kiến trúc hình cung điện liên minh, đá xanh tường trắng, khắp nơi lan tràn ra khí tức cổ xưa, khắp nơi đều có dấu vết do tuế nguyệt vô tận lưu lại, cũng không biết nơi này đã tồn tại qua bao nhiêu năm. Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh được Minh Chí Hộ Pháp sắp xếp ở trong một đình viện ở một cung điện, còn có mấy thiếu niên, thiếu nữ hầu hạ. Sau khi sắp xếp tốt tất cả, lúc này Minh Chí Hộ Pháp mới vội vàng cáo lui rời đi. Lục soái, xem ra lần này tám tôn của tám kiện tử Lôi Huyền Đỉnh bên ngoài cũng đã tới. Trong sảnh của cung điện, ánh mắt Lục Linh có chút chờ mong, tám kiện tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài toàn bộ đã trở lại, đây chính là chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra trong Tuyên Cổ Điện. Thứ khiến cho Lục Linh có chút chờ mong là tới lúc đó có thể nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh. Chuyện này đối với bất luận đệ tử nào phù hợp trong Tuyên Cổ Điện mà nói, đều là một cơ hội chỉ có một lần, không có cách nào bỏ qua. Lục Lâm Thiên cầm một trái qua hỏa đỏ tươi không biết tên trên bàn cắn một cái, vừa cắn vào đã cảm thấy thoải mái, hắn nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên rồi nói. Đã tới đông đủ rồi, đến lúc đó cửu đỉnh hội tụ, không tránh khỏi được một phen long tranh hổ đấu. Lâm Thiên huynh đệ, theo lời ngươi nói tử Lôi Huyền Đỉnh là thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, cũng chưa từng có ai dung hợp được nó, sợ rằng đến lúc đó muốn dung hợp cũng không dễ. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, cũng cầm một trái hoa quả tươi trên bàn, ở trong đường hầm thế giới từ trong miệng Lục Lâm Thiên hắn cũng biết được lai lịch của tử Lôi Huyền Đỉnh, khi đó hắn khiếp sợ không nhẹ. Thì có sao chứ, chả nhẽ ngươi lại sợ. Lục Lâm Thiên cười nói với Lôi Tiểu Thiên. Vốn Lục Lâm Thiên cho rằng Lôi Tiểu Thiên cũng biết chuyện 10 kiện bán thánh khí, thật không ngờ thân là đệ tử cổ tộc như Lôi Tiểu Thiên cũng không biết 10 kiện bán thánh khí. Sợ sao, Lôi Tiểu Thiên ta chưa từng biết sợ khi nào, tuy rằng ngươi có tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng đến lúc đó tử Lôi Huyền Đỉnh là của ai còn chưa nhất định. Một khi tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong 10 kiện bán thánh khí nằm trong tay ta, coi chừng ta chà đạp ngươi. Lôi Tiểu Thiên nở nụ cười không mấy hảo ý nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lúc trước một quyền trên chiến đài kia hắn vẫn còn nhớ trong lòng, nếu có cơ hội hắn không ngại đòi trở lại. Thật sao, ta sẽ chờ a. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhất định phải giành được tử Lôi Huyền Đỉnh, loại bảo vật đứng đầu thập đại bán thánh khí, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, tiếp tục nói. Thời gian còn sớm, đại hội thân vương sắp diễn ra, mau nói cho ta chuyện của thập đại đệ tử. Năm đại thân vương, lục đại tử kim huyền lôi sử một chút. Trong hành lang của một cung điện cổ xưa, chung quanh là kỳ hoa dị thảo, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ.
Một đạo thân ảnh mềm mại màu tím lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn một đóa hoa màu hồng trước mắt, hai mắt có thần, làn da trắng nõn, gò má hiện lên má lúm đồng tiền, cực kỳ xinh đẹp, tuyệt trần vô luân. Chuẩn thân vương, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức, kiện tử lôi huyền đỉnh thứ 8 lưu lạc ở bên ngoài đã trở về, chuẩn thân vương thứ 3 cũng đã tới thành Tây Thiên. Một thiếu nữ thanh tú, nhìn qua có chút xinh đẹp ở sau lưng nữ tử này cung kính nói. Trong ánh mắt cung kính lại có vài phần hâm mộ. Kiện thứ 8 sao? Thân ảnh xinh đẹp này nghe vậy miệng thì thào nói, lập tức từ từ đứng dậy, bộ y phục màu tím nhạt bao phủ thân hình, thoạt nhìn chừng 28, 29 tuổi, đường cong động lòng người. Tăng thêm vẻ ngại ngùng giống như trời sinh, dung mạo tinh xảo tuyệt thế, lúc này ánh sáng trong hành lang chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nàng khiến cho làn da có chút óng ánh, ôn nhu như ngọc, hai tỏng mắt lại ẩn chứa màu tím nhàn nhạt, khí chất cao quý đoan trang, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy kính trọng, không dám xem thường. Nhìn thiếu nữ trước mắt, nữ tử mặc y phục màu tím lập tức nhẹ giọng hỏi. Chuẩn thân vương kia có địa vị gì, người có biết hay không? Thiếu nữ lắc đầu trả lời. Bẩm chuẩn thân vương, vị chuẩn thân vương kia dường như không có ai biết lai lịch, nhưng mà nghe nói đi cùng với lôi tiểu thiên sư huynh của thần lôi điện. TRUNFULLVN có khả năng là người thượng thanh thế giới. Nghe nói thực lực của chuẩn thân vương kia vô cùng mạnh. Một quyền khiến cho Sán Ngọc sư huynh có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai bị trọng thương. Thượng thanh thế giới sao? Nữ tử mặc y phục màu tím thì thào nói, lại một lần nữa hỏi. Người nó chẳng lẽ đã tới hóa hồng cảnh rồi hay sao? Cái này cũng không biết, ta cũng vừa mới nghe sư huynh muội nói tới. Thiếu nữ thanh tú lắc đầu, nói với nữ tử mặc áo bào tím. Nhưng mà vị chuẩn thân vương kia đang nghỉ ở cung điện phía trước chúng ta. Sáng sớm ngày mai sẽ cùng chuẩn thân vương tiến vào trong nội điện tham gia đại hội thân vương. Biết rồi. Nữ tử mặc y phục màu tím nhìn theo ánh mắt của thiếu nữ thanh tú, khẽ gật đầu nói. Sơn mạch bao la nguy nga, những ngọn núi phập phồng, sơn phong cao ngất, chung quanh có nhiều cây cối, tầng tầng lớp lớp, ở bên dưới là những kiến trúc liên miên được che giấu. Trong một căn phòng nhỏ có mấy lão giả già nua cùng nam nữ trung niên ngồi đó, tuy rằng đã thu liếm khí tức. Thế nhưng tự nhiên lại khiến cho trong sảnh run rẩy. Bên trên chủ vị là một lão giả mặc y phục màu trắng, sau khi quang mang trên khối ngọc giản tin tức trong tay lão giả này biến mất, hai mắt người này mở ra, ánh mắt khẽ run rẩy. Hành lôi trưởng lão, thành Tây Thiên xảy ra chuyện gì quan trọng hay sao? Mấy người phía dưới cảm nhận chấn động trên người lão giả mặc áo bào trắng, sắc mặt lập tức khẽ biến. Lão giả mặc áo bào màu trắng nhìn qua mọi người. Ánh mắt khó giấu vẻ kích động, nói. Chư vị, kiện tử lôi huyền đỉnh thứ 8 lưu lạc ở bên ngoài rốt cuộc đã trở về. Quá tốt rồi, kiện tử lôi huyền đỉnh thứ 8 cũng đã trở về, muốn nhận chủ thánh vật càng thêm có hy vọng. Cửu đỉnh hội tụ, thánh vật sẽ triệt để khôi phục. Thời điểm này mà thánh vật của tuyên cổ điện chúng ta có thể khôi phục, đến lúc đó cũng có thêm vài phần đảm bảo. Mấy người phía dưới nghe vậy lập tức nhìn nhau, thân hình kích động mà run rẩy. Trong mắt hiện lên vẻ rung động và mừng rỡ. Những năm này thánh vật đã có dấu hiệu thức tỉnh cho nên lần này chúng ta mới không thể không sắp xếp việc nhận chủ. Lần này xem ra có lẽ thánh vật cảm giác được những bộ phận lưu lạc ở bên ngoài cũng đã xuất thế cho nên mới có động tĩnh. Chỉ là không biết lần này có ai dung hợp được thánh vật hay không. Trong mắt lão giả mặc áo bào trắng hiện lên vẻ cảm thán, lập tức nói với mấy người phía dưới. Lần này đại hội thân vương giao cho các ngươi. Tám kiện tử lôi huyền đỉnh lưu lạc ở bên ngoài đều quay trở về, ta phải đi thông báo cho đám người đại trưởng lão. Đoán chừng phải cần mấy ngày. Mặt khác thông báo cho thần lôi điện, phong lôi điện, kim lôi điện, mộc lôi điện, băng lôi điện, viêm lôi điện, thổ lôi điện, thông báo cho điện chủ của bảy điện này, cửu đỉnh hội tụ không phải là chuyện đùa. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phía đông. Phù! Trong phòng! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ trong đan điền khí hải, khiến cho gợn sóng không gian trong phòng nhộn nhạo, hai con mắt khép hờ mở ra, tinh mang nương theo khí tức thương cổ khuếch tán, rồi lập tức thu liếm lại. Siêu siêu. Một lát sau, trên quảng trường ngày hôm qua, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống nơi này, cả quảng trường đã có gần 300 đạo thân ảnh tụ tập. Lục Lâm Thiên cũng lập tức nhìn thấy đám người lôi lang, Sán Ngọc ở trong đám người phía trước. Nam tử mặc áo bào xanh kia chính là chuẩn thân vương, thực lực cực kỳ cường hãn.
hóa ra là hắn sao? Không ngờ tám kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài lúc này toàn bộ đều hội tụ lại. Ba người Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh xuất hiện, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, tiếng thấp giọng nghị luận lập tức từ trong đám người lặng lẽ truyền ra. Lục Lâm Thiên đáp xuống quảng trường rồi đảo qua đám người, cũng có chút kinh ngạc, ở đây sợ rằng có một nửa đều là người chờ tiến vào trong nội điện. Từ khí tức trên người có thể nhìn ra, nhân tộc, thú tộc, minh linh chủng tộc cũng có. Đây có thể là nhóm người cuối cùng được tiến vào trong nội điện tham dự đại hội thân vương, chỉ là lại còn nhiều người như vậy, đều là thế hệ bất phàm, đủ thấy nội tình của Tuyên Cổ Điện mạnh mẽ ra sao. Ồ! Bỗng nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức trầm giống, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền đột nhiên không biết vì sao lại run lên, dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt, loại động tĩnh này thậm chí còn càng lúc càng lớn. Siêu siêu! Trước không trung có không ít đạo thân ảnh giống như lưu quang phóng tới. Tiếp đó lập tức đáp xuống bên cạnh mọi người, đây là đám người Minh Chí hộ pháp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lại lập tức nhìn vào một nữ tử mặc áo bào tím, ước chừng 28-29 tuổi, làn da óng ánh, ôn nhu như ngọc, thế nhưng trong hai mắt lại ẩn chứa màu tím nhạt, khí chất cao quý, trang nghiêm khiến cho người ta nhìn vào tự nhiên kính nể, không dám xem thường. Nhất Nguyên Hóa Hồng, cổ tộc. Dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên lập tức âm thầm kinh ngạc. Nơi phát ra khí tức khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh trong người hắn chấn động dường như là tới từ nữ tử mặc áo bào tím này. Trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét nữ tử mặc áo bào tím, nữ tử mặc áo bào tím này dường như cũng bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đường cong động lòng người giống như thiên thành, khuôn mặt tinh xảo, tuyệt lệ, ánh mắt khiến cho người ta nghiêm túc, kính nể, không dám xem thường kia dò xét Lục Lâm Thiên một lát, sau đó mới gật đầu với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thấy vậy cũng khẽ gật đầu, trong lòng thầm than, nội tình trong 3.000 đại thiên thế giới quả thực vô cùng đáng sợ. Người giỏi còn có người giỏi hơn, nữ tử mặc áo bào tím này có lẽ cũng không phải là lão quái vật gì, thế nhưng tu vi thực lực so với người cùng thế hệ mà nói, sợ rằng đã tới trình độ cực kỳ biến thái. Chư vị, chúng ta chuẩn bị tiến vào trong nội điện, đại hội thân vương ngày hôm nay sẽ cử hành, đây chính là việc trọng đại khó gặp trong Tuyên Cổ Điện chúng ta. Minh Chí hộ pháp sau khi hạ xuống lập tức nói với mọi người, thủ ấn nhanh chóng được kết, không gian trên quảng tường bắt đầu nổi lên chấn động. Sáng sớm, dưới bầu trời hơi sáng, sương mù mờ ảo, từng dãy núi như sắt, cực kỳ trang nghiêm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặt trời mới lên, từng ngọn núi bắt đầu phóng ra một màu xanh ngắt của sinh cơ, từng dãy núi cao vê upsilon tê trong mây, liên miên không ngớt. Tựa như từ thủa thiên địa sơ khai đã tồn tại. Chỉnh thể phong cách cổ xưa, giống như trường tồn từ cổ chí kim, trên dãy núi còn có sương mù mờ ảo màu trắng đang lững lờ trôi qua. Siêu siêu! Trên không trung, không gian nổi lên chấn động, lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh bay ra, đám người này chính là bọn người LTD. Đây là trong nội điện sao? Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên theo gió tung bay, lọt vào trong tầm mắt của hắn hiện tại là từng dãy núi xanh ngắt trồng chất, tựa như biển cả phập phồng. Hùng vĩ mà tráng lệ, năng lượng thiên địa tràn ngập tới mức giống như có thể tùy tiện thôn phệ, đủ thấy không gian của Tuyên Cổ Điện này coi như là hỗn độn thế giới cũng không bằng. Lục soái, đây là nội điện Tuyên Cổ Điện, diện tích bên trong cũng không nhỏ. Đồn rằng là nơi mà cường giả Tuyên Cổ Điện phong ấn từ xa xưa, người bên ngoài không thể xông vào. Lục Linh ở bên người Lục Lâm Thiên nhẹ giọng nói, nhìn đám mây mù bao phủ phía xa, ánh mắt cũng có chút chấn động. Tới nơi này hắn lập tức có cảm giác giống như về nhà. Địa phương này không tệ, thế lực bình thường khó mà có được. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói. Chư vị, hai chuẩn thân vương đều là lần đầu tiên tới nội điện Tuyên Cổ Điện, bây giờ chúng ta đi vào Tử Lôi Điện. Đại hội thân vương cử hành ở trong Tử Lôi Điện. Minh Chí hộ pháp cung kính nói với Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc y phục màu tím. Dẫn đường đi. Nữ tử mặc y phục màu tím gật đầu. Trong âm thanh hiện ra vẻ uy nghiêm. Trong sơn mạch liên miên này khắp nơi đều có thể thấy được không ít cung điện, đình viện đứng sừng sững, đều là những kiến trúc mang theo vẻ cổ xưa, nguy nga mà hùng vĩ. Một mảng lớn sơn mạch liên miên ở trong thiên địa này dường như cuối cùng đều hội tụ lại trong một quần sơn cực lớn. Quần sơn này trùng trùng điệp điệp, có những con sông giao thoa, có một nơi bằng phẳng giữa các dãy núi, hội tụ trăm sông. Trên đỉnh núi, sáng sớm, sương mù màu trắng mờ ảo như xa như gần,
giống như là một dải mực nhàn nhạt vẽ lên trên chân trời màu xanh, tráng lệ khôn cùng. Trong mây mù mờ ảo có thể thấy được một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở giữa quần sơn. Cung điện khổng lồ này giống như cao V Upsilon T trong mây, cao tới mức có cảm giác sắp sụp đổ, diện tích khổng lồ của nó tựa như một đầu cự thú khổng lồ, khôn cùng kéo dài qua quần sơn, khiến cho người ta đứng trước mắt không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Trước cung điện là một quảng trường bao la, diện tích bao la khôn cùng. Bốn phía quảng trường có hình thang lõm xuống, cho nên người đứng ở bốn phía chung quanh có thể đơn giản bao quát toàn trường. Lúc này trên không trung quảng trường thỉnh thoảng có không ít thân ảnh chớp động, xuyên thẳng từ bên ngoài vào trong quảng trường. Trên quảng trường đã có mấy vạn thân ảnh tụ tập tự khi nào, không phân biệt nam nữ, tất cả đều đứng thẳng tắp, khí tức cả đám không hề tầm thường. Mấy vạn người đối với bất luận thế lực lớn nào trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, đều không đáng nhắc tới, thậm chí có thể bỏ qua. Thế nhưng trong tuyên cổ điện thì lại không giống, tuyên cổ điện trải dài trong 3.000 đại thiên thế giới, nhưng cho tới bây giờ lại không có quá nhiều đệ tử, đặc biệt là đệ tử nội điện. Nhưng mà bất luận một đệ tử nào trong nội điện tuyên cổ điện đều không phải là kẻ bình thường, cũng không phải là người mà người bình thường bên ngoài có thể so sánh, thậm chí có không ít người một khi ném ra bên ngoài đều là nhân vật hùng bá một phương, cũng không phải là thế hệ yếu kém. Trước cung điện khổng lồ kia, ở giữa chính giữa quảng trường có không ít chỗ ngồi bằng đá xanh, phong cách cổ xưa, bên trên còn chưa có một bóng người nào. Nhưng mà những chỗ ngồi bằng đá xanh phong cách cổ xưa kia cũng khiến cho vô số người trên quảng trường nhìn lên vô cùng cung kính, thân là đệ tử tuyên cổ điện mọi người đều biết, mỗi một lần đại hội thân vương diễn ra, chỗ ngồi đó đều là của chư vị trưởng lão, năm đại thân vương, còn có 6 vị tử kim huyền lôi sử mới được ngồi. Mà ngay cả 10 đại đệ tử, hộ pháp, chấp sự cũng chỉ có thể đứng một bên mà thôi. Các ngươi có nghe nói hay không, ba kiện tử lôi huyền đỉnh luôn lưu lạc ở bên ngoài lúc này cũng đã trở về trước khi đại hội thân vương này diễn ra. Ta cũng nghe nói, ba người sở hữu ba kiện tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài cũng có thể thành thân vương. Khi đó quả thực là một bước lên trời a. Ngươi cho rằng dung hợp tử lôi huyền đỉnh là có thể trở thành thân vương sao? Còn phải trải qua khiêu chiến mới được, nếu như thua, trong điện sẽ cưỡng ép thu hồi tử lôi huyền đỉnh. Nghe nói lần này còn muốn nhận chủ thánh vật, nếu như có thể thành công, đây mới thực sự là một bước lên trời. Muốn nhận chủ thánh vật cũng phải có tư cách mới có thể tiến vào, ta và ngươi đều không có hy vọng. Đáng tiếc chúng ta không lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính lôi, bằng không cũng có thể đi thử thời vận. Có lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện tốt, nghe nói muốn dung hợp thánh vật, cơ hội lớn nhất chính là thân vương, bọn họ vốn là một trong 8 tôn của tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài. Tự nhiên cơ hội sẽ lớn hơn. Mặt khác còn có lục đại tử kim huyền lôi sử, bọn họ cũng có thể mượn lực tử kim huyền lôi, cơ hội của những người khác sợ rằng cũng không cao. Loại chuyện như cơ hội này không nói chắc được, phải xem vào cơ duyên. Mau nhìn, các trưởng lão và năm đại thân vương đều tới. Đám người bạo động, trong cung điện khổng lồ lúc này có không ít thân ảnh từ từ đi ra quảng trường. Đám người đứng xem bên ngoài lập tức yên tĩnh lại. Từng ánh mắt mang theo sự kính sợ nhìn vào đám người này. Từng đạo thân ảnh kia tới những chỗ ngồi bằng những phiến đá xanh có phong cách cổ xưa, năng lượng thiên địa chung quanh bắt đầu lặng lẽ biến hóa. Chỉ một thoáng, cả quảng trường tràn ngập áp lực, trước mặt vô số cường giả lúc này, mọi người đều cảm giác nguyên lực trong cơ thể giống như muốn đình trệ, cảm giác áp bách cực lớn lan tràn, đè nặng lên trên người tất cả mọi người. Bái kiến chư vị trưởng lão, thân vương, tử kim huyền lôi sử. Trên quảng trường, mọi người lập tức cung kính hành lễ. Tất cả miễn lễ đi. Trước đám người kia có một lão giả có khuôn mặt già nua nói với mọi người chung quanh một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức bảo đám người bên cạnh ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, ước chừng có hơn 40 người, nam có, nữ có, khí tức trong lúc mơ hồ đều khiến cho người ta cảm thấy áp bách, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Sau khi mọi người ngồi xuống, có không ít người đã bắt đầu khép hờ hai mắt. Nhắm mắt dưỡng thần. Dường như tất cả mọi chuyện chung quanh đều không có liên quan tới những người này. Chung quanh những chiếc ghế đá này còn có không ít thân ảnh đứng thẳng tắp, chỉ là lúc này còn có chiếc ghế đá còn trống, cũng không có ai ngồi xuống. Chuyện này khiến cho đám người bốn phía quảng trường cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Tại sao còn 3 ghế không có người ngồi? Còn ai nữa, chỉ có trưởng lão, lục đại tử kim huyền lôi sử, còn có 5 đại thân vương mới có tư cách ngồi chỗ đó.
Trong lục đại tử kim huyền lôi sử mới có lôi hồn sử, lôi dạ sử, hỏa lôi sử, kim lôi sử, và bôn lôi sử có mặt, còn có một mình lôi lang sử là chưa có mặt. Nghe nói còn có hai chuẩn thân vương khác cũng tới. Ba chỗ ngồi này có lẽ là chuẩn bị cho lôi lang sử cùng với hai chuẩn thân vương. Thấy không, thanh niên chính giữa kia là chuẩn thân vương mới tới, nghe nói thực lực không tầm thường. Các trưởng lão xuất hiện, bốn phía quảng trường yên tĩnh trong ngắn ngủi, lại lập tức vang lên tiếng thấp giọng nghị luận. Âm thanh hội tụ lại tạo thành tiếng xôn xép quanh quẩn trên không trung, chuyện này khiến cho không ít lão giả trên mấy chiếc ghế đá bắt đầu nhíu mày. Siêu siêu. Nhưng mà vào lúc này, giữa không trung truyền ra không ít tiếng xé gió. Tiếng xé gió truyền ra, cùng lúc mấy người khép hờ mắt lập tức mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước xa xa. Người bốn phía quảng trường lập tức bạo động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Đám người đến tự nhiên là đám người Lục Lâm Thiên, ở giữa không trung, Lục Lâm Thiên ở xa dã nhìn thấy vô số thân ảnh đông nghịt ở trên quảng trường. Mà ở giữa có một cung điện khổng lồ mang theo phong cách cổ xưa, cao vê upsilon t trong mây, đại điện này so với đại điện trong vụ tinh hải cũng không kém là bao. Cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó giống như một đầu cự thú ngập trời, khiến cho người ta đứng từ xa nhìn vào trong lòng cũng có cảm giác nhỏ bé. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên và những người khác dưới sự dẫn dắt của Minh Chí Hộp Háp lập tức đáp xuống vị trí cách những chiếc ghế đá màu xanh không xa. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc áo bào tím lập tức nhìn vào 6 người đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đá màu xanh kia. Một nữ 5 nam, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được trên thân 6 người này đều có khí tức vô hình khiến cho tử lôi huyền đỉnh trong cơ thể hắn run run. Không hề nghi ngờ, trên người 6 người này sợ rằng đều có được tử lôi huyền đỉnh. Ba tam nguyên hóa hồng, một vô lượng niết bàn tuyên cổ cảnh cao giai. Còn có một tứ nguyên tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, một ngũ nguyên trung siêu phàm hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần dò xét 5 người kia. Trong đó có ba đại hán trung niên cùng với một mỹ phụ, tuy rằng khí tức thu liếm tới mức cực kỳ khó dò xét, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại có thể đại khái biết rõ, có ba người đều tới tam nguyên hóa hồng, khí tức tu vi so với ô hỏa tán nhân kia đều mạnh hơn chứ không yếu hơn. Mặt khác còn có một thanh niên tuấn lãng vẻ mặt lạnh lùng, trên người có khí tức tu vi niết bàn cảnh cao giai, nhưng trên người lại có thêm khí tức vô lượng niết bàn. Dưới ánh mắt của chân lý niết bàn như Lục Lâm Thiên đương nhiên không thể nào che giấu được. Hai người cuối cùng là một đại hán chừng 50 tuổi và một mỹ phụ có tử lôi huyền đỉnh kia, khí tức trên thân hai người này khiến cho tâm thần Lục Lâm Thiên run lên. Mỹ phụ kia có bộ dáng xinh đẹp, quý phái, khí tức trên người thiếu chút nữa khiến cho Lục Lâm Thiên khó có thể nhìn ra. Rõ ràng đã tới tứ nguyên tiểu siêu phàm. Mà đại hán trung niên kia còn mạnh hơn, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ mang theo cảm giác ấm áp, Lục Lâm Thiên càng khó có thể dò xét ra. Thế nhưng có một điều rõ ràng là khí tức trên thân người này so với khí tức của mỹ phụ kia còn thâm thúy mênh mông hơn nhiều, khí tức cũng có chút kỹ lạ, giống như không phải là nhân tộc, thú tộc, cũng không giống là minh linh chủng tộc. Lục Lâm Thiên càng dò xét khí tức người này thì khí tức ẩn nấp kia càng mênh mông. Lục Lâm Thiên lại càng thêm rung động, sợ rằng đại hán trung niên có khí tức ấp áp kia vô cùng có khả năng đã tới cấp độ kinh người là ngũ nguyên trung siêu phàm. Thật mạnh! Dưới khí tức này, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng rung động không nhẹ, hắn cũng nhìn ra được thanh niên lạnh lùng kia nhất định là chuẩn thân vương khác. Bốn đại hán trung niên cùng một mỹ phụ nhân xinh đẹp, quý phái kia có lẽ chính là Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Hoàng Diễm Thân Vương và Lôi Hồng Thiên Tử mà đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh dọc đường đi đã đề cập tới. Đây chính là năm đại thân vương hiện tại của Tuyên Cổ Điện. Lúc này nhìn về phía năm người này, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi âm thầm dò xét thêm vài lần. Từ trong miệng Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được, năm đại thân vương trong Tuyên Cổ Điện hiện tại coi như là năm đối thủ cường hãn nhất trong việc nhận chủ tử lôi huyền đỉnh của hắn. Năm người này đều không phải là người trẻ tuổi, trên người đều có tử lôi huyền đỉnh, thậm chí cũng đều tu luyện tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện. Thực lực của năm người này đã sớm là cường giả thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thiên thế giới, cự phách danh chấn một phương. Lúc này Lục Lâm Thiên tự mình dò xét cho nên trong lòng không khỏi càng thêm rung động. Đối với thực lực của mình bây giờ Lục Lâm Thiên cũng có chút tự tin, hóa hồng cảnh bình thường hắn sẽ không quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng trong năm thân vương này người sau còn mạnh hơn người trước, trong đó có một người rất có khả năng đã tới ngũ nguyên trung siêu phàm khủng bố kia,
tu vi mạnh mẽ như vậy, thực lực càng không cần phải nói. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc áo bào tím đều đang đánh giá 6 người kia, ánh mắt của năm đại thân vương và thanh niên lạnh lùng cùng nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc y phục màu tím. Bái kiến chư vị trưởng lão, chư vị thân vương. Lôi Lang Sử cùng đám người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên đáp xuống đất, lập tức hành lễ với đám người ở ghế đá. Miễn lễ. Trong đám người, một lão giả có khuôn mặt già nua gật đầu với mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp đó lập tức nhìn qua hai người Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc áo tím, thậm chí là vô số ánh mắt chung quanh đều âm thầm quét qua người Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc y phục màu tím kia. Lôi Dạ Sử, Lôi Hồn Sử, đã lâu không gặp. Lôi Lang kia lập tức mở miệng nói chuyện với một lão giả âm hàn cùng với một trung niên ở trên ghế đá, sau đó ngồi trên một chiếc ghế đá có phong cách cổ xưa cách hai người này không xa. Ánh mắt còn hữu ý, vô tình quét qua Lục Lâm Thiên. Phú Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão, hai vị chuẩn thân vương đã tới. Minh Chí Hộ Pháp cung kính nói với lão giả có khuôn mặt già nua vừa mới mở miệng cùng với hai lão giả già nua bên cạnh người này. Hai chuẩn thân vương ở lại, những người khác xuống dưới trước, chuẩn bị bắt đầu đại hội thân vương đi. Lão giả vừa mới mở miệng phất tay nói một câu. Vâng. Mọi người hành lễ rồi cáo lui, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi chậm rãi thôi lui tới phía sau không ít thanh niên, nam nữ cao ngất phía sau. Đám nam nữ thanh niên này bất luận một ai đều không phải là kẻ yếu, thậm chí còn có một ít người khí tức mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho không gian quanh thân chấn động. Rõ ràng so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn cường hãn hơn. Trên người các ngươi đều có Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng đều có thân vương lệnh, vậy thì trước tiên cứ ngồi xuống đã. Lão giả có khuôn mặt già nua lập tức nói với Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc y phục màu tím, nhìn hai chiếc ghế đá cạnh thanh niên lạnh lùng kia, thậm chí còn không có hỏi chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh với hai người. Vâng, Lục Lâm Thiên và nữ tử mặc y phục màu tím gật đầu, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng, chăm chú lập tức ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lục Lâm Thiên lúc này mới đánh giá những người đằng sau năm đại thân vương. Sau ghế đá có không ít thanh niên nam nữ cao ngất. Trên vai đều có huy chương của Tuyên Cổ Điện, đại biểu cho việc là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện. Trong đó có không ít người có khí tức của cổ tộc chấn động. Mà những người này bất luận một ai ở bên ngoài đều khiến cho vô số thế lực chạy theo sau như vịt, đều là kỳ tài, có thiên phù ở thế giới bên ngoài. Nhưng mà lúc này những người này ở trong Tuyên Cổ Điện chỉ có thể cung kính đứng đó. Cũng có không ít người sau lưng lão giả, trung niên, mỹ phụ. Đoán chừng đều là đệ tử của các hộ pháp. Chấp sự dòng Tuyên Cổ Điện, đều là thế hệ cường hãn. Về phần khí tức trên người không ít đại hán trung niên và lão giả mơ hồ chấn động kia cũng khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm rung động, đều có tu vi hóa hồng cảnh. Đặc biệt là người gọi là Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão mà Minh Chí Hộ Pháp vừa mới cung kính gọi kia, ánh mắt không hề bận tâm của ba người khiến cho Lục Lâm Thiên có chút chú ý. Trong ba lão nhân này, trong đó khí tức của hai người không dưới đại hán trung niên là thân vương có tu vi ngũ nguyên trung siêu phàm hóa hồng cảnh. Mặt khác còn có một lão giả có khuôn mặt già nua kia khiến cho Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thực lực của lão giả này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên lần nữa rung động, thực lực lão giả này hẳn không tới bước như Băng Thiên, Phong Thiên Thiên Chủ, còn có Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn, thế nhưng cũng là một siêu cấp cường giả. Nhìn đội hình bốn phía quảng trường lúc này, sợ rằng cường giả chính thức trong Tuyên Cổ Điện còn chưa có lộ diện, thế nhưng cũng đủ để khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thán trong lòng một phen, không hổ là Tuyên Cổ Điện trải dài 3.000 đại thiên thế giới, chỉ bằng đội ngũ trước mắt cũng đủ để dọa người. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, Tuyên Cổ Điện có thể tồn tại lâu như vậy trong 3.000 đại thiên thế giới, nội tình bực này quả thực cực kỳ đáng sợ. Đệ tử trong đó cũng có không ít người là người của các đại gia tộc và các thế lực trong 3.000 đại thiên thế giới. Lại không nhúng tay vào phân tranh trong 3.000 đại thiên thế giới, khó trách người có tu vi không đủ căn bản không thể biết được có quái vật khổng lồ như Tuyên Cổ Điện này tồn tại. Ông ông! Trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét, mây mù trên không trung đã tán đi, ánh mặt trời chiếu rọi cung điện khổng lồ, một tiếng chuông cổ xưa, trầm thấp, du dương không biết từ chỗ nào truyền tới. Tiếng chuông cổ xưa này vang vọng trên không trung quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều khẽ run lên. Cả quảng trường lập tức yên ắng, từng ánh mắt dường như đều đang chờ mong điều gì đó. Đại hội thân vương bắt đầu. Tiếng chuông du dương truyền ra,
Minh Chí Hộ Pháp đứng ở một bên lập tức chậm rãi tiến lên, sau khi hành lễ với mọi người đang ngồi, trường bào lập tức run lên, nhìn vô số đệ tử nội điện Tuyên Cổ Điện trên quảng trường, nói. Đại hội thân vương lần này cuối cùng sẽ tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Oa, nhận chủ thánh vật a. Nếu như ta có thể nhận chủ thánh vật được thì tốt rồi. Minh Chí Hộ Pháp nói xong, đám người chung quanh quảng trường lập tức bạo động cực lớn, nhận chùa thánh vật, chuyện này đối với đệ tử Tuyên Cổ Điện mà nói, là hấp dẫn mang tính chí mạng. Yên lặng, âm thanh của Minh Chí Hộ Pháp vang lên, bạo động ở bốn phía quảng trường lúc này mới dần dần dẹp loạn, ánh mắt quét qua mọi người, lúc này âm thanh của Minh Chí Hộ Pháp mới tiếp tục vang lên bên tai, nói. Đối với quy củ của thân vương đại hội chắc hẳn mọi người đã rõ ràng. Quy củ so với những năm qua giống như đúc, đoán chừng ở đây cũng có không ít người lần đầu tiên tham dự thân vương đại hội, thế nhưng có lẽ cũng đã nghe nói về quy củ rồi, cho nên ta sẽ không nói gì thêm. Dừng lại một chút, Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nói. Bình thường đầu tiên sẽ là khiêu chiến 5 vị thân vương, hoặc là khiêu chiến đệ tử nội điện đồng cấp, thậm chí là hộ pháp, trưởng lão. Nếu như ai cảm thấy thực lực mình có thể chiến thắng bất luận một ai trong 5 vị thân vương, người thắng trận sẽ đạt được Tử Lôi Huyền Đỉnh, trở thành thân vương mới. Minh Chí Hộ Pháp nói xong, ánh mắt 5 vị thân vương trên ghế đá cũng lập tức quét qua toàn trường, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong. Nói giỡn sao, 5 vị thân vương đều là người khủng bố, lúc trước khiêu chiến 3 người có tu vi đồng cấp mới có thể trở thành thân vương, mà bây giờ chỉ có người có tu vi đồng cấp mới có thể khiêu chiến. Như vậy càng không thể nào chiến thắng được a. Trước đây có người muốn thử, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai thành công qua. Mỗi một thân vương đều có thực lực tuyệt đối, vượt cấp chống lại đối thủ. Nhiều lần đại hội thân vương diễn ra, có không ít người đi lên tự rước lấy nhục, muốn khiêu chiến 5 vị thân vương là điều không thể nào. Tiếng nghị luận của mọi người vang lên, trong đám người cũng không có bất kỳ ai dám đi lên. Chúng trưởng lão hộ pháp dường như cũng không có ý tứ khiêu chiến khiến cho 5 vị thân vương ngồi trên ghế đá cười nhạt một tiếng, bọn họ quả thực cũng không dễ khiêu chiến. Lục Lâm Thiên cũng nhàn nhạt cười, quy củ của đại hội thân vương này tối hôm qua trong thành Tây Thiên Lục Lâm Thiên từ trong miệng Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên và cư dân trong thành mà biết được. Quy củ của mỗi một lần đại hội thân vương dường như đều giống nhau, chia làm hai bộ phận. Bắt đầu là do những người có tu vi đồng cấp hoặc là phía dưới. Bất luận ai cũng có thể khiêu chiến một thân vương nào đó trong 5 vị thân vương. Nhưng mà mỗi một lần đại hội thân vương diễn ra, thân vương chỉ cần đáp ứng nghênh chiến một đối thủ là được rồi, còn đâu những người khác có thể cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như thân vương nguyện ý ứng chiến mà nói, mọi người không nói gì thêm. Mà trên đại hội thân vương khiêu chiến thân vương, chiến thắng là có thể có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, đồng thời còn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Chỗ tốt như vậy không cần phải nhiều lời. Cơ hồ tất cả đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện đều hiểu rõ. Nhưng mà nếu như bị thua, vậy thì cũng tổn thất không ít, tất cả linh khí cũng những vật trên người chỉ cần là thứ thân vương vừa ý, đều phải giao ra vô điều kiện. Nếu như không có quy củ này mà nói, có lẽ cũng không có việc gì thì tất cả mọi người sẽ không cố kỵ mà khiêu chiến. Nhìn biểu hiện của mọi người hiện tại, không ai dám khiêu chiến 5 vị thân vương, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước 5 vị thân vương muốn trở thành thân vương được thừa nhận của Tuyên Cổ Điện, điều kiện tiên quyết chính là phải bất bại trước sự vây công của 3 người có tu vi đồng cấp do Tuyên Cổ Điện chọn ra. Đương nhiên loại giao thủ đồng cấp, tu vi cao thấp đều có trưởng lão bên trên chọn lựa, sẽ không hơn kém quá lớn. Nếu như một người vừa mới đột phá tới Tuyên Cổ Cảnh cao giai, nhưng lại bị 3 Tuyên Cổ Cảnh cao giai đỉnh phong vây công, khác biệt vô cùng lớn. Động tĩnh của đám người bốn phía bị Minh Chí trưởng lão nhìn thấy. Trong mắt hắn không có bất kỳ sự kỳ quái nào. Tất cả dường như đều trong dự liệu, trên cơ bản mỗi một lần đại hội thân vương diễn ra, bước này đều có thể bỏ qua. Lần nữa liếc nhìn qua mọi người, Minh Chí Hộ Pháp lần nữa nói. Có ai muốn khiêu chiến 5 vị thân vương hay không? Các ngươi còn có thời gian cân nhắc, bởi vì lần này xuất hiện 3 chuẩn thân vương, cho nên dựa theo quy củ lúc trước, ngày hôm nay đầu tiên sẽ khảo nghiệm 3 vị chuẩn thân vương. Minh Chí nói xong. Ngừng một cái, ánh mắt lập tức nhìn vào 3 người Lục Lâm Thiên, nữ tử mặc y phục màu tím, thanh niên lạnh lùng. Theo Minh Chí Hộ Pháp nhìn vào, đám người chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. 3 vị chuẩn thân vương, quy củ này 3 vị có biết không? Minh Chí Hộ Pháp hỏi 3 người Lục Lâm Thiên. Đã biết, 3 người Lục Lâm Thiên nghe vậy,
đều gật đầu nói. Từ trong miệng Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Lâm Thiên đã sớm hiểu rõ quy củ, muốn trở thành thân vương được Tuyên Cổ Điện thừa nhận phải trải qua khảo nghiệm của Tuyên Cổ Điện. Khảo nghiệm cũng vô cùng đơn giản, chỉ là chống lại ba người có tu vi đồng cấp vây công mà thôi, phải đứng ở thế bất bại, nếu như bị thua sẽ bị Tuyên Cổ Điện cưỡng ép thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh và thân vương lệnh trên người. Đây là quy củ của Tuyên Cổ Điện, có lẽ thoạt nhìn tựa hồ không mấy công bằng, nhưng mà bao nhiêu năm qua, kể cả năm vị thân vương hiện tại cũng không có ai nói qua những lời giống như không công bằng. Thân là người có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, phải có thực lực cường hãn thì mới có tư cách nắm giữ nó. Sau khi Lục Lâm Thiên biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói. Vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói. Không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người minh linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thải Thanh. Ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động. Bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Lâm Thiên nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo. Ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai. Thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài. Mà danh tự của ba người Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Lâm Thiên lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thải Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9. Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thải Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử a. Không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không? Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ vặn vẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc lãnh luân lôi điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng,
cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Lâm Thiên, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Lâm Thiên, hơi chấn động, truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ tuyên cổ điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ trêu, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới. Hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thải Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Lâm Thiên nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý. Thải Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, tuyên cổ điện có quy định, trừ tử lôi huyền đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, tuyên cổ điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải tuyên cổ điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Tơ Lâm Thiên mỉm cười, dò xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói. Nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt Phó Thái trưởng lão không biết vì sao lại ngạc nhiên nhìn qua phía Lục Lâm Thiên, dường như Lục Lâm Thiên và nữ tử áo bào tím truyền âm cũng không có tránh hắn. Lục Lâm Thiên cười cười nhìn qua Vũ Thái trưởng lão, thần sắc vẫn tươi cười như trước. Rầm rầm rầm. Lúc Lục Lâm Thiên và nữ tử áo bào tím truyền âm với nhau, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đồng thời thúc giục công kích, trong giây lát đồng thời tấn công Lãnh Luân Lôi Điện. Lãnh Luân Lôi Điện đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, chung quanh sinh ra không gian áo nghĩa, lập tức vị trí bốn người giao thủ sinh ra các loại áo nghĩa chấn động dữ dội. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Bốn thân ảnh lóe lên rồi biến mất nhanh chóng, có vài tiếng năng lượng va chạm trầm thấp vang lên, năng lượng bắn ra hào quang rực rỡ. Xoẹt! Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người dường như có ăn ý nào đó, biết rõ đơn đả độc đấu khó có thể là đối thủ của Lãnh Luân Lôi Điện, nhưng ba người có ưu thế của mình, ba người vây công tấn công không ngừng nghỉ. Ba người liên thủ vây công, năng lượng và áo nghĩa của ba người công kích liên tục không dứt. Tấn công từ các góc độ Lãnh Luân Lôi Điện khó phòng bị. Nhưng lúc này Lãnh Luân Lôi Điện lại làm cho mọi người ngạc nhiên, ba người công kích như mưa làm hắn cực kỳ chật vật, nhưng hắn vẫn có thể chống lại. Lãnh Luân Lôi Điện thật bất phàm. Đối với cường giả ở giữa sân mà nói, càng phát sinh chuyện đáng ngạc nhiên, Lãnh Luân Lôi Điện lúc này nhìn thì chật vật, nhưng khi bị ba người vây công không có sinh ra bối rối và biến sắc, động tác tốc độ hơi chậm, nhưng mà thần thái vô cùng bình tĩnh. Rầm rầm rầm. Sau khi giao phong hai hiệp, bốn người đã nhanh chóng giao thủ hai chiêu, đối với Lãnh Luân Lôi Điện mà nói hắn đã xuất sáu chiêu. Xoẹt. Bốn người đồng thời bị đẩy lui, Thải Thanh ba người một người hai đại chiêu nhưng không thể chiếm tiện nghi, thân hình lui lại và nhìn nhau, ba người nhíu mày, trong mắt mang theo thần sắc ngạc nhiên. Thân ảnh Lãnh Luân Lôi Điện lập tức thoái lui, sắc mặt lạnh lùng của hắn hơi tái, đồng thời ứng phó ba người vây công với hắn là việc rất không dễ dàng. Thậm chí cũng có phiền toái không nhỏ. Chuẩn thân vương tốt lắm. Dùng một đấu ba, phong làm thân vương. Trong đám người, nhìn thấy Lãnh Luân Lôi Điện chiến đấu cường hãn, lúc này có không ít tiếng hò hét vang dội, trong tuyên cổ điện thực lực phi tôn,
từ trước đến nay cường giả được tôn kính tuyệt đối. Nghe tiếng hò hét chung quanh, ánh mắt Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người biến hóa liên tục, lúc này bọn họ đạt thành ăn ý với nhau, trong giây lát trên người ba người bộc phát hào quang sáng ngời. Xì xì. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang tử kim quanh ba người lưu chuyển liên tục, hào quang tử kim tỏa sáng, thân ảnh ba người từ từ biến lớn, lập tức hóa thành thân ảnh cao trăm trượng. Ầm ầm. Không gian trên quảng trường run lên, khí tức hủy diệt bộc phát, khí tức lăng lệ sát phạt bao phủ quanh người ba người. Thải Thanh biến thành nữ kim cương khổng lồ, Trương Kiến Minh và Lục Linh cũng biến thành khổng lồ, hoàn toàn không kém bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên bao nhiêu. Nhưng Linh Tịnh Chí biến thành thân hình khổng lồ, hắn dung hợp phệ hồn linh thân của phệ hồn nhất tộc vào bất diệt kim cương tượng, biến thành địa ngục ác kim cương, một ít người thực lực thấp nhìn thấy lại sợ phá gan. Bất diệt kim cương tượng. Ba người biến lớn, tiếng gầm chấn động nguyên lực của những người thực lực thấp, màng tai đau đớn. Ba thân ảnh khổng lồ biến lớn như ngọn núi, hào quang tử kim khuếch tán khắp chung quanh, khí tức bá đạo xuất hiện, ba lôi uy đáng sợ bộc phát bao phủ bầu trời, ba đạo khí tức hủy diệt đáng sợ cùng bộc phát. Trong ánh mắt rung động của mọi người, lúc này trên mặt Lãnh Luân Lôi Điện cười lạnh một cách khó hiểu. Xoẹt! Vào lúc này, ba thân ảnh bất diệt kim cương tượng vừa xuất hiện, lôi vân trên bầu trời bùng phát, nắm chặt kim căng quyền ấn, lôi điện màu tím vần vũ, quyền ấn như mãng xà vặn vẹo, cuối cùng nện thẳng vào người Lãnh Luân Lôi Điện. Ầm ầm! Ba đạo lôi điện tử kim biến thành lôi xà vần vũ, nương theo xu thế đáng sợ làm rất nhiều đệ tử Tuyên Cổ Điện run lên như cầy sấy. Dầm dầm dầm. Ba quyền ấn to lớn giáng thẳng vào Lãnh Luân Lôi Điện, ba đạo quyền tụ tập lại thành lôi cầu, không gian chung quanh lôi cầu chấn động rất mạnh, lôi điện xuyên thấu tầng mây, không gian lúc này có màu tím nhạt, cả không gian chấn động như thiên băng địa liệt. Vây công rất thoải mái đúng không, chỉ tiếc bất diệt kim cương tượng của các ngươi không đáng nhắc tới trước mặt ta. Thời điểm rất nhiều người đang lo lắng thay Lãnh Luân Lôi Điện, trong lôi cầu có tiếng nói bình tĩnh của Lãnh Luân Lôi Điện truyền ra. Lập tức lôi cầu nhanh chóng biến nhỏ lại. Thời điểm mọi người ngạc nhiên quan sát tình hình, lôi đình chi lực trong lôi cầu tử kim nhưng lại bị Lãnh Luân Lôi Điện trực tiếp nuốt vào trong miệng, thậm chí còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Xuy xuy. Vào lúc này, hai tay Lãnh Luân Lôi Điện nắm chặt lại, thân ảnh bay về Upsilon T lên cao, không gian chung quanh run run, hai tay đánh ra một quyền vào bát diệt kim cương tượng của Thải Thanh và Linh Tịnh Chí, thân ảnh lóe lên. Hắn dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi đánh vào thân hình khổng lồ của Trương Kiến Minh. Ba quyền oanh kích ra công tác liên tục, không hề gián đoạn, trong khoảnh khắc trên không trung có lôi quang lập lòe. Ba quyền giống như tử kim long khổng lồ giáng xuống, ba đạo tử kim lôi đình đi qua làm không gian vặn vẹo. Ầm ầm, lôi đình nổ mạnh, trước mặt lôi uy kinh người này, linh hồn Thải Thanh ba người run lên, ánh mắt dại ra. Nhưng tất cả đều không kịp. Ba người không nghĩ tới Lãnh Luân Lôi Điện có thể trực tiếp ngăn cản một kích của ba người, làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị đường lui. Dầm dầm dầm. Ba đạo tử kim lôi đình đánh thẳng vào Thải Thanh ba người, hắn tiếng nổ như pháo hoa vang vọng không gian, hào quang chói mắt, khí tức hủy diệt làm không gian tan vỡ. Phụt. Thân ảnh khổng lồ của ba người phun máu tươi, thân hình khổng lồ nện xuống đất, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Bất diệt thiên thể, đó là bất diệt thiên thể. Lãnh Luân Lôi Điện đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người biến thành thân ảnh kim cương khổng lồ, nhưng tất cả ánh mắt đều nhìn lên người Lãnh Luân Lôi Điện. Ầm ầm. Giờ phút này trên người Lãnh Luân Lôi Điện bắn ra điện quang tử kim rực rỡ, hào quang tử kim sáng ngời, thân ảnh tử kim giống như tử kim đồng nhân, một tia tử kim lôi quang chớp động và bí vân không ngừng lập lòe, giống như bên ngoài thân hình được khắc lên rất nhiều đường vân rực rỡ. Khí tức vô cùng mênh mông quanh quẩn trên người, không gian chấn động nổ ầm ầm giống như ẩn chứa lực lượng khôn cùng. Tất cả mọi người khiếp sợ, đối với đệ tử trong Tuyên Cổ Điện mà nói, bất diệt thiên thể chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa có người nào đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể, thậm chí không có ai biết làm thế nào mới đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Bất diệt thiên thể. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, thân vương, tử kim huyền lôi làm cho bọn họ khiếp sợ. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên người Lãnh Luân Lôi Điện, ai cũng biết có được bất diệt thiên thể đại biểu cho cái gì, bất diệt kim cương tượng và bất diệt thiên thể so lực phòng ngự với nhau chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, khó trách Thải Thanh ba người bại thảm như thế. Giờ phút này dường như Vũ Thái trưởng lão, như Hoàng trưởng lão,
Kiền Vũ trưởng lão đều không ngạc nhiên cho lắm, hắn đã sớm biết rõ Lãnh Luân Lôi Điện có bất diệt thiên thể. Không nghĩ tới bất diệt thiên thể cũng không phải truyền thuyết, thật sự có thể tu luyện được. Đương nhiên có thể tu luyện ra, đồn đãi thời kỳ viễn cổ, trong Tuyên Cổ Điện có cường giả luyện ra bất diệt thiên thể. Đệ tử bốn phía không ngừng nghị luận, lúc này Lục Lâm Thiên cũng tươi cười, thiên phú của Lãnh Luân Lôi Điện tuyệt đối là không thể khinh thường, đã đạt tới mức đáng sợ, vô lượng niết bàn, thiên phú thậm chí có thể so sánh với Phong Gia Phong Du Du. Mà người có được Tử Lôi Huyền Đỉnh lại trải qua vô lượng niết bàn, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp là có thể thu thành bất diệt thiên thể. Điểm này Lục Lâm Thiên sớm đã biết rõ, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng biết, cho nên Lục Lâm Thiên có thể suy đoán ra, dưới tình huống không sử dụng linh khí, ba người Thải Thanh căn bản không chèo chống được mấy chiêu, trừ phi Lãnh Luân Lôi Điện cố ý buông thả. Nhưng Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, với biểu hiện của và ngạo khí của Lãnh Luân Lôi Điện, tuyệt đối sẽ không buông thả ba người này, cho nên Lục Lâm Thiên có thể ước đoán không qua bao lâu ba người này sẽ bại. Huống chi cuối cùng Thải Thanh ba người còn mượn lực lượng Kim Huyền Lôi đối phó Lãnh Luân Lôi Điện. Lãnh Luân Lôi Điện thân là người có được Tử Kim Huyền Lôi, dùng Tử Kim Huyền Lôi đối phó hắn càng làm Thải Thanh ba người thua nhanh hơn. Nữ tử áo bào tím cũng đạt được một ít tin tức, nhưng mà lại không biết sau khi trải qua vô lượng niết bàn, Lãnh Luân Lôi Điện đã có át chủ bài bất diệt thiên thể này. Một đấu ba, tổng cộng mấy chiêu đã chiến thắng, còn nhanh hơn dự tính của Lục Lâm Thiên một chiêu, đôi mắt nữ tử áo bào tím chớp động. Ánh mắt lúc này lườm Lục Lâm Thiên, đôi mắt hơi chấn động. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh hai người cũng hơi động dung, liều với Lãnh Luân Lôi Điện, bọn họ tự nhiên cũng không sợ. Nhưng mà người có vô lượng niết bàn cộng thêm bất diệt thiên thể, tăng thêm việc không sử dụng binh khí nào, bọn họ mà động thủ cũng thua không nghi ngờ. Bất diệt kim cương tượng rất mạnh, nhưng mà so sánh với bất diệt thiên thể tự nhiên không đủ. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người bị đánh bay ra xa. Thân hình kim cương biến mất, khóe miệng đều chảy máu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, bất diệt thiên thể, bọn họ không thể chống lại, ba người bọn họ đồng thời đánh ra một kích không có tác dụng với Lãnh Luân Lôi Điện. Lãnh Luân Lôi Điện thắng, hôm nay hắn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Phú Thái trưởng lão quát lớn, giọng nói tang thương già nua vang lên bên tai mọi người. Bái kiến thân vương. Phú Thái trưởng lão vừa dứt lời, tất cả đệ tử, hộ pháp, chấp sự và thập đại đệ tử đều xoay người hành lễ. Thân vương trong Tuyên Cổ Điện có địa vị không kém trưởng lão, cũng chỉ kém hơn Vũ Thái trưởng lão, như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão một chút mà thôi. Miễn lễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói một câu, gương mặt lạnh như băng chấn động, lập tức thả người ngồi lên ghế, khí tức mênh mông cũng thu liễm lại. Thân là đỉnh phong thế hệ trẻ của cổ tộc, vô lượng niết bàn. Thực lực của Lãnh Luân Lôi Điện không thể nói là mạnh nhất thế hệ trẻ quang thiên thế giới. TRUNFULLVN, và thiên phú của hắn là mạnh nhất, không bao lâu sau hắn có tự tin sẽ là đệ nhất trong cùng thế hệ. Mà chuyện này cũng dưỡng thành tính cách tự ngạo của Lãnh Luân Lôi Điện, hắn cũng có thực lực tự ngạo. Sợ rằng chỉ cần người trong Tuyên Cổ Điện này, dù ít dù nhiều cũng có tiền vốn tự ngạo trong 3.000 đại thế giới. Vị chuẩn thân vương kế tiếp. Ai lên trước? Tiếng nói của Minh Chí hộ pháp vang lên, ánh mắt của hắn nhìn qua hai người Lục Lâm Thiên và nữ tử áo bào tím. Ta đến đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, động tác hơi điều chỉnh, giờ phút này giọng nói của nữ tử áo bào tím hơi truyền ra, âm thanh vang lên, bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trong sân rộng. Đôi mắt Phú Thái trưởng lão hơi mở ra, lập tức nói với sau lưng. La Sâm, Đái Nghị, chính bác hộ pháp các ngươi đi ra đi. Vâng. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, hắn hai nam tử bất phàm và một trung niên chừng 40 đi ra, ba thân ảnh tiến vào trong sân rộng. La Sâm, Đái Nghị, còn có chính bác hộ pháp, ba người này đều đứng đầu trong thập đại đệ tử đấy. Đồn đãi La Sâm và Đái Nghị hai người là hai người duy nhất trong hàng đệ tử tiến vào hóa hồng cảnh đấy. Ngay cả chính bác hộ pháp cũng ra tay. La Sâm, Đái Nghị, Tuyên Cổ Điện nội điện chính bác hộ pháp. Thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người đáp xuống bên cạnh nữ tử áo bào tím, dùng xu thế tam giác vây quanh, khí tức dâng trào, từ khi Thải Thanh ba người bị thua, ba người này cẩn thận hơn rất nhiều. Đông Phương Tử Quỳ. Nữ tử áo bào tím nói nhỏ, âm thanh rất êm tai, bộ dáng mê người, hồn nhiên thiên thành, nàng đứng ở giữa sân nhưng làm cho đám người La Sâm, Đái Nghị và chính bác hộ pháp sinh ra ý sợ mơ hồ.
khí tức này rất đặc biệt. Lục Lâm Thiên ngồi xuống, lúc này cảm giác khí tức trên người Đông Phương Tử Quỳ làm nội tâm của hắn cảm giác gì đó, khí tức này rất quen thuộc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sắc mặt ngạc nhiên, hắn phát hiện ra cái gì đó, thì thào. Khí tức này đủ mạnh, thì ra là Bất Diệt Kim Cương Tượng. Ầm ầm, ba tiếng quát vang lên, trên không trung gió nổi mây phun, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được khí tức đáng sợ khó hiểu sinh ra trên người Đông Phương Tử Quỳ, đám người chính Bắc hộ pháp, La Sâm, Đái Nghị cẩn thận, không có lập tức ra tay, vào lúc này cùng thúc giục Bất Diệt Kim Cương Tượng. Nhìn thấy ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trên dung nhan tinh xảo của Đông Phương Tử Quỳ có điện quang lập lòe, trong mắt bắn ra hào quang màu xanh nhạt, ánh mắt làm mọi người kính nể, không dám nhìn thẳng, xem như kinh tâm động phách. Không biết chuẩn thân vương Đông Phương Tử Quỳ có thể chống lại chính Bắc hộ pháp cùng La Sâm, Đái Nghị ba người hay không? Chuẩn thân vương Đông Phương Tử Quỳ cũng là nhất nguyên hóa hồng, thân là kẻ có được tử kim huyền lôi sẽ không yếu đâu. Xoẹt! Trên quảng trường bàn tán, La Sâm, Đái Nghị, chính Bắc hộ pháp ba người đứng đó, lôi điện vần quanh thân hình, nương theo khí tức hủy diệt của lôi đình, thân ảnh ba người lập tức lao tới oanh kích Đông Phương Tử Quỳ. Ầm ầm! Ba người giơ tay nhấc chân hình thành vòng khí xoáy, năng lượng khủng bố bộc phát đánh cả phiến không gian này vặn vẹo đáng sợ. Đại chiến hết sức căng thẳng, vào lúc này bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ bộc phát dữ dội, điện quang màu xanh sinh ra trên người của nàng, cuối cùng bao bọc thân ảnh xinh đẹp của nàng vào trong. Ồ! Cũng vào lúc này, Hoàng Diễm Thân Vương cảm giác khí thế trên người Đông Phương Tử Quỳ tỏa ra thì hơi nhíu mày, ánh mắt hơi rung động. Siêu, siêu! Mấy đạo công kích đánh xuống, đại chiến nổ ra, thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ biến mất. Chính Bắc hộ pháp ba người công kích thất bại, ba người cảm giác có biến hóa nên ngẩng đầu lên, nhưng biến hóa này không có năng lượng tỏa ra, tốc độ công kích không giảm. Lập tức đánh thẳng lên bầu trời. Xoẹt! Cùng một thời gian, thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ xuất hiện trên đầu ba người, đồng thời đánh ra ba mũi tên lôi điện, điện quang màu xanh xuyên thủng không gian, giống như thiên thạch mang theo lực lượng không gì sánh nổi, trực tiếp đỡ Upsilon.NG và công kích của chính Bắc hộ pháp ba người. Rầm rầm rầm. Công kích này làm người ta hãi hùng khiếp vía, năng lượng khủng bố khuếch tán ra, từng đạo năng lượng đáng sợ đánh thẳng xuống dưới. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng Đông Phương Tử Quỳ nhìn nhỏ yếu gầy gò lại có thực lực khủng bố như vậy. Đạp đạp đạp. Điện quang khuếch tán ra thật nhanh, thân ảnh ba người chính Bắc hộ pháp lảo đảo lui ra phía sau. Xuy. Thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ bị đẩy lui. Nhưng lúc này trong lòng bàn tay của nàng có lôi điện màu tím xuất hiện, cổ tay run lên, lập tức một đại đỉnh màu tím xuất hiện trên không trung. Hô! Trong chốc lát, không trung chấn động dữ dội, lôi vân màu tím chấn động không ngớt, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ các nơi, tiếng điện quang xì xì khuếch tán khắp không gian. Vậy mà vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt người trong quảng trường biến hóa, rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, thân vương đều chấn động nhìn lôi điện màu tím kia. Ầm ầm. Khi Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện, Đông Phương Tử Quỳ không chậm trễ chút thời gian nào, hào quang màu tím trên lôi vân cuồn cuộn, lôi điện giáng xuống, lôi đỉnh đánh thẳng vào không gian. Lôi điện màu tím mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của chính Bắc hộ pháp ba người. Ba người lui ra sau ổn định thân hình, nhìn thấy lôi điện màu tím liền khiếp sợ, phất tay đánh ra công kích ngăn cản, hiển nhiên phải toàn lực ứng phó. Phụt. Tuy thân hình khổng lồ của bọn họ ngăn cản không ít lôi điện màu tím, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn, thân hình khổng lồ của ba người lập tức bị thương, miệng phun máu tươi. Tốt, lui ra đi, các ngươi đã bại. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, sắc mặt không chút chấn động. Có lẽ thủ đoạn của nàng cũng không chỉ có như vậy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, hắn hiểu đại khái thực lực của Đông Phương Tử Quỳ, cho nên trong nội tâm suy đoán, nếu Đông Phương Tử Quỳ muốn thắng ba người kia, hoàn toàn không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng có thể chiến thắng, ít nhất Đông Phương Tử Quỳ đến bây giờ vẫn chưa dùng toàn lực. Hô! Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, Đông Phương Tử Quỳ cũng thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi vân màu tím trên không trung cũng thu liễm lại. Chính Bắc hộ pháp ba người thu liễm Bất Diệt Kim Cương Tượng, ánh mắt thất vọng lui ra, đối với bọn họ mà nói, bọn họ bị đả kích không nhỏ. Đông Phương Tử Quỳ thắng, ngày hôm nay trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, lời của hắn truyền vào tai mọi người. Bái kiến thân vương.
Đông Phương Tử Quỳ đã thành thân vương, các đệ tử, hộ pháp, chấp sự. Hành lễ với thân vương mới. Xuy. Bóng hình xinh đẹp lắc lư, Đông Phương Tử Quỳ quay trở lại ghế ngồi, đôi mắt mang theo tinh quang nhìn qua, truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Tới ngươi. Khi Đông Phương Tử Quỳ truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, ánh mắt Minh Chí hộ pháp nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này ba chuẩn thân vương này cũng chỉ có mình Lục Lâm Thiên là chưa trải qua tuyên cổ điện khảo nghiệm. Mời chuẩn thân vương cuối cùng lên đài. Minh Chí hộ pháp tuyên bố, rất nhiều ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên mỉm cười với Đông Phương Tử Quỳ, áo bào xanh hơi động, hắn đứng lên đi tới quảng trường. Trong rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Lục Lâm Thiên chậm rãi bước đi, lúc này làm rất nhiều ánh mắt khó hiểu. Đi tới sân rộng, Lục Lâm Thiên lúc này dừng bước, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Khi Lục Lâm Thiên lên đài, ánh mắt Minh Chí hộ pháp nhìn qua Vũ Thái trưởng lão, chuyện an bài đối thủ đều là Vũ Thái trưởng lão làm, huống chi hắn hiện tại không nhìn ra chút khí tức nào trên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên, giờ phút này bắt đầu có sóng gió nổi lên, sau một lát đôi mắt già nua nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, thở dài một hơi, nói nhỏ. Ai, lão hủ tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là phí thời gian, đến bây giờ không cách nào nhìn thấu khí tức của ngươi. Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn thấu khí tức của người nọ. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, lập tức không ít ánh mắt chấn động, Vũ Thái trưởng lão vẫn không nhìn thấu khí tức của nam tử áo xanh này, rất nhiều người ngạc nhiên. Hẳn là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên nhìn Vũ Thái trưởng lão, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trấn tĩnh. Thì ra là tuyên cổ cảnh cao giai, cũng không tệ. Đoán chừng có bí pháp gì đó, ngay cả Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn ra khí tức của hắn. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt Đông Phương Tử Quỳ nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành Không, các ngươi đi lên. Ánh mắt Vũ Thái trưởng lão hơi chấn động, lập tức nói ra tên của ba thanh niên sau lưng, ba thanh niên này nhanh chóng bay tới. Xuy xuy, ba khí tức chấn động, lập tức ba thân ảnh nam tử cao ngất nhìn Lục Lâm Thiên, ba khí tức này phong tỏa Lục Lâm Thiên vào trong. Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành Không, thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức chấn động rất mạnh, ba người đều có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Là ba người Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành Không. Không biết chuẩn thân vương thứ ba có thực lực thế nào. Trong tiếng nghị luận chung quanh, Lục Lâm Thiên nhìn qua ba người, ánh mắt nhìn qua Lôi Lang trên kia, ánh mắt không chấn động quá nhiều, nói nhỏ. Lôi Lang đúng không, không biết ba người này ngươi có thể đánh bại hay không? Xảy ra chuyện gì? Khi Lục Lâm Thiên đặt câu hỏi, chung quanh bạo động, ánh mắt Lang Dược không vui, lúc này cười lạnh, nói. Tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt cười cười, đám người đứng ngoài xem dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lôi Lang, ánh mắt hắn nhìn qua ba người Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành Không ba người hỏi. Ba người các ngươi có nắm chắc đánh bại Lôi Lang hay không? Ánh mắt ba người chấn động, khí tức Lang Dược hơi âm hàn, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lôi Lang đã là nhất nguyên hóa hồng sắp đạt tới đỉnh phong. Tuy ba người chúng ta là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau, cho nên chúng ta cùng lên cũng không thể chiến thắng Lôi Lang. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng không suy nghĩ, lại nhìn qua Lôi Lang, hắn cười nói. Lôi Lang, không bằng nhiệm vụ khảo nghiệm tuyên cổ điện giao cho ngươi đi, thực lực ba người này quá thấp. Dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Vũ Thái trưởng lão, nói. Vũ Thái trưởng lão. Không biết ta đổi đối thủ mạnh hơn có phù hợp quy củ tuyên cổ điện hay không, nếu tuyên cổ điện có quy củ này, hoặc là Lôi Lang không dám, vậy thì thôi. Cái gì, người này đang ngại Lang Dược ba người thực lực thấp sao, còn dám khiêu chiến Lôi Lang. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong khiêu chiến Lôi Lang nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong, đầu óc bị hư rồi sao? Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, đám người trên quảng trường bạo động, không có ai biết vì sao Lục Lâm Thiên phải làm như vậy. Đông Phương Tử Quỳ, Lãnh Luân Lôi Điện hai người âm thầm ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người vẫn không quan tâm, bộ dáng vô cùng vui vẻ, bọn họ tự nhiên biết rõ vì sao Lục Lâm Thiên lại khiêu chiến Lôi Lang. Người này không biết lai lịch thế nào, dường như cực kỳ cuồng ngạo. Có phần càn rỡ, lại dám vượt qua tuyên cổ cảnh khiêu chiến hóa hồng cảnh.
Lúc này tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, năm đại thân vương đều ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, trên đại hội thân vương vẫn chưa từng có tình huống đổi đối thủ mạnh hơn. Phú Thái trưởng lão vẫn không có chút chấn động nào, đôi mắt sáng ngời nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Tuyên cổ điện không có quy củ này, nhưng mà quy củ này cũng không phải không thực hiện được. Phú Thái trưởng lão, nếu như ta bại, từ lôi huyền đỉnh này ta sẽ vô điều kiện giao cho lôi lang, nếu lôi lang không dám thì thôi. Lục Lâm Thiên chen ngang lời Vũ Thái trưởng lão. Phú Thái trưởng lão, ta thấy không thành vấn đề, có một ít người không biết trời cao đất rộng, tử lôi huyền đỉnh trong tuyên cổ điện không xứng nằm trên người hắn, ta sẽ thu hồi. Lôi lang đứng dậy, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lục Lâm Thiên, rồi lập tức cố nén hàn ý, hắn cung kính nói với Vũ Thái trưởng lão cách đó không xa. Hắn biết rõ đối phương cố ý nhắm vào hắn, dù sao hắn cũng không vừa mắt tiểu tử này, cộng thêm tử lôi huyền đỉnh. Hắn không có lý do không ra tay. Ánh mắt Phú Thái trưởng lão nhìn sang Lục Lâm Thiên, lúc này nói với Lôi Lang. Đã như thế, Lang Dược ba người lui ra, người đi lên đi. Vâng. Lôi Lang cúi đầu đáp, trong mắt có hàn quang lóe lên. Âm thanh xé gió vang lên, Lang Dược ba người bay trở về, thân ảnh Lôi Lang xử lóe lên, hắn vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Lôi Lang xử đáp xuống. Ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lục Lâm Thiên, cười dữ tợn, tiếng nói âm hàn giống như từ địa ngục truyền tới, trầm giọng nói. Tiểu tử, chuẩn thân vương cũng không phải thân vương thật sự, người dám náo động như vậy, thật sự là cuồng vọng mà. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Lôi Lang Sử. Ngươi là lang linh nhất tộc. Đúng vậy, thế nào, hối hận rồi sao? Thân là lang linh nhất tộc, Lôi Lang Sử có ngạo khí của mình. Tuy chủng tộc lang linh nhất tộc trong minh linh không tính là tộc cường hãn nhất, nhưng mà không yếu, mà thiên phú của hắn còn mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Thắng ta, tử lôi huyền đỉnh chính là của ngươi, nhưng mà ngươi không có cơ hội này, không biết vì cái gì, ta rất ghét lang linh nhất tộc các ngươi, chỉ nhìn thấy thôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Lục Lâm Thiên cười nói với Lôi Lang Sử một tiếng, ánh mắt đảo qua làm Lôi Lang Sử chấn động. Ánh mắt Lục Lâm Thiên làm Lôi Lang Sử run lên. Ánh mắt đó làm nội tâm của hắn sinh ra cảm giác bất an, lập tức vận chuyển nguyên lực xua tan bất an đó, thần sắc âm hàn, khí tức lôi đình của hắn không ngừng dâng trào. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá vì lời này, không cần biết ngươi là ai, ngươi nên biết trong tuyên cổ điện này, ngươi không là cái gì cả. TRUNFULLVN. Tiếng nói âm hàn quanh quẩn hư không, Lôi Lang vừa nói xong, năng lượng bao phủ thiên địa, hàn quang trong mắt đại thịnh. Năng lượng thiên địa chung quanh sinh ra chấn động không nhỏ, trong lúc mơ hồ có lôi điện màu tím bắn ra. Khí tức của Lôi Lang thật mạnh. Khí tức kinh người này làm người ta động dung. Khí tức mênh mông cuồn cuộn này làm Lục Lâm Thiên chấn động, nhưng thân ảnh của hắn bất động vững như bàn thạch, bất động không dao động, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Lang trở nên thâm thúy hơn trước. Ngươi không có tư cách nắm giữ tử lôi huyền đỉnh trong tay, đây là ngươi tự tìm lấy phiền phức. Lôi Lang động. Hắn quát lớn, lập tức phá vỡ hư không, khí tức âm hàn phóng thẳng lên trời, lập tức lôi điện màu tím quét qua không gian, lập tức tràn ngập thiên địa. Loại khí tức âm hàn này là trời sinh của lang linh nhất tộc, cho nên nó ảnh hưởng tới linh hồn của người khác. Trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức âm hàn chấn động mãnh liệt, cả không trung run lên, ánh mắt Lôi Lang lạnh giá, thân ảnh lao về phía Lục Lâm Thiên, khí tức nhất nguyên hóa hồng phóng thích ra không giữ lại chút nào. Âm âm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng âm hàn kinh khủng quét qua các nơi, năng lượng khủng bố càn quét không gian, khí tức hủy diệt đáng sợ bộc phát, trường bào run lên, một chảo đánh thẳng vào ngực Lục Lâm Thiên. Ngao! Một chảo đánh tới, tiếng sói tru vang vọng, hàn khí chấn động dữ dội, một chảo này làm mang theo lôi điện xé rách không gian, trực tiếp đánh vào ngực Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Lôi Lang ra tay xảo trá ngoan độc, không lưu tình chút nào, một chảo này xuyên phá không gian. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thanh niên áo xanh này muốn chống lại Lôi Lang là nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong. Vào lúc này có nhiều ánh mắt sợ hãi thay Lục Lâm Thiên, trái tim như nằm trên cổ họng. Bành! Một chảo này mang theo khí tức âm hàn và lôi điện màu tím đánh xuống, giống như muốn trực tiếp xé thân ảnh Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ. Ai? Giờ phút này rất nhiều người thở dài, tuyên cổ cảnh cao giai chuẩn thân vương lại dám khiêu chiến Lôi Lang. Tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh là hai cấp độ khác nhau, cho dù Lôi Lang ra tay quá tàn nhẫn cũng không thể trách người khác.
Tất cả mọi người cho rằng một chảo của Lôi Lang có thể xé Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ, cảnh tượng làm nhiều người sợ hãi diễn ra, một chảo của Lôi Lang đánh xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên vốn nên nát bấy lại không bị thương chút nào. Lôi Lang, nói cho người lang linh nhất tộc các ngươi biết, ta là Lục Lâm Thiên, à, nhưng mà sợ rằng ngươi không có cơ hội đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên cười đầy lạnh ý, thời điểm một chảo của Lôi Lang đánh xuống, hào quang tử kim sắc bao phủ một quyền của hắn, nương theo đó là một quyền đánh thẳng vào người Lôi Lang. Không tránh không né, trực tiếp chống lại, một quyền đổi một chảo. Xoẹt! Móng vuốt đánh vào LNG ngực Lục Lâm Thiên, không biết vì sao, bỗng nhiên hào quang màu tím bộc phát. Oanh! Nắm đấm cũng đánh vào người Lôi Lang, sát khí lăng lệ bao phủ trời cao. Không tốt! Vào lúc này trên bàn tiệc trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão, Năm Đại Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điệt, Đông Phương Tử Quỳ đều biến sắc. Lục Lâm Thiên, không thể hạ sát thủ. Vũ Thái trưởng lão quát lớn, thân ảnh lập tức biến mất trên ghế ngồi. Nhưng tất cả không kịp, gần trong gang tấc, một quyền đổi một chảo, tốc độ quá nhanh. Trong mắt Lôi Lang vốn đang cười lạnh đã biến thành hoảng sợ tột cùng, thân hình của hắn nứt vỡ từng khúc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, cả không trung hấn động, không gian bị nghiền nát dữ dội, năng lượng lăng lệ tàn phá không gian, lỗ đen xuất hiện, nương theo đó là uy áp kinh người bạo phát ra ngoài. Ai? Thân ảnh Vũ Thái trưởng lão xuất hiện trong năng lượng phong bạo đáng sợ, năng lượng phong bạo khủng bố không thể ảnh hưởng tới hắn, ánh mắt không bận tâm của hắn biến thành than thở. Xuy, thân ảnh Lôi Lang nứt vỡ từng khúc sau đó hóa thành cho tàn. Vào lúc này năng lượng chấn động bộc phát, linh tinh xuất hiện trong khu vực nổ tung này. Thân ảnh áo xanh xuất hiện, khí tức vô cùng mênh mông bao phủ toàn trường, phất tay không khách khí thu linh tinh vào trong tay. Hiện tại thân ảnh cao ngất đứng giữa không trung, cả quảng trường tĩnh mịch, lúc này thân hình của hắn có hào quang tử kim bao phủ. Bất diệt thiên thể. Đôi mắt dễ thương của Đông Phương Tử Quỳ chấn động, thần sắc Lãnh Luân Lôi Điện từ lạnh nhạt biến thành rung động. Cách đó không xa, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cười nhạt, một chiêu miểu sát Lôi Lang, hai người không cảm thấy kỳ quái chút nào, chỉ có thể nói Lôi Lang không may mà thôi. Các trưởng lão, hộ pháp, năm đại thân vương, chấn động phức tạp. Bất diệt thiên thể, đó là bất diệt thiên thể. Chuẩn thân vương này cũng có bất diệt thiên thể. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ hắn là Lục Lâm Thiên của Thượng Thanh thế giới sao? Lục Lâm Thiên, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ta hoa mắt sao, Lôi Lang bị miểu sát. Nhất nguyên hóa hồng Lôi Lang bị một chiêu đánh hình thần câu diệt, sau yên lặng trong ngắn ngủi, thần sắc vô cùng rung động, đó là bất diệt thiên thể giống như Lãnh Luân Lôi Điện thi triển ra, thậm chí uy năng còn thâm thúy hơn rất nhiều. Bất cứ người nào ở đây, sau lưng đều có thế lực to lớn chèo chống, cho nên không xa lạ gì với ba chữ Lục Lâm Thiên, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ba chữ Lục Lâm Thiên đã sớm truyền khắp 3.000 đại thế giới hơn 1.000 năm. Xì sao. Sau khi quay về vị trí của mình, lúc này Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành không ba người không nhịn được nhìn nhau, đều nuốt nước bọt sợ hãi, giờ phút này tâm tình khó chịu vừa rồi biến mất, Lôi Lang bị miểu sát, nếu ba người bọn họ tiến lên, người ta cũng không đặt vào trong mắt. Trên quảng trường, Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt không quan tâm đã chấn động, nói. Ngươi là Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ chân lý niết bàn trong thương khung chiến trường. Đúng. Lục Lâm Thiên thu hồi bất diệt thiên thể, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Khi Lục Lâm Thiên gật đầu, cả quảng trường sôi trào, lúc này rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Lâm Thiên. Thì ra người này chính là Lục Lâm Thiên. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, khó trách có thể vượt cấp đánh chết Lôi Lang. Đồn đãi ngàn năm trước, Lục Lâm Thiên bị cường giả Thiên La Minh vây công đánh giết, trong đó có cường giả lang linh nhất tộc, khó trách Lục Lâm Thiên muốn thừa cơ đánh chết Lôi Lang sử. Từng tiếng nghị luận không nhỏ, đám người đứng ngoài xem nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt rung động thật lớn. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, hai thân phận này trong 3.000 đại thế giới là quá khủng khiếp, nhưng bây giờ có một người làm được cả hai việc này. Cho nên trưởng lão, hộ pháp. Năm đại thân vương, tử kim huyền lôi sử, thập đại đệ tử đều nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt chấn động. Trong đám người, có người là chủng tộc minh linh đều động dung.
Ai? Ánh mắt Phó Thái trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên, than nhỏ. Lục Lâm Thiên, người đánh chết Lôi Lang có phần quá mức, cho dù ngươi và Lôi Lang từng có thù hận, nhưng đây dù sao cũng là Tuyên Cổ Điện. Phó Thái trưởng lão, Lôi Lang cũng không khách khí với ta, ta từ trước đến nay vẫn tuân thủ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, đừng trách ta vô tình, huống chi ta cũng không có ý định đánh chết Lôi Lang, nhưng không ngờ hắn lại không chịu nổi một kích như vậy, thuần túy là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Vũ Thái trưởng lão, vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Nếu như Tuyên Cổ Điện cảm thấy ta không đủ tư cách trở thành thân vương, đại khái ta rời đi là được rồi. Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi cầm Tử Lôi Huyền Đỉnh uy hiếp ta sao, còn chưa từng có người dám uy hiếp Tuyên Cổ Điện. Không dám. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Nếu Tuyên Cổ Điện cảm thấy ta không đủ tư cách làm thân vương, ta cần gì phải cưỡng cầu. Phó Thái trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi chấn động, lập tức nói. Ngay hôm nay, Lục Lâm Thiên chính thức trở thành thần vương Tuyên Cổ Điện, 3 ngày sau thập đại đệ tử khiêu chiến, 7 ngày sau, có tư cách vào nhập thánh cảnh, tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Bái kiến thân vương. Hoàng hôn ảm đạm, tà dương như máu, dãy núi liên miên mê hoặc lòng người. Chúc mừng Lục soái. Trong cung điện to lớn trên ngọn núi, Lục Linh cười cười với Lục Lâm Thiên, nói. 3 ngày sau sẽ nhận chủ thánh vật, Lục soái chuẩn bị như thế nào rồi? Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. 5 đại thân vương không có kẻ yếu, còn có 5 tử kim huyền lôi sử có thực lực vô cùng cường hãn, vốn trong 6 tử kim huyền lôi sử, Lôi Lang là kẻ yếu nhất. Thực lực ngươi có lẽ cũng không cần quá lo lắng, huống chi nhận chủ thánh vật, trọng yếu nhất là cơ duyên, thực lực không phải là ưu thế lớn nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.